4 mùa xuân, mình là Minh Nghi. Hôm nay rất vui được đồng hành cùng với anh em trên bảng phân tích. Và chào Đoàn Nghi, chào quý vị và các bạn khán giả. Tôi là Tùng Lâm, sẽ đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong trận đấu chung kết nhánh thua. Và tôi là người thường xuyên phỏng vấn, như rất may ngày hôm nay sẽ xuất hiện cùng với các bạn trong phòng phân tích. Tại sao lại là rất may? Thôi thì cứ chúng ta cứ tiếp tục đi. Vâng, rất là vui khi có thể là được đồng hành cùng mọi người cũng như là anh em ngày hôm nay, thì mong là anh em sẽ gánh Minh Nghi. Tại vì bữa giờ Minh Nghi cũng kỹ nhưng mà cái trí nhớ dạo này của em nó hơi có vấn đề một chút xíu. Cho nên là mong là có gì mọi người thứ lỗi nha. Và trước khi mà chúng ta đến chuyên sâu hơn với những diễn biến của trận đấu này, thì hãy cùng với chúng tôi nhìn qua lại những diễn biến trước của nhánh đấu ở trong giai đoạn playoff này của VCS 2024 mùa xuân, khi mà chúng ta đang đi đến những trận đấu cuối cùng, những ván đấu cuối cùng rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến cặp trận Team Secret đối đầu với Game Esports. Đây sẽ là một cái trận đấu theo thể thức BO5. Nhìn lại thì ngày hôm qua Game Esports đã rất xuất sắc hạ gục được Team Wales, và thậm chí là họ đã khiến cho một đội tuyển có tương đối là nhiều fans phải nói lời tạm biệt sớm với lại vòng chung kết này. Ở một diễn biến khác thì ngày hôm qua Team Secret cũng thất bại trước Viking Esports 1-3. Thực sự là một những cái diễn biến khá là bất ngờ giữa cặp thi đấu TS cùng với cả Viking Esports. Chúng ta nghĩ rằng có thể sẽ là một cặp thi đấu mà có 5 ván chẳng hạn, hoặc là có thể sẽ là một cái cặp thi đấu mà TS có vươn lên dẫn trước chẳng hạn. Nhưng rõ ràng Viking Sport ở ván 2, ván 3, ván 4 họ đánh quá ghê đi, đặc biệt là khả năng kiểm soát bản đồ của Viking. Và từ đó thì Viking đã đả bại với tỷ số 3-1 một cách thuyết phục về giai đoạn sau. Tôi vẫn trông chờ ngày hôm qua vào cái ván 3, thì cái ván 3 thật ra nó vẫn rất là cân bằng từ cả hai bên, nhưng đến ván 4 thì bỗng nhiên có những cái sai số nhất định đến từ Team Secret và nó gần như là vỡ mộng ván 5 hoàn toàn. Nhưng phải nói rằng ngày hôm qua cái đội mà chiến thắng trong cái cặp BO5 đó là cái đội mà gần như đàn áp hoàn toàn thế trận trước đối phương của họ. Dạ, rõ ràng hôm qua chúng ta cũng đã được xem những cái diễn biến của những cặp trận rất là hay. Ngày hôm nay thì dự đoán là sẽ hay hơn khi mà cả Team Secret và cả Game Esports đều đang thể hiện cái sự chuẩn bị của họ rất là kỹ càng ở trong giai đoạn vòng đấu này. Mặc dù họ gặp tương đối là nhiều những khó khăn trong việc form lại đội hình và làm quen lại với nhau. Trước hết hãy cùng xem qua về đội hình trong mơ của anh em và đồng viên chúng tôi, khi mà chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn đội hình này. Không biết là quan điểm của mọi người như thế nào thì mọi người có thể để lại phần comment cho chúng tôi biết ha. Hiện tại thì chúng tôi nghĩ rằng vị trí đường trên Kiaja và vị trí đi rừng Levi đang là một cái khung đội hình rất mạnh của Game Esports. Và phần còn lại thì sao ạ? Đường giữa thì Ares là người chơi được đánh giá là rất xuất sắc ở mùa này. Anh chàng này giống như kiểu rookie của season vậy. Thì rõ ràng là Ares được đưa vào đội hình mà gọi là trong mơ của chúng tôi thì cũng là một điều hoàn toàn hợp lý. Trong khi đó Taki, anh ta bây giờ đang chơi xạ thủ, nhưng nếu như mà ở trong đội hình hỗ trợ chắc chắn vẫn là một người hỗ trợ uy tín bậc nhất của VCS rồi. Còn Easy Love thì sau màn trình diễn ngày hôm qua tôi rất là thích anh chàng này. Phải nói rằng cái ngày hôm qua là một ngày mà phong thái thi đấu của Easy Love nó khác hẳn so với là ngày hôm trước của anh ta khai đội Viking. Một cái ngày thi đấu mà Easy Love anh ta thể hiện được kỹ năng khung vực đường dưới, rất tự tin bước lên bắn vào người của Artemis để có được những cái điểm hạ gục rất là quan trọng giúp cho Game mình chiến thắng. Đó là một trong những cái mấu chốt khiến cho Game trở nên thi đấu nó gắn kết hơn trong thời điểm hiện tại, khi mà rõ ràng những đối thủ của họ ở trong vòng đấu này đều là những đối thủ có khu vực đường dưới rất là mạnh. Tính đến thời điểm hiện tại, ví dụ như ngày hôm qua chúng ta cũng đã được xem khu vực đường dưới của Game họ đối đầu một cách trực diện, một đối đầu một cách rất là ngang cơ với lại Artemis.
là một trong những xạ thủ mà được đánh giá là xuất sắc nhất cũng như là có khả năng carry nhất ở trong giai đoạn hiện tại. Và ngày hôm nay thì trước khi mà đến với những vị trí khác, chúng tôi muốn các bạn cùng nhau hãy cùng với chúng tôi đi qua về Emo, một trong những tuyển thủ cũng đang có sự thích nghi rất là tốt với lại giải đấu này. Ở trong trận đấu đầu tiên thì cũng hơi khó cho anh chàng này, đây là một tuyển thủ rất là trẻ và thậm chí là ngồi ở trên vị trí dự bị của Gamy Sport trong giai đoạn vòng đấu trước thì anh ấy cũng chỉ có khá là ít cơ hội được tỏa sáng. Nhưng cái trách nhiệm lại được đặt lên vai anh chàng Emo này khi mà anh ấy bước vào trong giai đoạn này. Và trận đấu đầu tiên lại là trận đấu đối đầu với lại Soft và Vikings, thì có thể là hơi khó khăn cho anh chàng tuyển thủ trẻ của Gamy Sport đúng không ạ? Đúng là như vậy. Thực sự thì trong trận đấu vòng bảng thì anh ta chỉ được chơi một ván đấu duy nhất mà thôi, cũng không để lại được nhiều dấu ấn. Trong khi đó thì Gamy Sport họ cũng đã tương đối mạo hiểm, giống như là chờ lời chị Nghi đã nói với tôi từ trước đó, là để cho Emo đánh ở vòng playoff này. Và ở trong ván thi đấu đầu tiên, cặp thi đấu đầu tiên vòng ở ngoài nhánh thắng đó, bán kết nhánh thắng, thì rõ ràng là Emo cũng không thể hiện được nhiều với các bài Tristana, và cũng là một phần tâm lý nữa, bởi vì anh ta cầm một vị tướng mà mang trọng trách tương đối nặng nề, bởi vì Levi lúc đó anh ta chơi một vị tướng mang thiên hướng là hỗ trợ nhiều hơn. Và ngày hôm đó thì cái cách chơi đến từ Gam nó cũng đặt rất là nhiều những cái trọng tâm vào Emo. Thì đối đầu với anh ta không chỉ là Sợp còn là Katy, một người chơi vẫn là đang là đường giữa, tức có thể tạm xem là đường giữa số 1 của VCS đi. Tại vì từ 2020 tới bây giờ anh ta đánh ở tất cả mọi trận chung kết của VCS, thì vẫn là một người chơi mà gọi là tại VCS thì anh ta vẫn là hàng đầu. Thì một Emo, một người trẻ, nhưng rõ ràng là ngày hôm qua Emo là một người khác hoàn toàn. Cái cách chơi của anh ta, những chức tướng, đặc biệt là Gam đã đưa ra dành cho phía của Emo một chiếc tướng ở ván đấu đầu tiên là con Talia, nó giúp cho anh ta nó cởi bỏ cái tâm lý, nó nhẹ nhàng hơn một xíu. Những trách trọng trách mà băng vào nó đến từ Levi, nó đến từ Kiaya, giúp cho Emo chơi một cái ván đấu nó nhẹ nhàng hơn, nó thoải mái hơn, và từ đó giúp cho anh ta ở ván 4 và ván 3 thi đấu cực kỳ xuất sắc. Chúng ta thấy rõ ràng rằng đội hình của Gamy Sport, đặc biệt là ban huấn luyện của họ, đã có một cái nước đánh cược rất là tuyệt vời ở trong trận đấu ngày hôm qua, khi mà trong trận đấu trước Emo gặp rất là nhiều vấn đề về tâm lý. Nhưng ngày hôm qua, giống như anh Hảo vừa mới chia sẻ, ở trong ván đấu đầu tiên anh ta được sử dụng một vị tướng có thiên hướng là sẽ được đồng đội mắc play nhiều hơn và khiến cho Emo có thể dễ dàng lấy được tâm lý của mình. Nhưng mà sau đó, các ván đấu sau đó đúng không Tùng Lâm, Emo đã được giao trọng trách cho những vị tướng, ví dụ như là có yếu tố sát thủ như là Ari hay là Akali, và thậm chí là một vị tướng có khả năng và phải chịu cái trọng trách là mắc play và tạo cơ hội cho team mình như là con Nico. Và đối với tôi thì đây thực sự là một cái bài đánh mà Gamy Sport đã tương đối là liều lĩnh, nhưng mà may mắn họ thành công. Đúng là như vậy. Thực sự thì rõ ràng ở trong cặp đấu đầu tiên anh ta đánh Tristana nhiều, mà lúc đó thì Levi đánh những vị tướng như là Maokai, thì cái khả năng gánh sát thương nó sẽ thuộc về Emo, và Emo chưa làm tốt điều đó. Nhưng bước sang cặp thi đấu hôm qua, cặp thi đấu bowl 5 đầu tiên của mùa giải, thì chúng ta thấy một điểm là Emo anh ta đánh những vị tướng mà nó dễ chơi hơn nhiều, dễ hoạt động hơn nhiều, và Levi cũng được san sẻ sát thương việc mà anh ta đánh Wukong, nên là Emo đã làm tốt nhiệm vụ của mình, và anh chàng này cũng đã thi triển một lối chơi đi đường khá là tốt. Rồi ra vào giao tranh tổng thì anh ta cũng làm tròn nhiệm vụ của mình, thậm chí có thể nói là tìm được người chơi xạ thủ đối phương và kết liễu đối thủ liên tục, và từ đó thì Emo cũng đã có được tâm lý cởi bỏ ở cặp thi đấu ngày hôm nay. Phải nói rằng việc mà thay đổi cách vận hành đội hình của Gam nó giúp cho họ dễ dàng chơi hơn. Tại vì việc mà Levi có những tình huống mà canh cái thời điểm lao vào của anh ta, những chất tướng như là nãy Lâm vừa kể như là con Wukong, Zack của Levi cũng là một vị tướng mà anh ta canh nhịp lao vào rất là hợp lý. Thêm cả là có những cái tình huống đặc biệt như là khu vườn trên Rumble là một sự lựa chọn rất là đẹp dành cho bên phía của Kiaya. Thì nó là một cái điều mà bên phía của Gam nó làm được rất thành công ngày hôm qua, nó cởi bỏ. Và phải nói rằng từ nãy giờ bạn thấy rằng cái khuôn mặt của Emo nó khác biệt hoàn toàn so với ngày đầu tiên của anh ta, và đó là tín hiệu rất tốt cho trận đấu rất hay ngày hôm nay. Cảm giác là cơ mặt thông thả hơn đúng không ạ? Đúng rồi. Và để xem rằng liệu ngày hôm nay thì cả hai đội sẽ mang ai ra sân, khi mà chắc chắn là chúng ta vẫn đang rất là chờ đợi cái sự quay trở lại của một tuyển thủ trong màu áo đội hình của Team Secret. Rồi, trên màn hình quý vị các bạn, đó chính là đội hình của Team Secret. Và hôm nay chúng ta sẽ có đó là đây rồi. Palette sẽ là người ra sân ở trong ngày thi đấu này của Team Secret. Sẽ là một cái sự lựa chọn rất là thú vị dành cho bên phía của Team Secret. Trước khi trở lại ngày hôm nay thì phải nói rằng Palette đã thi đấu được mặt game. Nhưng mà để xem Palette và Micro nói cái gì đã. Riêng bản thân mình thì mình tới đây thì cũng là mục tiêu của mình để giúp cho Noel có thể có chức vô địch. Thì cảm xúc của mình đang rất là mong chờ để mà có thể làm được điều đó. Còn với mình thì cho dù ở bất kỳ cương vị nào thì mình cũng luôn muốn team của mình giành chiến thắng. Thì mình sẽ cố gắng hết sức.
Đối với mình thì hy vọng mình và team mình sẽ tận hưởng trò chơi một cách vui vẻ. Mình thì mình đang thấy được nguồn năng lượng của mấy đứa nhỏ rất là lớn, và cái sự đoàn kết của mấy em rất là tốt. Và với sự có mặt của mình thì mình sẽ đẩy cái đó lên bùng nổ hơn nữa. Chắc mình nghĩ bu năm đi cho nó căng thẳng. Thôi mình thì cần về sớm phải đi học á, cho nên là 3-1 được rồi. Rồi. Good luck. Có vẻ là cũng khá là lâu rồi để chúng ta để được nhìn lại một lần nữa hình ảnh mà hai anh chàng này đứng bên cạnh nhau, đúng không ạ? Có rất là nhiều thay đổi trong thời gian vừa rồi, mà chắc chắn một điều không thay đổi đó là sự chân phương của hai tuyển thủ này. Một cảm giác rất là hoài niệm. Tôi đang muốn dùng cái từ hoài niệm, tại vì khi thấy hai người đứng cạnh nhau thì trong kết tôi sẽ lội ra những cái hình ảnh từ thời 2017, 2019 khi mà Palace Bureau đi ra thế giới. Những cái khoảnh khắc mà đã giúp cho cái khu vực Việt Nam chúng ta tạo được những cái điểm nhấn từ thế giới, thì đó là những cái thời điểm mà Liên minh Thoại Việt Nam thật ra không mạnh so với khu vực khác. Nhưng với những con người như vậy đã từng tạo được những cái dấu ấn ở thế giới thì Black Girl là một phần lịch sử Liên minh Thoại Việt Nam. Dạ. Và trên màn hình của mọi người chúng ta lại được thấy các danh hài đến từ phía Team Secret. Trong đội hình của Team Secret thì ngày hôm nay tôi cũng đang muốn chúng ta cùng nhau nói tiếp một chút về cái cuộc so kèo khu vực đường giữa. Emo ngày hôm nay sẽ phải đối đầu với một trong những cái ngòi nổ chính của bên phía Team Secret là Ares, khi mà anh chàng Ares này hiện tại đang chễm chệ ở trên vị trí thứ 2 của bảng xếp hạng KDA giai đoạn vòng playoff, với mức KDA là 9.3 so với lại các người đồng đội của anh ấy là khoảng chừng 2.3, 2.5 thôi. Nhưng mà phải nói rằng trong đội hình đến từ Team Secret ấy, thì ngoài Ares ra thì Hazmat là một cái nhân tố nó cũng tạo được rất là nhiều những cái điểm nhấn. Tại vì đường giữa ví dụ như chơi Tristana là những cái ván đấu mà giúp cho Ares có khả năng tạo đột biến lớn. Nhưng phải nhớ rằng cái ván đấu Tristana ấn tượng của anh ta đến từ con Karma của khu vực đường trên đã gần như là khiến cho bên phía của Viking không làm được gì cả. Và con Karma đó đã tạo cái lợi thế rất là lớn giúp cho bên phía của Team Secret. Và với vai trò của Hazmat ở khu vực đường trên thì phải nói rằng ngày hôm qua nếu như là một ngày thi đấu mà anh ta làm tốt, Secret có được rất nhiều lợi thế. Nhưng có những ván đấu anh ta làm không tốt, Secret gần như mất hoàn toàn lợi thế. Thực ra tôi thấy khá là thú vị với anh chàng Hazmat này, bởi vì cơ bản là anh ta chỉ có hai trạng thái. Một là thi đấu rất tốt, hai là thi đấu thực sự là không tốt. Nên là rõ ràng chúng ta thấy một điểm là khi mà tốt là Team Secret dễ chơi, và thi đấu không tốt thì rõ ràng là đội hình của họ cảm giác là giai đoạn con bắt tổng, đặc biệt là giai đoạn mid game họ sẽ cực kỳ khó để vận hành, bởi vì những cái chất tướng của anh ta thiên về khả năng đi lane nhiều hơn so với việc là anh ta nhắm tới những tình huống giao tranh tổng. Và thông số của vị các bạn có thể thấy là những cái vị tướng mà anh chàng này chơi mang thiên hướng là đẩy lẻ tương đối nhiều. Và hơn nữa thì có một điểm ở cái thông số của Hazmat này là cái chỉ số ngựa lây gây sát thương của anh ta là tầm 30%, nhưng chỉ số vàng của anh ta chỉ rơi vào tầm khoảng 22-23% thôi. Tức là anh ta tối ưu cái lượng sát thương trên vàng là rất tốt. Một phần ở đó thì thật ra khi ta đi đường, những chất tướng ta được dùng, vừa bạn mọi người thấy là Karma, là Twisted Fate, là Yone, là những vị tướng mà đi đường anh ta thường được chọn sau, đối đầu với chất tướng chống chịu khu vực đường trên thì anh ta gây ra rất là nhiều sát thương khu vực đường trên. Nhưng đây cũng là một cái điểm mà khu vực đường trên không được hỗ trợ quá nhiều từ Hazmat, giúp cho anh ta, khiến cho anh ta gần như là hoàn toàn chơi khu vực đường trên một mình. Thì nếu như cái cách chơi carry của anh ta mà không được hỗ trợ quá nhiều thì gần như rất là khó khăn không vừa trên dành cho phía Hazmat. Đó là một cái lỗ hổng mà Team Secret đang thể hiện mà chúng ta có thể thấy được một cách khá là rõ ràng. Và để xem rằng trong ngày thi đấu hôm nay thì Gam sẽ khai thác vào lỗ hổng như thế nào, khi mà rõ ràng là nửa cánh trên của Gam vẫn đang là nửa cánh trên mạnh nhất tại VSET hiện tại. Đúng là như vậy, và đây chính là những cái sự thật thú vị về anh chàng Hazmat này. Ngày xưa thì các bạn có thể nhớ là Raizo tóc đỏ, cái thời mà anh chàng này vẫn còn đang nhuộm tóc đỏ. Đó là 2019 đó. Đó là thời điểm đó là vẫn còn cái cặp đôi khi nãy xuất hiện trên màn ảnh của chúng ta đánh cùng với lại Hazmat. Cái lối chơi lúc đó của Hazmat là một lối chơi thiên về đấu sĩ và hổ, cực kỳ hổ báo đường trên, đặc biệt con bài ấy chốc ở đường trên này. Và hơn nữa là anh chàng này là anh chàng rất thích văn hóa văn nghệ nhưng lại không thích đá bóng. Và có một điểm nữa đó là anh chàng này là người đã tham gia cả 3 giải đấu quốc tế, là RIP Rival 2019, FSI và Chung kết thế giới năm 2022 này, tức là một cái kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng tương đối dày dặn. Tức là tâm lý của anh ta mà người chơi đánh giá là khá cứng trong đội hình của Team Secret. Và có một cái điểm cũng khá là thú vị nữa là ở trong giai đoạn playoff này thì Hazmat đã sử dụng 5 vị tướng cho 5 ván đấu. Tức là mỗi ván đấu anh ta đang có cái sự cố gắng và nỗ lực để sử dụng nhiều vị tướng khác nhau. Và cái việc này có lẽ cũng sẽ kết hợp với việc anh chàng Taki khu vực đường dưới cũng là một người đang có màn thể hiện khá là tròn vai, đúng không ạ? Ở thời điểm hiện tại cũng đang cố gắng sử dụng rất là nhiều vị tướng với chất tướng khác nhau. Có vẻ như là Team Secret thể hiện rằng mình có sự chuẩn bị một cách rất là nhiều màu sắc ở trong giai đoạn hiện tại. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ là một ngày thi đấu mà Taki đi cùng với là Palace ở khu vực đường dưới. Một cái gọi là hai người hỗ trợ đi. Thì tôi đang sẽ thiên về là việc xuất hiện Senna khá là nhiều ở khu vực đường dưới dành cho bên phía của Team Secret. Nhưng
Sự chuẩn bị đến từ cả hai bên đã sẵn sàng rồi. Và phải nói rằng đây là một cái cặp đấu mà tiếp tục là cặp đấu một mất một còn. Và bạn phải có một cái tên bị loại mà thôi, một cái tên đi tiếp. Thì ngày hôm qua một cái đội đã bị loại là chính là Team Well. Ngày hôm nay một trong hai đội bị loại tôi đều rất là tiếc, nhưng đến những cái hồi cuối thì bắt buộc phải có một đội bị loại mà thôi. Còn với Imo, những cái chia sẻ nhỏ nhỏ sự thật về anh ta. Không biết là không phải có cái người chơi đứng giữa là tên Vinh là fan của Châu Vi hay không. Đây, Imo tên thật là Nguyễn Thái Vinh, cũng sẽ là fan của Châu Vi, một người mà có khả năng dọn lúa cực kỳ khủng khiếp. Trong khi đó thì đây là một người chơi khá là trẻ và đã từng tham gia giải SCI, tức là giải đấu dành cho các đội tuyển ở hạng B của nhiều quốc gia khác nhau như là Trung Quốc, Hàn Quốc chẳng hạn. Và từ đó thì chúng ta thấy một điểm là anh chàng này cũng đã có một chút kinh nghiệm thi đấu quốc tế rồi. Và những vị tướng yêu thích của anh ta là Silas, Talia và Victor, những vị tướng có khả năng kiểm soát và tấn công ở mức ổn và đồng thời là có khả năng nhấp nhả rất là tốt. Tiện thể nói về khu vực đường giữa thì ở trong vòng playoff này chúng ta thấy rằng các đội tuyển có xu hướng là tái sử dụng vị tướng Harry. Khi mà chúng ta thấy rằng Team Well Optimus cũng đã từng sử dụng nè, Team Secret Ares và cả Gamimo đều sử dụng vị tướng này, nhưng tỷ lệ thắng là 0%. Có vẻ như nó là một cái sự lựa chọn, nó theo thiên hướng là bạn có khả năng mở, nhưng đôi khi những tình huống mở không được nó lại khiến cho bạn rơi vào thế khó khi bạn phải là người lao vào. Nhưng phải nói rằng đó cũng là một vị tướng mà giúp cho khả năng đánh tấn công đến từ phía của Gam mở ra rất là nhiều những cái sự lựa chọn cho họ. Ngày hôm qua ván 2 thật ra là một vài những cái sai lầm đến từ phía của Gam khiến cho họ thất bại mà thôi. Còn ngày hôm nay thì sẽ không phải là Hero đi rừng mà sẽ là Yusa. Mặc dù là ngày hôm qua thất bại, nhưng tôi nghĩ rằng những cái màn trình diễn của anh ta ngày hôm qua nó ở khúc đầu của ván đấu đó, khi mà có tình huống đi qua rừng đối phương cũng là tình huống được xem là rất ấn tượng từ Yusa. Một người chơi trẻ, một người vừa thi đấu playoff, sẵn sàng đi qua rừng của đối phương đánh cùng đồng đội của mình. Wow, cái sự thay đổi mặt nhân sự này đang khiến cho tôi cảm thấy một phần là lo lắng, một phần là tò mò cho màn thể hiện ngày hôm nay của Team Secret, khi mà họ trong một ván đấu họ thay đổi hai người đưa Ballet vào, đưa Yusa vào. Rất nhiều. Thực sự thì nếu như mà quan sát kỹ TS thi đấu, tôi sẽ không thẳng khẳng định là họ sẽ không thi đấu được ở vai trò mới. Mà tôi thấy là cái sự nhạy bén của họ với một cái vai trò mới nó sẽ không thể nào phù hợp giống như là một người chơi main của vị trí đó từ rất lâu rồi. Do đó thì họ cần phải thời gian. Và chúng ta thấy một điểm là Taki cũng hôm qua thì anh ta có những tình huống mà xử lý nó cũng không có đủ tỉnh táo nữa, nên là mắc một vài những cái lỗi. Nên là hôm nay sẽ là một cái ngày thi đấu mà tôi nghĩ là TS họ cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Còn trên màn quý vị các bạn là Game Sport, đội hình của họ đang có những sự trao đổi hoặc là những tình huống nghỉ ngơi một chút xíu của các tuyển thủ để tập trung tối đa cho cặp thi đấu ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng cái việc ngày hôm qua khi mà Su Hào thi đấu thì thật lòng mà nói thì Su Hào cũng đã một khoảng thời gian rất là dài ta không thi đấu rồi. So với là Ballet thì cũng chỉ mới là mùa trước mà thôi. Anh ta nghĩ một khoảng thời gian đầu mùa giải này đến bây giờ thi đấu lại thì cái khoảng thời gian mà từ thi đấu đến lúc thi đấu trở lại nó vẫn ngắn hơn so với là Su Hào. Và cái nhịp chơi game của anh ta có vẻ như vẫn sẽ tốt hơn một xíu. Thì để xem cái ván đấu đầu tiên ngày hôm nay thế nào, để xem cái cách mà Ballet thi đấu lại để bắt nhịp được cái ván đấu hay không, khi mà cái lần cuối cùng Ballet thi đấu là trong màu áo của Game. Có vẻ đó cũng là một trong những lý do mà Team Secret đã đưa Ballet ra cho ngày đấu hôm nay, khi mà họ sẽ đối đầu với Game. Và việc mà họ sử dụng một tuyển thủ có nhiều kinh nghiệm và nhiều sự hiểu rõ về cái tâm lý thi đấu, về cái xu hướng côn, xu hướng macro của Levi hay là Kieja, có thể sẽ phần nào mang lại lợi thế cho Team Secret chăng? Tôi nghĩ là cũng sẽ có một chút những cái ưu thế dành cho Team Secret. Khi mà hiện tại phải nói là cái phong độ khi mà Ares ngày hôm qua, mặc dù là sau có thất bại trước Viking, nhưng thật ra anh ta vẫn có một trình diễn rất ấn tượng khung vực đường giữa, cách xử lý kỹ năng của anh ta. Tại vì sau rất là nhiều lần bị tấn công, nhưng mà con dây của anh ta trong ván 4 ngày hôm qua khi mà có liên tục có những tình huống xử lý kỹ năng chính xác, nghĩa là đánh nhau trên diện rộng hoặc là tình huống đánh nhau 5 năm đến từ phía Team Secret có thể là phối hợp chung với nhau kỹ năng chưa tốt đến từ một vài kỹ năng, đến từ một vài người chơi. Nhưng về riêng màn trình diễn cá nhân của Ares ngày hôm qua, nó vẫn là một con số rất là cao. Tại vì tôi được xem những cái tình huống xử lý kỹ năng nhỏ của anh ta, và đó là những tình huống xử lý kỹ năng nhỏ cực kỳ tốt từ Ares. Và trên màn hình của mọi người là thông số của hai đội tuyển này, chắc là trong giai đoạn playoff thôi đúng không ạ? Chính xác là như vậy. Đây là những con số mà khi mà Secret họ thắng trước bên phía của Team Well nhưng mà họ thua trước Viking. Nó là khiến cho chỉ số của họ thật ra nhìn thì không cao đâu. Nhưng mà với bên phía của Gam thì ngày hôm qua họ đã thể hiện rất là tốt trước bên phía của Team Well. Một cái chiến thắng phải nói rằng rất đàn áp từ bên phía của Gam. Như vậy là tôi nhìn qua những thông số này tôi thấy một điểm là TS họ đang chơi những vị tướng thiên về giai đoạn mid game và late game nhiều hơn. Đặc biệt là khi mà Taki xuất hiện trong vai trò trả thủ, thì có lẽ rằng anh chàng này sẽ chưa dùng những vị tướng có khả năng tấn công mạnh mẽ như Raven, như Caitlyn, như là Kalista chẳng hạn. Còn anh chàng này thì thiên về sử dụng Senna, rồi có cả Saya nữa. Những vị tướng đều không có khả năng bùng nổ về giai đoạn early game, nên chỉ số khiên trụ của họ đang tương đối thấp. Trong đó bên kia chúng ta thấy là khả năng đi lane của KIA vẫn là một cái điểm gì đó nó quá khủng khiếp đi.
Dạ, đó là lý do tại sao mà tôi muốn chúng ta hãy cùng nhau dành một tí thời gian để nói về cái xu hướng cũng như là cái điểm nóng mà khả dĩ sẽ diễn ra trong trận đấu này. Khi mà chúng ta đều biết rằng Gami Sport họ là một đội tuyển có khu vực nữa trên bản đồ rất là mạnh, vậy thì Team Secret liệu họ sẽ chơi đôi co kiểu sẵn sàng đối đầu với nửa trên của Gami Sport trong trận đấu này, hay là họ sẽ cố gắng khai thác vào nửa dưới? Tôi đang thiên về nửa dưới, tại vì ngày hôm qua là cái ngày mà Easy Love đã thể hiện nó rất là ấn tượng. Dạ. Thường thì đối đầu với lệnh phiếu của Artemis Bier, rất là ít đội sẽ chọn đánh nhau trực diện ở khúc đường dưới. Nhưng mà ngày hôm qua khi mà chọn Kalista cộng với là cả Pai gần như đàn áp hoàn toàn đối phương ở khu vực đường dưới, thì họ sẵn sàng đưa ra những sự lựa chọn first pick dành cho Easy Love, nhưng mà kết hợp với lời hỗ trợ khả năng tấn công rất là hiệu quả và tạo những cái lợi thế ở khu vực đường dưới, giúp cho họ mở ra những tình huống tấn công nó dễ dàng hơn. Tại vì bây giờ khu vực đường trên thì Kiaia đang tự chơi quá tốt rồi. Yeah. Rumble của anh ta nếu như mà không cặp ngày hôm nay chắc chắn sẽ chọn mà thôi, khi mà ta đang thể hiện rất là ấn tượng với Rumble. Tôi thì xin lỗi anh Hảo một chút xíu, tôi lại nghĩ là không, chứ thì ngược lại không đúng. Có lỗi ai cả. Các bạn là tại sao? Tại tôi nghĩ là Taki cùng với cả Palette sẽ đánh thủ ở đường dưới. Có thể sẽ đánh thủ ở đường dưới, do đó thì cái mảng trên hoặc là cặp mid rừng sẽ là cái tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay. Ừ, chính vì thế mà cái vai trò cũng như là cái sức nặng sẽ đè nặng lên đôi vai của người chơi đi rừng của Team Secret khi mà anh ta được thay thế và phải đối đầu ở trong một cái trận đấu vô cùng quan trọng, cái trận đấu tranh cái cơ hội cuối cùng để tiến vào trận chung kết tổng ngày mai. Vậy thì các anh dự đoán như thế nào về trận đấu này ạ? Tôi rất mong cặp thi đấu này có 5 ván chị Nghi ạ. Mà khi mà chị Nghi xuất hiện thì chỉ có 5 ván mà thôi. Tôi sẽ dự đoán là 3-2 dành cho nhiều PS. Bạn khán giả thấy mình Nghi xuất hiện là muốn 6 ván cơ. Không, 6 ván thôi nhá. Nhưng mà tôi là dự đoán rằng sẽ là 3-1 cho Secret. Mặc dù nói rằng Easy Love thi đấu rất là tốt, Ballet thi đấu có thể vào sân, nhưng mà phải nói là cái màn trình diễn ở khu vực đường giữa có thể là một cái điểm nhấn hoặc là một cái cục mốc dành cho phía của Secret, để họ cứ vịnh vào chỗ đó để họ có được cái khả năng chiến thắng. Ừ, còn Minh Nghi thì Minh Nghi nghĩ hôm nay sẽ là một trận 5 ván đi, nhưng mà chiến thắng sẽ dành cho Team Secret. Tại vì nói thật là từ đầu mùa này mình cũng đã lỡ ủng hộ Team Secret rồi. Taki là tuyển thủ yêu thích nhất của Minh Nghi. Nhưng mà phải nói rằng cái trận đấu này thật ra nếu như 5 ván thì cũng là điều rất là thú vị, tại vì nó sẽ có cơ hội xuất hiện một cái trận showdown tại vòng playoff. Tại vì đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa xuất hiện showdown tại playoff. Hai trận đấu đầu tiên với BO3 đó là đều là 2-0. Hai trận đấu tiếp theo với BO5 nó đều là 3-1. Nó gần như là không có cơ hội chạm ngưỡng ván 5, tại vì ở ván 4 đến từ cả hai trận đấu đều là cái khoảng cách chênh lệch rất lớn giữa hai đội. Nó kiểu dạng như không phải là hai bên đều căng thẳng để đến giai đoạn cuối, khi mà ván 4 Gam đè bẹp hoàn toàn Team Well, ván 4 Viking không cho Secret bất kỳ cơ hội nào cả. Nếu mà xét về thực lực mà nói thì chúng ta đang có một cặp thi đấu rất cân. Đầu tiên là TS điểm mạnh họ gì? Khả năng macro về giai đoạn sau, khả năng hiểu chất tướng của TS. Trong đó Gam họ có gì? Kinh nghiệm của Levi, khả năng kỹ năng cá nhân và xử lý landing cùng với combat đỉnh cao kia. Và hơn nữa thì họ có cả thủ lĩnh tinh thần nữa. Nên là rõ ràng nếu như mà đánh macro về giai đoạn sau thì có thể là TS sẽ mạnh hơn một chút xíu so với cả Gam. Nhưng nếu như mà để gọi là bản lĩnh trong những tình huống gọi là khoảnh khắc ngôi sao, có thể Gam họ sẽ là người nhỉnh hơn. Khả năng người sao ví dụ như ai ạ? Gam khả năng người Gam sao thì tất nhiên là Levi cùng với cả Kiaia rồi. Khi mà đưa vào thế khó, Levi thường sử dụng những vị tướng mang thiên gánh tim. Anh Khánh gánh được đúng không ạ? Khánh gánh được. Okay, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi anh Khánh tỏa sáng ở trong trận đấu này. Mặc dù là Minh Nghi, ủa anh Hảo cũng 3-1 luôn đúng không? Đúng 3-1 rồi, cho Team Secret đúng không? Vậy là bạn phân tích mình Team Secret hết à? Nó sẽ có cái phần ở đó dễ hiểu, tại vì Secret họ vẫn đang thể hiện phong độ rất ấn tượng. Mặc dù là thua trước Viking thì thất bại nó cũng hơi bị nặng nề ở ván 3 và ván 4, nhưng vẫn có cái niềm tin tại vì họ thua về đằng sau, khi mà chúng ta vẫn nói là bên phía Viking đang có một người chơi nó gọi là quá khủng khiếp đi. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng bên phía Secret nhỉnh hơn so với là Gam. Và trước khi mà chúng ta đến với lại trận đấu này thì chúng tôi xin nhắc nhở thân thiện một tí, đó là nếu như mà các bạn có bỏ lỡ trận đấu hoặc là các bạn muốn xem lại kỹ càng hơn những trận đấu đã diễn ra, tại vì giai đoạn playoff này là giai đoạn có rất là nhiều diễn biến tuyệt vời đúng không ạ, thì các bạn hãy truy cập vào kênh VODs của chúng tôi ở bên dưới. Đây là một kênh YouTube khác mà các bạn có thể xem lại full trận cũng như là full phần broadcast để mọi người có thể ngâm cứu kỹ hơn. Còn sau đây thì để xem trận đấu này sẽ diễn biến như thế nào, đặc biệt là trong ván đầu tiên khi mà đang có khá là nhiều sự thay đổi, và tôi tin rằng Team Secret đang rất là sẵn sàng để tạo bất ngờ cho chúng ta trong trận đấu, trong ván đấu đầu tiên, để xem rằng họ sẽ tạo bất ngờ như thế nào. Thì bây giờ xin mời mọi người đến với lại bình luận viên của chúng tôi. Thank you.
mạnh nhất là cái bot 4 người. Một tình huống gió và mạng tiếp tục rơi vào tay Quizy Love. Đã có Ares có được bài cùng tiếp theo. Cùng quái vật cùng tiếp sequence. Chào mừng tất cả các bạn khán giả đã đến với trận đấu playoff của VCS 2024 mùa xuân, trận đấu chung kết giành thua cuộc đụng độ giữa Team Secret và Gabi Sport. Chắc chắn là như vậy rồi, chúng ta sẽ đến với cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển được xem là trên hành trình tìm kiếm những cái vinh quang mới của họ. Đối với Gam là hành trình bảo vệ ngôi vương, còn đối với Team Secret qua bao mùa chúng ta vẫn nhận thấy được thực lực của đội tuyển này, và đây là cái mùa giải mà họ chạm rất gần với cái ngôi vương đầu tiên của họ. Và bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra những dự đoán. Bàn phân tích thì đã là tất cả đều là ẩn mật giáo con rồi. Chúng ta đã thấy 3 người dự đoán đều là Team Secret, 2 người dự đoán là 3-2. Nhưng ở bàn này thì tôi là người dự đoán duy nhất Team Secret 3-2. Còn đây là 2 người dự đoán Gam kết thúc trận đấu này với tỷ số là 3-2. Nhưng mà có một điểm chung, đấy là 5 người dự đoán là 3-2. Nghĩa là chúng ta đều mong có một trận showdown ở cái cặp đấu BO5 này. Và tôi nghĩ thật ra không chỉ mỗi trong trận chung kết nhánh thua này mà trong trận chung kết tổng ngày mai thì dự đoán cũng sẽ là 3-2 mà thôi. Bởi vì tất cả chúng ta đang mong đợi showdown ở trong playoff. Cho nên chúng ta hãy cùng chờ xem đối nào sẽ đội giành chiến thắng ở trong ván thi đấu đầu tiên. Và giờ thì ngay là lúc để có thể bắt đầu trận đấu này. Ở thời điểm hiện tại thì Gam đang có một cái phong độ không thực sự tốt so với giai đoạn vòng bảng. Nhưng mà dù sao thì bọn mình cũng đang cố gắng để làm hết sức tất cả những gì trong khả năng. Nhưng mà cái điều mà làm mình vui là áp lực tâm lý của những thành viên mới trong team được giải tỏa khá nhiều. Bất biến chạy đi, đó là định mệnh phải gọi hút tấn công và double kill cho Easy Luck. Và do thì bắt đầu tâm lý đánh dấu anh ta nằm xuống ngay lập tức là kỳ là gõ liên tục. Ở thời điểm hiện tại thì những điều mà bọn mình cần tập trung vào cải thiện thì chắc chủ yếu sẽ là vấn đề tâm lý nhiều hơn. Tại vì ngày mai phải thi đấu luôn thì nó không còn quá nhiều thời gian để cho bọn mình có thể chuẩn bị những vấn đề về mặt chiến thuật nữa. Mục tiêu của Gam luôn là chức vô địch. Cho dù khó khăn như thế nào, Gam đã sẵn sàng cho tất cả những gì mà sắp xảy đến. Ở trận đấu vừa rồi thì giữa Team Secret và Team Viking thì tụi em đã để thua. Chắc một phần là do lý do đội hình của tụi em chưa hoàn chỉnh và cũng chưa được thi đấu lâu với nhau ở cái đội hình như thế này nên khá là thiếu gắn kết. Tụi em nghĩ là team của tụi em cần thời gian. Còn đến từ Top Hero, anh ta sẵn sàng đi kích chân vào đội mình có từ bạn một nửa triple kill cho nó gây tiền. Anh ta đang muốn tìm cung qua là kill, gây sát thương và lấy được tâm lý của Maki. Em nghĩ màn trình diễn của em vào ngày hôm nay thì cũng chưa đến mức gọi là hay tuyệt đối. Em nghĩ vẫn còn khá nhiều sai sót khi mình chưa thể gánh những người đồng đội của mình dẫn đến chiến thắng. Anh ta giết được Taki, nhưng có quá nhiều người sẵn sàng chạy gọng. Ares gần hết vỏ sáng được rồi, mặc dù ta đã có những cố gắng. Ares lại cày nát đơn đối phương. Điểm nghĩ để cần cải thiện thì chắc có lẽ vẫn là tinh thần của mọi người thôi. Vì em nghĩ tinh thần là thứ quan trọng để mọi người gắn kết hơn và giúp nhau dẫn đến chiến thắng. Và chúng ta cùng mới thấy được một vài cái trải lòng tất cả hai đội. Tại vì cả hai đội đều trải qua những khoảng thời gian vô cùng khó khăn ở trong đợt playoff này. Cho nên việc mà bạn phải củng cố tinh thần rất tốt để có được những cái nguồn năng lượng tích cực hướng đến cặp trận đấu này là điều cần thiết. Và sau cái màn trả lời vừa rồi thì rõ ràng Team Secret và Gasport đã sẵn sàng bước vào trong cặp trận đấu này. Vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng gọi là truyền một chút năng lượng tích cực đến với cả Team Secret và Gam. Gam chayo, Team Secret chayo. Và vừa rồi thì cả hai đội tuyển cũng đã đều đưa ra là cái nhận định của mình, đấy là vấn đề quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại là vấn đề về tâm lý cũng như là tinh thần của toàn đội, chứ không phải là vấn đề về chiến thuật nữa rồi. Nghĩa là họ có cái gì thì họ cứ mang hết ra thôi.
Và ở thời điểm hiện tại, tất nhiên là không thể để cho đối phương có được tướng thủ rồi. Khi mà Wukong của Levi đã bị cấm đi, Rumble của Kiaya cũng sẽ bị cấm, và Easy Love với một con Kalista rất khủng khiếp cũng đã bị cấm luôn. Và team sự kiện ở trong ngày thi đấu hôm nay, ở trong vai thi đấu này, họ mang ra đội hình mà đúng thuần từng người chơi. Valet là một người chuyên chơi vai trò hỗ trợ và anh ta được ra sân. Và Yusa ở trong vai thi đấu này, anh ta cũng sẽ chơi với cái vai trò chính của mình luôn, đó là đi rừng. Những sự lựa chọn đã được có đến từ bên phía của team Skip, và Garrosh cũng đang muốn nhắm tới những sự lựa chọn tiếp theo. Orianna và Nocturne đang được chia đều đến từ hai bên. Nocturne là dễ hiểu, tại vì không muốn có cặp Orianna Nocturne phía bên kia. Sau đó Nautilus được chọn, nhiều khả năng là sẽ dành cho Elo mà thôi, tại vì đây là một con bài khá là thích hợp để có thể mở ra, đó chính là Sena dành cho Easy Love. Nếu như mà Easy Love anh ta muốn tấn công trong ngày hôm nay thì cũng có thể flex qua con Raven được dành cho bên phía của Gam, nhưng bên phía của Team Spirit không muốn là cặp đôi Nautilus Sena kết hợp với nhau quá dễ dàng trong đội hình của Gam. Họ chọn trước Sena và nhiều khả năng là Tam Ken cho Ballet. Sena Tam Ken, đây là một cái cặp đôi đánh thủ hòa cực kỳ tốt, nhưng ở bên kia vẫn còn đó có Smolder. Lượt chọn Nocturne và Nautilus là một chọn rất hay của Gam Esports. Thứ nhất là Levi đánh con Nocturne này vẫn cực kỳ uy tín. Thứ hai nữa là Nautilus này sẽ ép cho Team Secret phải lấy Sena Tam Ken, nếu không thì sẽ không còn tướng nữa ở đường dưới. Ở thời điểm này Nautilus với cả Sena mà ở bên phía Gam thì sẽ rất dễ chơi, khi mà nó có thể kết hợp tốt với hoang tưởng của Nocturne. Nocturne bật chiêu cuối và từ đó bạn sẽ có thêm cái hắc ám soi rọi nữa của Sena thì rất khó chơi. Và bây giờ đến với giai đoạn cấm thứ hai thì Gam bắt đầu cấm đi rừng. Họ đã cấm đi những chất tướng đi rừng có thể tiếp cận vào Smolder, đấy là Lee Sin. Wukong thì đã bị cấm trước đó rồi. Và để coi có thêm sự kiện họ muốn cấm Akali hay không, tại vì Nocturne Akali vẫn là một cặp nó khá là kinh ở khu vực giữa, mà chúng ta đã từng thấy Ares với lại một thành viên nữa của Team Secret đã có được những chiến thắng dựa trên cặp đôi này. Cho nên không có lý do gì để cho phía của Team Secret có thể không suy nghĩ tới việc là mang Akali vào trong những lượt cấm. Trước khi đến, Emo leo thách đấu bằng Akali, và điều này sẽ gây khó dễ cho bên phía của Team Secret rất nhiều. Nhưng họ suy nghĩ hai vị tướng bây giờ giữa Nico và Akali, sợ ai hơn? Họ sợ Nico hơn, họ cấm Nico. Nhưng quyết định từ bên phía của Gam họ đang để ra đó có thể là cặp đôi Nocturne kết hợp với lại TF, một cặp đôi có khả năng bắt người cực kỳ tốt với những cái chiêu cuối của bản thân mình. Và chưa kể đó, việc chọn TF phần nào đó sẽ giúp cho bên phía của Easy Love có được thêm nhiều tài nguyên hơn ở trong khoảng thời gian về sau, vì đây Smolder vẫn là một con tướng mang theo hướng carry cực kỳ nặng, cần phải dùng farm thì TF ít nhất vẫn có thể phục vụ điều đó. Hoặc nếu như trong những cái trường hợp khó khăn, Gam có thể cử cho con TF này đi cánh để giúp cho bên phía của Gam cân bằng về lợi thế ở đi cánh về sau. Vấn đề ở thời điểm hiện tại, mặc dù là Smolder lên theo kiểu chống chịu ở đường trên đã bị giảm sức mạnh đi rất nhiều rồi, nhưng chúng ta vẫn không thể nào biết được là Smolder và TF này sẽ đi như thế nào, bởi vì TF hoàn toàn có thể đi lên đường trên và Emo sẽ là được counter pick lại con Orianna cũng như là đội hình của Team Secret. Trong khi đó Team Secret đã lộ ra là con Jay này ở đường khu vực đường trên, như vậy bây giờ sẽ chỉ còn lại một vị tướng hỗ trợ được chọn mà thôi, đó là Maokai. Maokai sẽ hoàn thành đội hình của Team Secret. Và bên kia Gam đúng là có ý định để cho Emo có được counter pick, hay là sẽ là để Kiaya đây? Akali chứ còn gì nữa, bạn có tắt đèn với nhả khói thì có gì đâu mà bạn phải lo sợ, đúng không nào? Sẽ là Nocturne và Akali thôi, một sự lựa chọn Emo như tôi nói ngay từ đầu, anh ta gần như là bỏ quanh trang vị tướng này kết hợp cùng với lại Nocturne và Yuntus. Những tình huống tắt đèn nó sẽ giúp cho cái đội hình đến từ Gasport quá dễ kiểm soát bản đồ. Bạn có định mệnh để có thể rà soát toàn bộ mọi nơi, bạn có được những cú tắt đèn để làm mù đối thủ, và chưa đến những cú bông khói sẽ giúp cho Emo dễ dàng đánh sâu vào tuyến sâu của Team Secret. Chúng ta nhìn tím, cái tuyến sâu của Team Secret là một trong những tuyến cực kỳ chất lượng và sát thương, nhưng điểm yếu nó cũng đang hiện ra rất rõ. Cả ba thành viên mà họ chọn đều kém cơ động, và nếu như bị Emo dí một phát thì tôi nghĩ tỷ lệ sống sót đến từ ba thành viên này là rất thấp. Như vậy là cái kèo đó ở khu vực đường trên đến từ cả hai đội thời điểm hiện tại cũng đang rất là nóng. Nếu như là TF đối đầu với Jay, đây là hai kèo đấu mà nếu như người chơi đi rừng can thiệp thì rất dễ nằm xuống từ bên còn lại. Chưa kể đó, việc thay đổi đến từ Gam cũng có thể xảy ra được, tại vì Akali và TF là hai con tướng đường đời có thể hoán đổi được với nhau. Họ sẽ cân nhắc về việc là muốn cho Kiaya cầm cái gì, muốn cho Emo cầm cái gì ở trong ván đấu đầu tiên này. Còn phía bên kia Team Secret đội hình rất rõ ràng, họ có luôn có cặp đôi là Jay Maokai để có thể đánh cấu rỉa ở giai đoạn giữa ván đấu. Nhìn chung đội hình của Team Secret đang phục vụ rất đúng điều kiện thắng đánh nửa cánh trên của họ. Còn Gam họ có nhiều điều kiện thắng hơn, nhưng cần phải giữ được lợi thế trong giai đoạn đi được của mình. Đội hình của Gam Esports không hề có chất tướng chống chịu thuần, khi mà Nautilus chỉ là một Nautilus hỗ trợ mà thôi, sẽ không thể lên đồ chống chịu được. Nên nếu mà họ rơi vào những tình huống bị cấu máu trước giao tranh bởi Orianna hay là bởi con Jay
thì sẽ rất khó để họ có thể lao vào những giao tranh mà họ có thể có được lợi thế. Và cái combo mà Nocturne với cả TF thì nó kiểu là một người bật đèn lên để soi và người kia tắt đèn đi lao vào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ván thi đấu đầu tiên để xem ai sẽ là người chiến thắng ở trong ván thi đấu đầu này. Cuộc chạm trán chung kết nhánh thua giữa Team Secret và Gam Esports. Hai bên đang có những cái bước di chuyển đầu tiên, và liệu bên phía của Gam có muốn tạo đột biến gì ở trong khoảng thời gian ban đầu hay không? Chất tướng của Smolder thì hơi khó để phục vụ điều đó. Còn Team Secret thì thứ họ cần đó có thể là một cái vòng rừng cơ bản và an toàn dành cho Yusa, không bị tranh cướp bởi Levi. Tại vì cơ bản là Nocturne cũng có một tốc độ dọn rừng rất tốt. Anh ta hoàn toàn có thể dọn phần rừng của mình và tiến qua áp lực vào Yusa phía bên kia. Nhưng mà cả hai chất tướng này đều cần lên level 6 rất nhanh. Thế nên là tôi nghĩ Levi sẽ ưu tiên là việc farm ở trong khu vực rừng của mình mà thôi. Nhưng anh ta vẫn sẽ phải tìm cách để nắm được cái lối đi của Yusa. Bởi vì các đường của Gam Esports ở những giai đoạn đầu của ván đấu cũng rất dễ bị gank. Chỉ cần một pha tiếp cận và phi thân quỷ dị thôi thì những đường cánh của Gam hoàn toàn có thể bị tấn công. Đường dưới thì có Nautilus để có thể đỡ được. Nhưng ở đường giữa, thực ra Akali những cấp độ đầu tiên vẫn rất dễ bị gank bởi vì cái bom khói nó hồi quá lâu. Nhưng mà có lẽ như tôi cảm thấy Emo cũng sẽ không muốn đẩy quá cao trong khoảng thời gian đầu của ván thi đấu. Anh ta sẽ nỗ lực làm sao đó để cho bản thân của mình tự đưa vào trong tư thế an toàn. Dù gì mà nói thì đội hình đến từ Gasport cũng sẽ phải có một sự bảo vệ bản thân ở trong khoảng thời gian mà Levi vẫn chưa có được cấp độ 6. Lúc đó Gasport sẽ có thể dễ chơi hơn khi mà cái chiêu cuối của Levi đã có thể sẵn sàng để đánh nhau trong tình trạng mà trang bị và tất cả những yếu tố còn lại được quyết định trong thủ giao tranh. Emo, Kia và Islop đều đảm bảo giữ được. Và vòng rừng của cả hai người trên rừng đều là hướng lên khu vực nửa trên, như vậy các thế lính ở khu vực nửa trên cũng tương đối quan trọng. Về khu vực đường giữa thì chúng ta có thể hiểu theo một cách lý thuyết, đó chính là Ares sẽ là người có khả năng đẩy trước ở khu vực đường giữa. Thời điểm cả hai người trên rừng đều có mặt ở nửa trên, khả năng kiểm soát cuộc trên thì TS phần nào đó có thể nắm được một chút lợi thế. Nhưng với những cái động thái của Emo thời điểm hiện tại, tôi đang thấy anh ta muốn bán máu để có thể dọn lính. Xét thương trao đổi đến từ hai người trên giữa là có. Và Emo hiện tại cũng đang đánh với một lối đánh vô cùng hồ báo. Anh ta đang muốn khiến cho khu vực đường giữa Ares đồng ý là Ares sẽ có được chuyển chỉ sắp phạm tốc. Nhưng nếu như lượng máu của ta không cao bằng so với lại Emo thì chắc chắn cái sự hồ báo của Ares nó sẽ bị giảm đi rất nhiều sau khi mà anh ta dọn được những bài quay lính trống, rồi sau đó là di chuyển đẩy cao lên để có thể khiến cho Emo hối hận với những lượng máu mà mình bị mất đi. Còn trong khi đó, Yusa có một vài thông tin. Kia bật tốc hành của lần HP đang chuyển sang dạng búa gõ được Kia ra, nhưng Kia vẫn đang di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh. Bài vàng đang chờ đợi sẵn, Kia không cần sử dụng tốc biến, nhiệm vụ của anh ta đã xong. Còn trong đó bên trong khu vực rừng, Yusa cướp rừng với lại Levi, và Levi hiện tại đang tìm một cách để giữ chân Yusa. Yusa thành công trong câu chuyện là cướp được bùa đỏ và anh ta tóc biến bỏ chạy, hai tóc biến ở nửa cánh trên. Như vậy đấy là một pha mà đã cắm mắt trước đến từ Team Secret. Họ biết được rằng Levi đang ăn bãi chim ở thời điểm nào, và Yusa đã đi qua và cướp được con bùa đỏ khá là hay. Đây nó sẽ ngăn cản cái tốc độ lên 6 của Levi và giúp cho Maokai có lợi thế hơn một chút. Và quan trọng hơn hết là giúp cho hai đường cánh của Team Secret đỡ bị áp lực hơn ở trong giai đoạn này khi mà Nocturne này đã không có bùa đỏ. Nhưng mà có lời hay không cho Yusa khi mà bản thân anh ta lại mất luôn cả tóc biến, ngay là cái cơ sở để có thể tạo đột biến và găng vào các lane ở thời điểm hiện tại không có quá nhiều. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó chính là khoảng thời Easy Lab anh ta có thể sẽ phải nằm nếu như ta không cẩn thận. Quay trở lại về câu chuyện lý thuyết, thật ra Yusa xài tóc biến ở thời điểm này nó cũng chả có nghĩa lý gì. Bởi vì sao? Nhiệm vụ đến từ Gam Esports là phải làm sao cho con Nocturne này lên được cấp độ 6. Và Nocturne vừa rồi bị mất tóc biến nữa, nó khiến cho cái khoảng thời gian lên cấp độ 6 của Levi đang tương đối bị hạn chế. Một Nocturne không cấp độ 6 là một Nocturne rất khó khăn. Cho nên Yusa bây giờ không cần phải tiếc cái tóc biến của mình làm gì cả. Bởi vì anh ta biết là ở trong khoảng thời gian này kể cả anh ta và cả Nocturne chả thể nào làm được gì được gì ở những cánh khác, ngoại trừ câu chuyện là bây giờ Yusa sẽ muốn cướp ngược lại khu vực nửa cánh dưới. Levi vẫn đang muốn gỡ, nhưng liệu được hay không đây? Levi chắc là hơi khó rồi, ta không có tóc biến tầm này cũng rất là dễ bị tấn công. Pha tham minh trước đấy là Kia đã bật tốc hành để cố gắng kéo máu Hazmat, nhưng nó sẽ lại tạo điều kiện cho Hazmat biến về và sử dụng dịch chuyển. Và khi mà Hazmat biến về và sử dụng dịch chuyển, lại ta lập tức chạy ra cua để ngăn cản cái pha ăn cua của Levi, và cùng với Yusa ép được Levi phải mất tốc biến đi, qua đó cân bằng cái lợi thế ở trong khu vực rừng. Nhưng ở đường trên sẽ là lợi thế cho Kiaya nhiều hơn, bởi vì Kiaya anh ta đang farm hơn lính. Tuy nhiên anh ta chưa về nhà, nên đây là giai đoạn mà Hazmat hoàn toàn có thể bán máu để có thể cố gắng để lính. Một tình huống cầu sắm nó không trúng vào người, nhưng lượng sát thương trao đổi đến từ Hazmat vẫn là có. Ủa, nó trúng nó trúng anh Trí à? Cái... trúng một mức tương đối. Nhưng mà vẫn lượng sát thương đầu ra thấy cũng chưa đủ để có thể khiến cho Kiaya gặp áp lực. Cái nhiệm vụ của Hazmat ở trong tình huống là đẩy cho Kiaya về. Tức là bây giờ anh không còn nhiều máu, anh đi về cho tôi để anh bấm B ra anh di chuyển lại. Chứ nếu như bây giờ mà Hazmat cứ để cho Kia tiếp tục ở lại, nó sẽ bị một vấn đề là cái lượng chỉ số farm của Kia nó sẽ giúp cho Kia về với một cái lượng tiền nó mắc hơn, và trang bị nó sẽ chất lượng. Chúng ta xem đó, bây giờ về với một cái giày giáp
và nó khiến cho Kia bây giờ đang có một lượng trang bị tốt. Và khi mà hai mét đẩy về được xong, anh ta bấm B về, anh ta có được cái món trang bị, nó cũng có một vài lượng chất lượng nó ngang bằng so với lại cái giày kia. Nhưng mà cái giày này thì sẽ không giúp cho Twitter Fate của Kia có được cái lượng sát thương. Đó lý do tại sao mà Team Secret sẽ chủ động khởi động ăn cua trước. Yusa có mặt ở đây rồi, tôi nghĩ anh ta nên dùng trừng phạt để ăn cua đầu tiên. Không, vui rồi. Ôi hay thế nhờ. Đó là lý do tại sao tôi đã bảo là phải dùng trừng phạt ăn cua đầu tiên. Con sâu đầu tiên, con sâu đầu tiên là một con nó mang lại nhiều thứ hơn. Hơi khó nhờ, hơi khó tắm được thêm quả nữa trên dòng sông. Nhưng mà Levi ở trong giai đoạn hiện tại cũng không kịp chuẩn bị rồi. Ares đang di chuyển tới. Ui, Elio mà móc trúng qua đó là dễ đi bụi lắm. Nhưng một định mệnh đang được bật và Kia hình như cũng đang sẵn sàng cho tình huống đánh nhau. Hazmat thấy đối thủ cho nên tóc biến lên lệnh sóng âm đẩy ngược về rất hay và cái tức Levi đã bị dứt điểm. Emo có thể là mục tiêu tiếp theo đang được chọn. Elio có thể là người tiếp theo cũng được chọn luôn. Người ta hốc được vào trụ và ta bỏ về. Còn Emo đã bị kẹt lại bên trong cái bông khói. Emo cũng sẽ lùi về thành công. Nhưng chắc chắn thiệt hại để lại cho Gam là rất nhiều. Chiến công đầu có dành cho bên phía của TS trong pha giao tranh vừa rồi, và cái đặc biệt đó chính là Hazmat đã thấy được Kia, cho nên thời điểm mà Kia bật chiêu cuối, anh ta không dám dùng cái định mệnh của mình vì chắc chắn sẽ có một pha la vào lôi phạt để khiến cho Kia bị ngắt cái định mệnh đó, còn chưa kể sẽ khiến cho bản thân ta gặp nguy hiểm với một pha solo kill của Hazmat. Và kết quả Gam họ đánh dựa trên cơ sở có chiêu của Kia, nhưng chiêu của đó lại tình cờ bóp bản thân họ trong pha giao tranh 3-3 ở khu vực hàng sứ giả. Dạ, có lẽ đó là một pha mà Gam Hitbox hơi tham, bởi vì họ muốn có một pha can thiệp từ Kia, chứ không thì sau cái pha cướp được sâu hư không đầu tiên và không cướp được con thứ hai thì Levi có thể rút lui về được rồi. Đấy vẫn là có lợi, bởi vì lúc đấy anh ta đang là người lợi kinh nghiệm hơn so với Yusa. Lúc đó Levi đang cấp độ 5 còn Yusa mới chỉ cấp độ 4 mà thôi. Nếu đi farm tiếp anh ta vẫn sẽ là người lên được cấp độ 6 nhanh hơn. Còn tôi muốn khen Yusa với lại Taki và Red trong tình huống này. Bọn họ đều chắc chắn 100% Levi sẽ nằm xuống. Bởi vì sao? Cái pha W vừa rồi của Taki rất phán đoán. Anh ta phán đoán rất đúng. Anh ta biết là Levi sẽ W vào cái W của Taki, chứ không phải là cái R của Orianna. Cho nên khi mà nó vừa nổ, Levi vừa mất cái khả năng khống, mất đi gọi là khả năng gọi là bất khả kháng cự với một cái khống chế nào đó, thì ngay lập tức lệnh sóng âm được bung ra và Red tìm được cơ hội để có thể tấn công bằng cái tóc biến và lệnh sóng âm của bản thân mình. Đây, rất tuyệt vời. Hai kỹ năng tung ra cùng một lúc thì rất khó để cho Kia, để cho Levi có thể làm được gì với cái mẹ đang được gọi ra mọi thứ dồn vào người Taki đang phải nằm. Easy Love vẫn đang cố gắng chống chọi và tôi đang thấy được một Taki xin lỗi bạn là Palet liên tục có những pha sử dụng đôi lưỡi rất thành công. Yusa chạy thấy được thủ trợ dưới ngoài thì mình bung ra nhưng cái đó tức bị cancel và Palet vẫn đang tiếp tục liếm hết cơ hội để có thể liếm thêm rồi. Levi đang dí Palet, Palet vẫn đang liếm không hề ngừng nghỉ, bật luôn cả vảy cá của mình lên đang trong tư thế hoảng sợ. Levi đánh phát nữa và Levi có được mạng gục. Levi đang thật sự là một cái đầu ra sát thương chất lượng dành cho bên phía của Gam trong những tình huống tấn công của họ và giúp cho họ cân bằng về mạng gục ở thời điểm hiện tại là hai đều. Và chưa kể đó, họ trao đổi lời cộng với việc là Islep cũng có được những cái lượng tài nguyên tương đối sau pha giao tranh vừa rồi. Gam kéo lại được một chút lợi thế cho mình và chưa kể cộng hưởng với tình huống là cướp thành công một sâu ở nửa cánh trên. Rồi. Thì bên phía của Gam không hề thua so với TS, mặc dù là về tiền có một chút nhưng lợi thế của Gam vẫn đang được giữ nguyên ở đó. Nhưng có một vấn đề ở đây chúng ta thấy là mỗi lần mà camera lia ra mid là Emo phải bấm B về. Nó khiến cho cái lượng chỉ số lính và lượng sát thương về từng trang bị của Emo trong khoảng thời gian sau nó sẽ không được bằng so với lại Orianna phía bên kia. Điều này lại một lần nữa sẽ giúp cho bên phía của Team Secret tự tin rằng bây giờ nếu chỉ có Akali có nhảy vô, sát thương cũng chả bao nhiêu. Vừa rồi Team Secret đã hơi tự tin với lượng sát thương của mình. Họ muốn dồn sát thương vào Easy Love trước khi mà Nocturne có thể kịp can thiệp. Nhưng Easy Love cũng đã rất nhanh tay, anh ta bấm cái chiêu cuối của mình để hồi thêm cho anh ta một lượng máu để có thể chống cự lại được thêm một lượng sát thương của Senna và Tamken, giúp cho Levi có thể can thiệp kịp thời và sau đó có được hai điểm hạ gục cực kỳ quan trọng. Đây là hai điểm hạ gục rất quan trọng, bởi vì nếu không có nó, con Nocturne này sẽ bị hạn chế đi sức mạnh rất nhiều. Lần dùng chiêu cuối đầu tiên mà không có được tiền thì bạn sẽ rất nghèo so với con Maokai bên phía bên kia. Và tạm thời thì Maokai cũng đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, với một Maokai đã có quyền lực thiên nhiên trên người và sẵn sàng cho chiến thủ đánh nhau 5 năm nếu như cần thiết. Và bởi vì trong giai đoạn hiện tại Orianna trong Terrace đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nó kéo theo một cái chuỗi domino là bên phía Gasbox cũng rất hạn chế cho việc di chuyển và đánh nhau. Đây, họ muốn đánh nhưng liệu được hay không đây. Taki kêu gọi Palet sử dụng du ngoạn thiên vực, thấy được Easy Love móc được vào một thành viên, mẹ được gọi ra, mọi thứ đang dồn vào người và ngay lập tức người phải mất máu quá nhiều cho nên Yusa, nhưng Yusa vẫn còn đang có thể thở được. Emo dứt điểm được Ares, phía cánh còn lại Palet vẫn đang đánh nhau với Levi. Emo, Elio và Easy Love. Emo đang sẵn sàng lao vào tấn công Levi Wii và dứt điểm được một thành viên của đối thủ. Taki đã bị kẹt lại, Taki tóc biển bỏ chạy, tiếp tục đá lười đến từ Palet. Và phía bên này đánh bạc không nổ, có lỗi hình ảnh nhưng không sao cả. Emo sẽ giải quyết được Taki, e trúng, ngược về đánh thường cái nữa. Mã gục dành cho Easy Love và Emo.
Một pha giao tranh thắng lợi hoàn toàn cho chơi bên phía của Gam. Dù cho họ không có rồng nhưng ít nhất với việc có được rất nhiều mạng gục, họ tạo ra được một điều kiện thắng ở khu vực rừng và khu vực đường giữa Imo 200 và Levi 311 về KDA. Rõ ràng với việc là nằm xuống ở thời điểm trước đó từ bên phía của Gam, nó không ảnh hưởng quá nhiều khi họ vẫn chuốt được thành công cho Levi cực khỏe. Anh ta farm hơn hẳn hoàn toàn so với là Yusa phía bên kia có được một lượng KDA đẹp hơn. Và bây giờ những tình huống đánh giao tranh tiếp theo sẽ rất có lợi cho bên phía của Gam khi họ đã hình thành được sức mạnh của mình. Đây là một pha phối hợp tôi nghĩ là chưa được mượt lắm của Team Secret khi họ cố gắng tấn công với Easy Up, đó là Palette. Nhưng hai người còn lại thì Yusa không có tốc biến, Taki thì có nhưng lượng sát thương của anh ta là hạn chế. Sau khi tung chiêu cuối cũng như là trừng phạt xong con rồng thì Yusa không còn có tác dụng cả. Chưa kể đấy là trên đường đi ra thì Ares bị bắt lại bởi Imo và bị nằm xuống solo kill. Đó sẽ là một cái chìa khóa giúp cho Gamesport chiến thắng hoàn toàn trong pha giao tranh này. Còn trong cái đó Ares đỡ tình huống này thì có lẽ như không còn từ gì để có thể nói tới về câu chuyện tầm nhìn rồi. Đây là Akali, đây là Nocturne bên cung tắc đèn. Nó khiến cho bây giờ bụi cỏ đó có con mắt đi chăng nữa thì cũng không thể nào biết được là Koimo đứng bên trong đó. Ares có thể bắt lại Levi, chuyển sang địa chỉ Taki lên số 33 người rất hay. Nhưng Ares đang tự đưa mình trong tầm nguy hiểm, anh ta sẽ có thể sẽ phải nằm xuống mặc dù có sự hỗ trợ của Taki chứ không cứu được. Imo đang liên tục tập lập công. Thêm một màn hạ gục nữa dành cho bên phía của Gam. Nhưng đổi lại đó chính là những con sâu lại thuộc về bên phía của Team Secret. Tôi nghĩ pha này bên phía của Gam họ hoàn toàn cũng có thể tiến ra sau để có thể cạnh tranh. Nhưng quyết định của họ là muốn dồn thêm tài nguyên cho các chủ lực của mình và đảm bảo được một khoảng trống farm dành cho Kia ở khu vực nửa trên. Khoảng cách chênh lệch về tiền giữa hai đội thời điểm hiện tại là con số 1.000 tiền hơn. Nhưng hãy nhìn vào những gì mà Team Secret đang có. Họ có được năm sau, họ có được trồng đầu. Biết đâu đó với những cái cơ sở này họ có thể câu được thêm thời gian của bán đấu, họ có thể kéo thêm được ngưỡng sức mạnh ngược trở lại ở khoảng giữa. Đó là khoảng mà bắt đầu hình thành được khả năng chống chịu của Tamken, bắt đầu có được lượng sát thương đầu ra của Hatmet, của Ares. Nhưng có một vấn đề ở đây là chúng ta nhìn vào Imo. Tắt đèn lên top, bài vàng đây đã chọn quăng thẳng. Và Kia bên đây tiếp tục tiếp cận với ám sôi đồ, đứng từ hỗ trợ quay trở lại dạng búa gõ trụ đánh bóng người kia chắc. Wow. Công tâm khai của Hatmet. Và anh ta lui về, vẫn còn thở được. Đó là một điểm yếu của việc bạn sử dụng Twitter Fate ở đường trên với cả một con Nocturne, cả hai đều không có chống chịu. Nên nếu lượng sát thương trả ngược lại của đối phương, cái này mà là... chắc là đoán không cảm được, không cảm được. Căn bản là cũng không thể nào đoán định được vị trí của Levi. Vì cứ nghĩ rằng là Levi sẽ biến về bên trong những cái bụi đó. Và kết quả là bên phía của Team Secret đã không tìm thành công Levi. Nhưng với pha xử lý vừa rồi của Hamed đã mở ra một cơ sở dành cho bên phía của Team Secret ở khu vực nửa kính trên. Chúng ta đã nói rằng cái điều kiện thắng nửa kính trên của Team Secret là quan trọng như thế nào. Với việc là chọn dây cho Hamed, anh ta sẽ là nguồn sát thương rất uy tín ở giai đoạn về sau. Còn đây, một pha lao vào trước đến từ bên phía của Levi. Nhưng anh ta bị đánh ra, bị lỗi phạt. Anh ta không dùng cái W của mình một cách quá hợp lý và lượng sát thương chịu đến từ trụ, đến từ hai thành viên của Gam là không hề ít một tí nào trong pha vừa rồi. Tóc biến ma thuật định mệnh, Elio móc được không ở đây, anh ta móc không trúng và anh ta lùi về. Và Kia cũng lỗ mất một cái chiêu cuối. Quay trở lại với câu chuyện hiện tại mà chúng ta đang chắc ở khu vực trên, Hatmet vừa rồi đó là 2-2 nhỉ, có thể gọi là 2-2 đi. Tại vì hắc ám soi rồi nó cứu được Hatmet một bàn thua trông thấy. Và từ đó ta đã giúp cho bên phía của Team Secret có một khu vực đường trên để có thể dịnh vào. Và thật ra cái đường trên là cái cần thắng nhất rồi đó. Bắt buộc dây phải thắng, tại vì dây mà không thắng đường là một hồi nữa cánh chứ khó chơi lắm. Đây là lúc để bên phía Team Secret có thể kiểm soát vào khu vực đường dưới này. Khi mà Tamken đã có một nhịp biến về, lúc này thì Taki sẽ nên di chuyển cùng với Yusa. Bởi vì Yusa lên cái món đồ là cái lời thề hiệp sĩ kia thì bạn phải đi cùng với những người đồng đội của mình thì mới có lợi. Còn nếu không ý, thì bạn sẽ khá là yếu ớt so với một con Nocturne. Bây giờ đã thay đổi cách lên đồ của Levi. Anh ta sẽ không lên cái khiên thử nghiệm Hextech nữa, mà sẽ lên một cái chùy phản kích giúp cho cái tốc độ clear rừng cũng như là lượng sát thương đầu ra nó được tốt hơn. Chưa kể anh ta với lối lên trang bị này sẽ trở thành một thiên hướng carry dành cho bên phía của Gam ở giai đoạn giữa bán đấu. Và đặc biệt những con rồng tiếp theo khi mà ra đời thì Levi sẽ luôn sẵn sàng với ngưỡng sức mạnh của mình, sẵn sàng bơi vào cùng với Imo. Và người sẽ đứng ra chống chịu chính dành cho hình của Gam đó sẽ là Elo với con Nautilus. Đồng ý sẽ hơi mỏng nhưng nếu như Gam có đủ thời gian để có thể bồi được lượng sát thương dồi dào của Levi, của Imo thì các thành viên không có quá nhiều máu của Team Secret bao gồm Eras, bao gồm Taki sẽ gặp nhiều hiểm. Như vậy lúc đó đòi hỏi là Palette phải là người cực kỳ cẩn trọng với chiêu cuối của mình. Và Team Secret thật ra họ cũng không muốn đánh nhau vào giờ đang này đâu. Họ vẫn đang tin rằng là thời điểm tiếp theo nó mới là thời điểm quan trọng và then chốt. Tại vì Jay vẫn chưa tích xong nước mắt. Và kể cả là Orena trong giai đoạn này thật ra đồng ý bạn đang có quyền trưởng đại thiên sứ. Nhưng nếu như mà bạn không cẩn thận, bạn ăn phải những cú combo và bạn vẫn chưa đủ sát thương phép để có thể chống trả ngược lại, thì e rằng khó đó cho đối với Team Secret có thể nghĩ tới được một viễn cảnh giao tranh đẹp
cái họ cần bây giờ là ép cho bên phía Gasport không có được một phong thái ung dung tự tin để ăn của Sikidus, kéo dài ván thi đấu này cho tới khi mà đồ của Team Secret đủ chơi rồi, lúc đó chúng ta có thể là Team Secret đánh trả ngược lại được. Nhưng mà họ đang không tạo được đủ áp lực xuống đường dưới của Gamesport. Đừng quên đây là một chất tướng Smolder, một chất tướng mà trận đấu càng kéo dài và anh ta càng được farm an toàn ở giai đoạn đầu của bán đấu thì sẽ lại càng có lợi, khi mà anh ta có thể gia tăng cái nội tại của mình thực sự nhanh hơn. Easy Love đang được hưởng rất nhiều tài nguyên khi bây giờ anh ta sẽ là người phá đi cái trụ đầu tiên ở đường dưới này của Team Secret, mang về một lượng tiền cho bản thân anh ta để nhanh chóng hướng đến món đồ thứ hai, có lẽ sẽ là một cái Sojin. Một tình huống trao đổi mục tiêu ở trên toàn bản đồ đến từ cả hai bên. Bên phía của TS thì họ chấp nhận bỏ con rồng và cái trụ ở khu vực đường dưới, họ lấy được sứ giả ở khu vực đường trên, họ áp lực vào trụ một khu vực đường trên. Nếu trao đổi như thế này thì cả hai bên đều hài lòng, tại vì TS thời điểm hiện tại cũng cần thời gian và Gam thì cần thời gian ở một khoảng xa hơn so với Team Secret, cho nên khi mà không có giao tranh diễn ra ở thời điểm này, hai bên đều hài lòng với khả năng phát triển từ các chủ lực, đặc biệt là 2m ở khu vực dưới. Sau pha vừa rồi anh ta không bị can thiệp, anh ta vẫn có nhận được những cái lượng tài nguyên cần thiết, bao gồm lượng chỉ số đẩy vào, và khi lính đẩy vào đến trụ hai thì cái khoảng trống farm dành cho 2m lại càng an toàn hơn. Giờ là chỉ farm đến từ hai bên mà thôi, tại vì cũng không có bất cứ một cái gì để khả năng cướp cả. Chỉ có những thời điểm mà trước khi bắt đầu bước vào những cái thềm, ví dụ như là rồng sắp tới chẳng hạn, một cái tóc biến nó bị mất ở một pha bắt lẻ đến từ phía Gasport được tổ chức, thì lúc đó chúng ta có thấy là cái sự rõ ràng trong pha đánh nó mới có. Còn tạm thời trong khoảng thời gian này không lý do gì để cho cả Team Secret và Gasport có thể đánh nhau cả. Đặc biệt hơn hết là họ đang sở hữu những vị tướng nó đang cần một khoảng thời gian, ví dụ như là Smolder, ví dụ như là Senna, chưa kể đến cái nước mắt trên người của Hasbet nó vẫn chưa tích xong. Nhưng cho mà nên cái... là vẫn đang hơi khó chơi đến từ cả hai bên, cho nên họ không cần phải va vào nhau vào thời điểm này. Nhưng mà nếu mà không va vào nhau thì con Nocturne của Levi sẽ bị giảm đi cái hiệu quả của mình. Càng ngày theo thời gian kéo dài ấy, thì con Nocturne sẽ càng giảm hiệu quả đi khi cái khả năng chống chịu của anh ta là không nhiều. Khi mà đối phương đã bắt đầu có đồ thủ và bắt đầu có thêm một lượng sát thương trả ngược lại thì bạn bay vào với hoang tưởng thì bạn sẽ không đi ra được nữa. Và lúc đó thì bạn cần lượng sát thương đến từ Emo và Easy Love phải thực sự đủ để có thể chấm dứt được cái dàn trước của Team Secret, giúp cho họ có thể chiến thắng trong những pha giao tranh. Vậy thì trong cái khoảng thời gian trống không có mục tiêu ở trên bản đồ như thế này thì bên phía của Gam lại là đội có cơ sở tạo ra đột biến với hai chiêu cuối, bao gồm chiêu cuối của Kia, chiêu cuối của Levi để thực hiện những tình huống bắt người. Nhưng nếu như họ muốn bắt, họ nên bắt ở khu vực nào không có sự xuất hiện của Palace, vì một cái ngậm nút của Palace sẽ giải quyết toàn bộ những thứ mà Gam đầu tư vào trong pha bắt người đó, và đó sẽ là một cái viễn cảnh thảm kịch dành cho Gam. Hai máy đã có được bộ trang bị thứ hai và cái anh ta cần bây giờ sẽ là một cái búa chiến cung phiêu để gia tăng thêm nguồn sức mạnh của bản thân mình nữa ở trong giai đoạn sâu của bán thi đấu. Và tôi cảm giác ở trong 3 phút nó vừa đủ để có thể giúp cho Hát nghĩ tới những món trang bị tiếp theo. Còn trong cái đó phía bên kia Chí Tuyến, bây giờ cái nhất tôi lo đó là Easy Love, anh ta sẽ có thể gom được bao nhiêu cái rồng để có thể ít nhất là khi bắt đầu bước vào pha giao tranh, khi mà đối thủ nhìn thấy bắt đầu có một cái thanh trắng ở giữa lượng máu của họ, họ đã cảm nhận được cái sự nguy hiểm đến từ con bài Smolder này. Taki đã 54 số hồn rồi, nó sẽ giúp cho Senna có được một lượng tầm đánh tương đối là ổn định ở thời điểm tại. Lượng sát thương đã bắt đầu đau hơn khi ta đã lên được gươm tức thời. Cái ngưỡng hai trang bị sẽ là ngưỡng mà Team Secret khá là tự tin trong những tình huống mà đẩy người ra mục tiêu. Và họ cũng đã ăn được con rồng đầu tiên ván đấu nên họ không cần gấp gáp ở thời điểm hiện tại để kiểm soát con rồng gì cả. Rồng của ván đấu này ăn khá là chậm khi ở thời điểm hiện tại chỉ còn 2 phút nữa nó mới ra con rồng thứ 3 mà thôi. Nó sẽ khiến cho cái tiết tấu của ván đấu này nó sẽ càng ngày nó càng trở nên chậm hơn. Và cả hai đội đều đang cố gắng farm thêm để có thể có được những trang bị hướng đến những cái pha giao tranh khi mà Baron đã xuất hiện. Thì lúc đấy mới là lúc để hai đội có thể kiểm soát tầm nhìn ở xung quanh khu vực này. Linh hồn rồng ở trong ván đấu này là một cái linh hồn rồng tương đối quan trọng, vì đội hình của cả Gam lẫn Team Secret đều có những cái cơ sở cấu rỉa, cho nên linh hồn rồng nước chỉ cần những con rồng đơn lẻ mà thôi mà thuộc về bất kỳ một bên nào thì sẽ giúp cho bên đó có khả năng đánh ở trong khoảng thời gian tỉnh, khoảng thời gian chết của ván đấu rất tốt với khả năng hồi phục của linh hồn rồng nước. Thời điểm này thì Gam họ không chủ động tạo đột biến từ chiêu cuối của Levi, từ chiêu cuối của Gia. Tôi coi đây là một cái bảo hiểm họ tạo ra để giúp cho Isaac ở an toàn khu vực đường giữa. Nhưng TS họ không muốn như vậy, họ thả sứ giả khu vực giữa. Họ đang muốn khai thác công trình, họ muốn tạo thêm một chút lợi thế dành cho đội hình của mình. Lấy công trình, Team Secret muốn có công trình để có thể cắm được con mắt vào sâu khu vực nửa cánh dưới bên phía của Gasport nhiều hơn. Họ sẽ muốn làm chuyện đó bởi vì họ biết đội hình này của họ có một đồng nước kinh lắm. Đây là đội hình nhấp nhả, bạn sở hữu dây mà có đồng nước thì nó quá kinh. Nó cũng là con dao hai lưỡi, nếu như để đối thủ có là coi như Hmet bị phế ngay lập tức, bởi vì anh ta không thể nào có thể chịu nổi với cái khả năng hồi phục đến từ con rồng nước này. Cho nên đó là do tại sao mà Team Secret họ sẽ đặt quyết tâm rất cao để có thể sở hữu được con rồng nước bằng mọi giá. Họ đã sẵn sàng bước vào những tình huống giao tranh, chưa tạm thời là họ đang chuẩn bị rồi đấy, với nước mắt 354. Còn trong khi đó thì tôi đang thấy là Taki đã bắt đầu có được những cái món trang bị đủ
tôi cảm giác là đủ. Khi mà bạn có Lý Hái một cái dao hung tàn cộng kèm thêm khả năng tôm linh hồn tầm này cũng khá ổn với Taki, thì bên phía của Thiên Sư đã sẵn sàng cho Valorant. Còn ngược lại bây giờ là Gaswok, Easy Love, liệu là anh ta đã đủ chưa để có thể bước vào một tình huống giao tranh, hoặc ít nhất là anh ta sẽ có được những tình huống gọi rồng đẹp để ít nhất là giai đoạn này có cái gì đó gọi là tác dụng. Chính xác là như vậy, nhưng ở thời điểm hiện tại thì lớp đá chắn của Team Secret đã bắt đầu dày hơn rồi khi Palette đã có được team băng và thêm một cái tactic Bambi nữa. Yusa cũng đã chuẩn bị lên được món đồ đỡ đòn thứ hai. Đây sẽ là cơ sở để Team Secret có thể giao tranh ở con rồng này. Trong khi đó Gaming Sport thì lượng sát thương của họ đã bị thiếu hụt khá nhiều, đặc biệt là Kiaya. Anh ta lên lối lên đồ này là để farm cho nhanh, sau đó sử dụng chiêu cuối của mình để ra giao tranh cùng những người đồng đội của mình. Chứ về sát thương đơn lẻ của anh ta thì với giao điện cộng với cả một cái đại bác liên thanh như thế này thì nó sẽ không đủ lượng sát thương để tấn công vào những chất tướng như là Tam Ken hay là Mao Kai. Mắt hai bên chia đều, Kia đang cầm sẵn bài vàng nhấp qua nhấp lại. Và Team Squid cũng đã bắt đầu đặt cái quyết tâm của mình. Cầu sắm trúng với người Kia, sát thương chưa bao nhiêu cả. Elio cũng đang đứng để có thể đợi. Yusa đang đứng trong hai con mắt của chính bản thân người ta, dịch chuyển từ cả hai bên, sẵn sàng cho pha đánh nhau. W đã có, Yusa bật chiêu cú lên định mệnh đã được bật. Imo đang nhắm mục tiêu để có thể được chọn, đó là đồng nước cho cái này. Team Secret họ bắt đầu tràn lên tấn công. Imo tóc biến vào nhảy, anh ta đang muốn tiếp cận người ta. Kỳ phía bên này Hatmet đang trong lượng máu vô cùng thấp và anh ta đang được ngậm nuốt để hỗ trợ. Và ngay lập tức Ballet, anh ta bắt buộc là người bị kéo, một chiêu cuối được bung đến từ Imo và ta chích điểm thêm một thành viên nữa. Phía cánh còn lại Ballet bật cái da dày lên và ta vẫn thở được. Ares, Imo đang găm được E, anh ta găm E thêm một lần nữa và ta lại một lần nữa không thể bị ngăn cản. Pha giao tranh vừa rồi là pha giao tranh mà bên phía của Gam sẽ rất quá tốt và Team Secret họ đánh sai điều kiện đội hình của mình. Đội hình của họ là đội hình cấu rỉa, họ cần phải cấu rỉa trước thêm giao tranh để khiến cho đội hình của Gam gặp nhiều khó khăn. Nhưng không, ở thời điểm rồng họ canh để tranh cướp rồng mà không buông bất kỳ chiêu nào từ trước đó. Và giờ thì Gam đang bắt đầu kiểm soát con Baron. Thời gian để có thể cho Yusa tiến ra tôi nghĩ sẽ là không đủ. Anh ta không có tâm lý, không có cách nào tiếp cận con Baron này cả. Và bên phía của Team Secret họ có rồng nhưng họ đang mất đi rất nhiều thế trận ở trong ván đấu này. Và lúc nãy thì trước pha giao tranh thì Easy Love cũng đã đạt được cái ngưỡng sức mạnh 225 số của mình rồi. Bây giờ người ta đang 250 số. Một pha giao tranh mà Team Secret chỉ muốn cướp rồng mà thôi. Nhưng sau đó họ thấy Elio quá thấp máu nên họ muốn lao vào. Và khi họ lao vào như vậy thì tuyến sau của họ không có ai bảo vệ. Chúng ta có thể nhìn thấy Palet không bảo vệ được Ares cũng như là không bảo vệ được Taki. Khi mà Taki bị đâm vào bởi Imo và sau đó là Ares thì không có ai có thể tiếp cứu được cả. Khi lượng sát thương của Akali này là quá khủng khiếp, bạn không có kỹ năng khống chế cứng mà bạn để cho Akali vòng ra đằng sau như thế này thì bạn rất khó để có thể giao tranh. Tôi chỉ có thể khen lên phía Gamesport họ xuất sắc mà thôi. Bởi vì đội hình đến từ Team Secret là một đội hình nhấp nhã, nhưng Gam là đội chủ động mở bát con rồng trước. Và khi mà họ tấn công khu vực hàng rồng, họ ép cho cái lượng máu rồng nó ở cái ngưỡng tử của nó. Thì từ đó từ từ khoan khắc mét ở khu vực trên. Anh ta đang chuyển sang dạng pháo, bây giờ chuyển về dạng búa. Kia da cầm sẵn bài vàng phi thẳng vào người đối thủ và ngay lập tức không thể ngăn cản Levi. Tầm này với hai chiêu cuối, hoang tưởng kết hợp với định mệnh, có một cái tốc độ hồi khá nhanh của Levi của Kia da. Thì việc bắt người liên tục cộng với việc là có được Boleron để có thể liên tục đẩy cao và kiểm soát tầm nhìn, nó rất dễ dàng dành cho Gam để có thể có được những pha bắt người như kiểu vừa rồi. Và Gam thời điểm này cứ cho là bên phía của Team Secret họ có một con Tam Ken với cái ngậm nút, nhưng khi mà Gam họ chia ra hàng mũi tấn công, kia Levi lao vào người, kia da lao vào một người thì rất khó để cho Ballet có thể lựa chọn mục tiêu cover của bản thân mình. Và lúc đó Team Secret bắt buộc sẽ phải mất một người thôi, khi mà lượng sát thương thời điểm hiện tại của Gam đang rất vượt trội với hai món trang bị trên người Emo, hai món trang bị trên của Levi. Mặc dù ở trong món trang bị thứ hai của Levi anh ta lên cho mình một món trang bị phòng ngự, nhưng chỉ cần bổ sung cái khả năng bơi chung của kia da thì chắc chắn lượng sát thương sẽ là đủ từ Gam. Thực ra pha thi đấu vừa rồi tôi nghĩ là Kia chỉ đóng góp một lần bài vàng để làm choáng mà thôi. Còn lượng sát thương của Levi với cái chùy phản kích này đã là quá kinh dị rồi. Chùy phản kích kết hợp với nhịp độ chết người ở cấp độ 13, nghĩa là ở giai đoạn này thì nó đã khỏe hơn so với cái nhịp độ chết người trước khi bị thay đổi rồi. Thì nó sẽ cung cấp cho Levi một lượng tốc đánh trong những tình huống lao vào cực kỳ lớn. Và nó sẽ khiến lượng sát thương đâm vào những cái chất tướng như là kiểu Taki hay là Hasped là quá dư. Trong khi đó thì những dàn chắn của Team Secret lại không có đủ khả năng khống chế để khóa chân những Emo, những Levi trong những pha giao tranh như vậy. Nhưng mà Gaswok có một điều này họ sẽ cần phải lưu ý là trong khoảng thời gian sau Team Secret có thể sẽ không rướng được cái chỗ vòng rồng. Cho nên là Gam sẽ không thể... Úi! Easy Love mới mất... À không, Easy Love vừa rồi anh ta đã có thể lùi về được thành công và không hề có bất cứ một vấn đề dành cho anh chàng này cả. Quay trở lại với câu chuyện cũ, đó chính là Gam bây giờ sẽ cần phải đẩy nhanh vào giai đoạn này.
Bởi vì trong giai đoạn sau, nếu như mà cái sải tay đến từ Levi bị Mo không tác động được vào trong những tình huống mà gọi là tranh chấp ở ngay khu vực hang trụ á, thì lúc đó Tezuka sẽ càng ngày càng trụ càng lâu. Lúc đó con Senna cái sải tay rất tốt và Ares cũng sẽ sải tay rất là tốt. Nó sẽ giúp cho Daida, đúng là họ muốn đẩy nhanh thật. Họ đang muốn tấn công thẳng, họ ép để lấy công trình, họ muốn đẩy nhanh vào thời điểm này, nhảy vào người của Yusa và người bị kẹt lại là Levi. Levi chỉ bị đấm ngược về, Islop đang áp lực khiến cho Blade cần phải lùi ra. Yusa đang muốn tiếp cận người Levi nhưng không có nhiều cơ hội lắm. Emo tương tự giống như vậy. Gasbox đang làm đúng lý thuyết. Họ phải ép để khiến cho Team Skid không có thời gian cho con Senna đã bóc hồn hoặc ít nhất là lên trang bị, để khiến cho cái đền về lay của bên phía Team Skid nó có thể phát huy một tác dụng nào đó dựa trên cái sải tay của nó. Họ câu tài nguyên, họ câu những cái chiêu thức của bên phía Team Secret và họ đổi lại cũng là những cái chiêu thức quan trọng, nhưng khoảng trống tạo ra đã giúp cho bên phía của Islop lấy được trụ hai khu vực đường giữa, tiếp tục phát huy được cái ngưỡng sức mạnh của mình. Và Gam sau pha vừa rồi họ tiếp tục gia tăng khoảng cách về tiền, thời điểm hiện tại đã là con số 7.000 tiền. Và ở trong con rồng tiếp theo của đấu, đồng ý Team Secret có thể bỏ nhưng Gam họ cũng cần thời gian ở đây về sau. Cứ cho là Levi cộng với là Emo ở trong khoảng thời gian về cuối bị giảm đi một chút tác dụng về cái lượng sức mạnh của mình, nhưng Izzet lại là một con bài thăng tiến sức mạnh không hề có giới hạn, và đó là cơ sở quan trọng nhất để Gam có thể đánh từ từ, đánh thoải mái trong những con rồng tiếp theo. Ra tôi nghĩ là Emo vẫn sẽ cực kỳ khủng khiếp ở giai đoạn late game với một chất tướng Akali như cái này. Cái vấn đề là khoảng cách, đúng rồi, là cái cách mà bạn nhảy tầm vào tay thôi, rồi. Cái tầm mà anh ta có thể gây được sát thương. Nhưng ở thời điểm hiện tại nhé, khi mà Emo khó khăn trong cái việc mà chơi trong tình huống giao tranh như vậy thì sẽ là Kiaya. Kiaya đã có được 3 món đồ rồi, bây giờ là lúc để cho con TF này tỏa sáng. Bởi vì bạn có thể ném bài vàng ở tầm rất xa, bạn có tốc đánh, bạn có thêm một lượng sát thương nữa, thì đây sẽ là một vũ khí tiếp theo của Gambit Sport. Gambit Sport đang đánh với đội hình rất nhiều mũi tiến công, một người không vào được thì sẽ có một hoặc hai người nữa đâm vào, nên không có việc gì phải lo cả. Ở thời điểm hiện tại, Team Secret sẽ phải bỏ con rồng này mà thôi, bởi vì bây giờ họ vẫn chưa thể nào mà tràn tầm nhìn ra được, như là chưa có thế để có thể ra đây. Tốt nhất là nên farm thêm. Cách biệt tiền bây giờ là 7k rồi, và nếu như bên phía Gaswat họ tiếp tục thiết lập thêm những con mắt đẹp và sâu bên trong khu vực rừng, họ cướp những bãi quái rừng, thì chắc chắn là trong khoảng thời gian sau lượng tiền nó cứ tiếp tục trên là như vậy. Lúc đó Gaswat họ sẽ dùng 10k tiền để họ đè người được, để khiến cho bên phía của Team Skid sẽ phải hối hận với những gì mà họ đã làm với một con bài dây khu vực đường trên từ nãy giờ. Họ đã muốn đánh ở trong giai đoạn giữa nhưng cơ hội đã không còn nữa. Giờ là thời điểm Gasport tỏa sáng dựa trên những vị tướng gây sát thương rất nhiều. Chúng ta xem Emo đang muốn đẩy nhanh tốc độ ván thi đấu này nhưng ta đã bị kẹt lại, lần sau đã bung ra và ta đã phải nằm xuống. Có vẻ những cái tình huống thi đấu như thế này là không cần thiết từ bên phía của Emo để đánh rơi những cái màn hạ gục chấm dứt, đặc biệt là khi mà hạ gục chấm dứt vừa rồi rơi vào những người chơi như kiểu là Ares sẽ khiến cho bên phía của Team Secret có cơ sở bật ngược trở lại ở giai đoạn về sau. Đồng ý là Team Secret sẽ không thể nào phát huy sức mạnh tối đa như là một con Smolder trong tay Islop, nhưng nếu như những Ares, những Hatmet có được ngưỡng sức mạnh thì thời điểm này cũng có cơ sở đương cự ngược trở lại so với Gam ở phía bên kia. Đội hình của Gam nên nhớ vẫn là một đội hình không hề có một chấm dư thường. Elo, Levi chỉ là những chiếc tướng mang tính chất là sơ mi tăng mà thôi chứ không hẳn là tăng thuần chủng. Nhưng mà bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy là Emo nằm xuống khi mà con Baron nó cũng hồi sinh gần như tương tự với thời gian mà anh ta đi ra. Nên ở pha thi đấu này có lẽ chỉ là một pha mà anh ta cố gắng câu đi những cái tài nguyên quan trọng của Team Secret mà thôi. Và cái pha thi đấu này là một pha mà sát chiêu hoàn hảo lần 2 đâm hơi sâu quá. Anh ta còn tốc biến nhưng anh ta quyết định là sẽ không dùng tốc biến để né ra khỏi quyền lực thiên nhiên mà sẽ giữ lại chuẩn bị cho pha giao tranh Baron tiếp theo. Đây mới là một pha giao tranh quan trọng. Gam đang dẫn đủ nhiều để có thể có những tình huống như vậy, nhưng ở pha thi đấu này thì sẽ không thể sai lầm được nữa. Izilup đã cấp độ 16, anh ta đang có được một khoảng thời gian cực kỳ thăng hoa bởi vì người cao cấp nhất đến từ bên phía của Team Squid cũng chỉ cấp độ 16 mà thôi. Cho nên lượng sát thương đến từ Izilup tầm này là rất đáng nể, nó sẽ giúp cho bên phía của Gam Esports tự tin vào những tình huống giao tranh. Và họ đang ép đối thủ vào trong tư thế khó, một người đẩy khu vực đường dưới, bốn người còn lại vây quanh khu vực gần với hang Baron để có thể thiết lập ra những pha ăn nhanh trong trường hợp ai đó định bắt. Yusa bị kéo ngược lại, Yusa bị tấn công, Yusa mất quá nhiều máu, tắt đèn được bật đây rồi, nhảy vào người Levi, anh ta đang khiến đối thủ mất quá nhiều máu phía bên này, tốc biến và làm tất cả mọi thứ cộng kệ đang định mệnh. Và Akia chiếc điểm được xạ thủ phía bên kia chỉ tiến, Ares bị kẹt lại Elio ngay lập tức khiến cho Ares đưa vào trong tư thế khó. Con rồng ở đây được kẹt với Izilup sử dụng Quaxi, Kia tấm biến lên quăng bài ra và tại chiếc điểm được đối thủ cùng với đồng đội mình. Barret mất tốc biến bỏ chạy. Gasport vẫn đang tiếp tục là đội có để chiến thắng trong những tình huống giao tranh. Cái cách lao vào của Gam Esports thật sự là quá trực diện và quá chớp nhoáng. Tình huống dịch chuyển về đến từ vị trí của Palette nó không thật sự mang lại quá nhiều tác dụng dành cho bên phía của Team Shin, vì bây giờ Gam sẽ tiến thẳng vào khu vực đường giữa. Thời gian hồi sinh từ các thành viên của Team Shin nhiều khả năng là không đủ để có thể tiến ra phòng ngự. Chưa kể đó, tốc độ dọn lính từ Gam là quá nhanh và hai trụ bảo vệ chính đang bị tiếp cận. Palette đang muốn gỡ càng nhiều lính càng tốt chứ không được rồi. Người tiếp theo xuất hiện ra là Senna phát ám sau rồi cũng không thể nào giải quyết được những ô lính.
Yusa đang di chuyển tới và không có nhiều cơ hội lắm để cho ta có thể phòng thủ được. Và đây sẽ là chiến thắng dành cho Gavin Sport, họ dẫn trước 1-0. Họ đã dẫn trước 1-0 trong cặp đấu VO5 cực kỳ quan trọng. Và đây lại là ván đấu mà Team Secret được chọn bên nữa. Đây sẽ là một lợi thế cực kỳ lớn dành cho Gavin Sport ở trong những ván đấu tiếp theo. Ở đây là một ván đấu mà các bạn có thể nhìn thấy được ngay giai đoạn cấm chọn, chỉ hai lượt chọn đầu tiên thôi. Gavin Sport đã đẩy Team Secret vào một thế rất khó với lựa chọn Nocturne, với lựa chọn Nautilus. Nó đã khiến cho Team Secret phải đánh Senna Tamken, và khi đó Levi đã chọn một cách lên đồ rất thông minh. Cái chùy phản kích và cái vòng sắt cổ tự này giúp cho anh ta lao vào mà không e sợ những kỹ năng tung ra ngược lại của đối phương. Bởi vì nếu mà mất cái kỹ năng khiên phép của mình rồi, anh ta vẫn còn đó một lớp giáp phép đến từ vòng sắt cổ tự để có thể tiếp tục quẩy trong những tình huống giao tranh như vừa rồi. Các bạn có thể thấy Levi lao thẳng vào phía sau không hề e sợ, mà đối phương lại không có đủ sát thương trả ngược vào người anh ta, nên ta cứ tiếp tục quẩy từ đầu giao tranh đến cuối giao tranh mà thôi. Cơ bản là do phía đội hình của Gam họ lao vào quá trực diện, quá chớp nhoáng và quá nhiều hướng. Nó khiến cho một con Tamken được chọn bởi Ballet không phát huy được tác dụng quá lớn ở trong những pha giao tranh tổng. Cứ đồng ý là Tamken sẽ cứu được một người, nhưng những người còn lại thì sao? Những người còn lại đều sẽ phải nằm xuống, và bản thân con Tamken đó cũng có thể là nạn nhân bị tấn công từ các thành viên của Gam. Với hai chữ cuối là định mệnh kết hợp với hoang tưởng, khả năng bay thẳng vào từ Gam là không thể nào bị ngăn cản từ bên phía của Team Secret. Đội hình rất dễ chơi, rất dễ trúng thưởng đến từ đội tuyển của team xin lỗi bạn là Gavin Sport. Họ đã giành chiến thắng một cách cực kỳ thuyết phục. Một đội hình mà khi mà đã tắt đèn, một khi mà định mệnh rồi thì đối phương gần như không cách nào có thể bỏ chạy cả. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bản phân tích. Xin chúc mừng Gavin Sport đã vươn lên dẫn trước 1-0 ở trong cặp đối đầu BO5 này, và rất là bất ngờ khi mà chúng ta đã kỳ vọng rằng đây sẽ là một cái cuộc đối đầu mà giằng co nhiều hơn. Nhưng mà Gavin Sport và cả Team Secret với đội hình mà cần thời gian để farm, nhưng Gavin vẫn rất là thành công để có thể dứt điểm được ván đấu này trước phút thứ 30. Đúng là như vậy, thực sự thì tôi nghĩ rằng Gavin Sport họ đã chuẩn bị sẵn cho cái bài của đối thủ có thể đáp ứng lại, vì họ đã lựa chọn Smolder đối đầu lại với cả Senna Tamken và lấy Nautilus trước. Và đây, thông số của chúng ta rất dễ dàng và dễ hiểu thôi, khi mà Smolder gây tới tận 29.000 sát thương. Ở khu vực đường dưới thì cái áp lực dành cho Smolder nó không phải là quá lớn, và cũng phải nói là những cái tình huống mà sai lầm ở khu vực đường dưới rất là lớn, nó khiến cho Levi, một người dẫn đầu bị gặp khó khăn, bỗng nhiên anh ta xanh xao trở lại. Đúng và vậy, anh ta đã có được những cái lợi thế. Và phải nói rằng một cái ván đấu mà Imo ở khu vực đường giữa làm cực kỳ xuất sắc. Cái pha mà anh ta solo kill thành công Ares, nó mở ra có thể tấn công dành cho Gam và họ thắng lợi hoàn toàn từ pha đó. Ừ, phần nào thỏa mãn sự kỳ vọng của người hâm mộ Gam Esport. Hôm nay thì Imo cũng đã có một cái ván đấu tiếp cận với cặp BO5 này tương đối là mượt mà với con bài Akali này. Anh ta có những cái pha mà lựa chọn vị trí để tham gia vào tranh rất là chí mạng, và anh ta có được KDA 10.0. Nó có số rất ấn tượng với người chơi mới của Gavin Sport, nhưng với MVP này thì giúp cho anh chàng này có thể nói là sẽ chuẩn bị sẵn sàng hơn cho phần còn lại của cặp thi đấu ngày hôm nay. Sự tự tin của anh ta phải nói rằng đang rất là cao, khi mà cái cách chơi của anh ta ở khu vực đường dưới mặc dù là bị đè ép rất là nhiều về lính nha. Giai đoạn phút thứ 10 thì Ares được 90 mấy lính, còn Imo chỉ là 50 mấy mà thôi. Nhưng mà phải nói rằng anh ta vẫn canh được cái nhịp, cái sát thương vẫn làm hợp lý. Và những cái điểm hạ gục đó, nó gỡ cho anh ta một lượng tiền giúp cho anh ta gần như là vượt trội hoàn toàn so với ván đấu. Ừ, và trước khi mà chúng tôi đi sâu vào những cái phần phân tích cụ thể trong ván đấu rất là hay vừa rồi, thì bây giờ xin mời mọi người hãy cùng nghỉ ngơi trong ít phút thôi, và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đây nhé. We'll be right back.
Và chắc là anh em viewer kênh chúng tôi cũng đã thấy được sự có mặt của sếp TK Nguyễn bên phía đội hình của Gam Esports. Chắc chắn rằng đây sẽ là một cái nguồn sạc năng lượng rất là quan trọng cho Gam. Hãy cùng với chúng tôi nhìn lại về phần cấm và chọn ở trong bán đấu vừa rồi, khi mà Gam Esports tiếp tục sự thành công con ngoài Akali trong tay của Emo để tự tin pick một đội hình có khả năng kết liễu mục tiêu cũng như là áp lực cánh rất là mạnh mẽ ở trong bán đấu được vừa rồi. Tất nhiên là không có cửa, không phải là không có cửa dành cho TS ở trong giai đoạn cấm chọn này, nhưng rõ ràng Game Sport họ đã có một cái giai đoạn cấm chọn chuẩn bị kỹ càng và nhỉnh hơn so với đối phương. Đầu tiên là họ đã sử dụng Nautilus trước để có thể bẫy đối phương, và từ đó thì bên phía bên kia lấy luôn Senna Tamken để có thể chống lại cặp đôi Nocturne kết hợp cả Nautilus. Nhưng giờ sao, đó là một cái bài spoiler, và từ đó thì có thêm một cặp Akali đầu với cả Orianna nữa. Mặc dù thì Ares đi được tốt thật, nhưng rõ ràng chúng ta thấy một điểm là khi mà có solo kill gái, Emo dễ chơi hơn hẳn. Tôi nghĩ rằng cái chìa khóa trong cái ván đấu này nó không đến từ cấm chọn, tại vì cấm chọn thật ra cả hai bên đều rất là tương đồng. Tôi với Lâm đều đồng ý rằng cái đội hình này thật ra cả hai bên đều có khả năng vận hành tốt. Nhưng mà với cái đội hình của Team Secret, thật ra bạn thấy nhiều ván đấu á, nếu như Ari, Orianna mà vượt lên những trước á, đội hình phía bên kia cứ dính một xoáy một hai đến hai người, mất nửa máu bạn không chơi game được. Nhưng cái ván đấu này nó khác hoàn toàn. Akali quá khỏe đi, anh ta cứ lao vào một người là một người nằm mà thôi. Thì phải nói rằng tất cả anh em chúng tôi đều tin rằng cái phần cấm và chọn của hai đội đều đã làm rất tốt. Vậy thì để xem rằng chìa khóa chiến thắng của Game Esports trong cái đấu này như thế nào, xin mời mọi người đến với lại bình luận viên Khải Nguyễn nhé. Và chào mừng các bạn đã đến với phần phân tích highlight sau ván đấu tiếp. Một ván đấu đã được định đoạt bằng những pha giao tranh. Rõ ràng rồi, những phần cấm và chọn không có gì quá là khác biệt giữa hai bên cả. Và chắc chắn phải có những cái pha giao tranh đột biến thì mới có thể dẫn tới một chiến thắng như vậy đến từ bên phía Game Esports. Và chúng ta hãy cùng điểm qua một vài những pha highlight mà tôi đã chọn ra và cho rằng nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả của ván đấu này. Đây là tình huống giao tranh ở khoảng phút thứ 10. Và trước thềm con rồng này thì Emo đã có một tình huống solo kill rất hay với Ares. Và sau đó thì khi bên phía Team Secret đã tốn quá nhiều tài nguyên vào con rồng, họ không còn lượng máu nữa, thì việc của Gam rất đơn giản ở bên ngoài, đó là Levi là Easy Love, chỉ cần xả sát thương vào những thành viên đang không còn kỹ năng trốn chạy đến từ bên phía Team Secret mà thôi. Và Emo, anh ta đang tỏa sáng với con Akali này trong ván đấu đầu tiên của cặp trận ngày hôm nay. Và trước đó, một điểm solo kill cực kỳ quan trọng, một thế trận cực kỳ khó vượt đứng giữa dành cho Emo. Nhưng sau đó với điểm solo kill này và với thêm một mạng hạ gục trong cái nhịp anh ta xuống đường dưới nữa, nó giúp cho khu vực đường giữa ở Gamebot trở nên dễ thở hơn. Và tương tự là xạ thủ Easy Love khi anh ta cũng là người được hưởng lại một mạng. Và trong cái trước cái tình huống này thì Levi cũng đã có được cho mình hai điểm hạ gục, và đó là lý do vì sao mà anh ta đã có được cái thế để có thể trở lại so với cả Yusa bên phía bên kia. Một tình huống giao tranh mà tôi nghĩ rằng nó đã mở ra lợi thế dành cho bên phía của Game Esports. Còn đây sẽ là pha tranh mà tôi sẽ phải trích lại lời của chủ tịch kiêm huấn luyện viên kiêm tuyển thủ bên phía Viking, đó là gần như end game rồi. Một pha thi đấu mà trước đó Game đã có lợi thế, nhưng sau đó với một pha tranh như thế này khi dịch chuyển của Emo tới cùng với cả dịch chuyển Ares nữa, nhưng bây giờ là một con Akali quá khỏe, nó băng vào tuyến sau rồng dành cho bên phía Team Secret, nhưng nó không quá quan trọng nữa khi một mình Emo anh ta lùa được Taki, lùa được Ares ra ngoài, cú xoáy đẹp nhưng nó chỉ hạ gục được Ilio mà thôi. Những sát thương chủ lực của Gam vẫn thoải mái xả sát thương trong tiếng này, và thêm một lần nữa chúng ta được chứng kiến khả năng bay nhảy đến từ Emo với quân bài Akali, và thêm một điểm hạ gục nữa dành cho anh chàng này. Rất tuyệt vời với những pha tranh đến từ Game Esports. Và đây, chúng ta sẽ cùng được xem lại toàn cảnh pha tranh này một lần nữa. Đã có thông tin rồi, đến từ bên phía của Team Squid là dịch chuyển của Emo tới. Đây là lúc mà Ares đã đứng ở khá gần so với cả Emo, nhưng những thành viên còn lại thì không có thông tin này. Và đó lý do vì sao họ bắt buộc phải co cụm với nhau ở bên phía còn lại, cùng với cả Maokai, và tạo ra được một góc vặn đánh để ép các thành viên bên phía của Gamesop lại. Nhưng cái quyền lực thiên nhiên này nó không giữ chân được Emo, và nó vẫn có đủ thời gian và không gian để cho anh chàng này tốc biến sử dụng toàn bộ kỹ năng của mình để ngay lập tức sốc sát thương Taki. Và chiêu cuối của Izerb cũng là một điểm nhấn cho pha tranh này khi nó trúng vào 5 thành viên của bên phía Team Squid và lấy được rất nhiều máu. Và đây cũng là pha tranh mà con Smolder trong tay của Izerb đã tích được đủ 225 số, lượng sát thương là bắt đầu có, và rất tuyệt vời với một tình huống giao tranh thắng lợi đến từ Game Esports. Và rõ ràng rồi, với một ván đấu bùng nổ như vậy thì chắc chắn tôi cũng như các bạn khán giả đang cảm thấy rất hào hứng và mong chờ
để chúng ta có thể hướng tới một ván đấu thứ hai và hy vọng là sẽ có những pha tranh mãn nhãn hơn. Không biết là các bạn khán giả sẽ thích những cái pha tranh nào thì chúng ta có thể comment ở khung chat để cho các bạn khác có thể cùng biết được. Còn với bản thân tôi thì cái pha tranh 2 mà tôi vừa phân tích cho các bạn sẽ là một cái pha tranh tôi cảm giác rằng là đem lại chiến thắng dành cho Gamesport và là một cái pha tranh cực kỳ quan trọng trong ván đấu này. Và đó cũng là những gì mà tôi, biên tập viên Khải Nguyễn muốn chia sẻ tới các bạn về những pha tranh trong ván đấu vừa rồi. Và tôi nghĩ rằng trận đấu giữa Team Secret và Gamesport cũng đã xả cho ván đấu thứ hai. Và chúng ta hãy cùng trở lại với bản bình luận. Xin cảm ơn Khải và... Xin cảm ơn Khải và chào mừng tất cả bạn đã đến với cặp trận đấu thứ hai VCS mùa xuân 2024. Cặp trận đấu chung kết nhánh thua và chúng ta đang có được tỷ số 1-0 trên Gamesport. Cái gương mặt mà Gam trình diễn ở trong ván đầu tiên nó thật sự là tỏa sáng rất là nhiều so với những gì mà họ thể hiện ở ngay thời điểm bắt đầu playoff. Thậm chí là trong cuộc đầu dưới này Team Well cũng có một vài vấp váp, nhưng ngày hôm nay Gam không vấp váp quá nhiều và họ thật sự biết cách để có thể khắc chế đội hình của Team Secret ra làm sao. Họ khắc chế được con tam ken của Palace, họ khắc chế được cái khả năng đánh hòa hoãn ở giữa ván đấu bằng cặp đôi đó chính là TF kết hợp với lại Nocturne. Tôi nghĩ là Nocturne đang là một quân bài rất mạnh và nếu mà bạn thả ra ở cho Levi đánh thì có lẽ là cái kết quả nó sẽ như vừa rồi, bởi vì những tình huống người ta bật tắt đèn cực kỳ hợp lý thôi. Bật tắt đèn cho Emo lao vào tuyến sau của đối phương. Bạn không thể nào chống cự một con Akali nếu mà bạn bị dính hoang tưởng như vậy được, cực kỳ khó để bạn có thể chơi. Nên đây sẽ là một cái combo mới. Thay vào đó là cái combo Nocturne Orianna chẳng hạn, khi mà Orianna hay là Nocturne đều là những chất tướng mà rất dễ bị tranh giành. Và có lẽ như cái bây giờ chúng ta đang mong chờ là những lực cấm và chọn cho cả hai đội, khi mà cả Gamesport và Team Secret đều đã sẵn sàng bước vào trong cặp trận đấu này, Ballet vẫn sẽ là người ra sân. Còn trong cái đó hình như là Hero thay rừng rồi. Hero sẽ thay Yusa. Có lẽ như một màn trình diễn nó không thuyết phục lắm đến thì Yusa đã khiến cho anh chàng này sẽ quay trở về với ghế dự bị. Còn trong cái đó Hero với một phong thái đang rất là tuyệt vời khi mà anh ta chuyển sang khu vực rừng, vẫn đang là một trong những người chơi rất là đa năng, thích nghi rất tốt với vòng mặt trận. Và chưa kể đến là hiện tại đi rừng anh ta cũng đang có những thông số rất tốt. Căn bản là đội hình của Team Secret nhiều nhân sự để làm gì? Để thay người mà thôi. Thì họ sẽ cần phải thay đổi cái chiến thuật của mình sau những cái thất bại ở trong cái ván đầu tiên. Thì việc thay đổi Hero vào có thể mang tới một luồng gió mới, có thể mang tới một gọi là bể tướng mới dành cho bên phía của Team Secret ở trong vai trò đi rừng. Còn những lượt cắm được đưa ra từ cả hai bên, bên phía của Team Secret vẫn giữ đó chính là con Wukong và con Rumble, còn với Kalista, còn phía bên kia bắt buộc là Gam cần phải chủ động tự ban TF luôn, vì đây là một con bài được chọn trước cho Hamed có thể gây khó chịu dành cho bên của Gam. Nhưng bây giờ thì Gam có thể đổi bài, họ sẽ pick Nocturne với Nico cũng được, hoặc là pick với Nautilus. Bây giờ Team Secret không pick được Nico. Ở ván thi đấu trước họ đã ban Nico ở lượt cấm thứ hai, nhưng bây giờ khi mà Gam Esports làm như thế này thì thực ra họ có thể chuyển, họ có thể chuyển con Nico lên trước cũng được nếu mà họ cảm giác được là Nico vào dễ hơn. Bởi vì chúng ta trước khi đến với combo huyền thoại Nocturne với Orianna là cái combo Nocturne với Nico tắt đèn nổ hoa vẫn là một combo cực kỳ mạnh. Lúc nãy thì Team Secret đã ngăn cản cái combo này ở lượt cấm thứ hai. Bây giờ họ đã thay đổi, họ không pick Senna nữa. Bây giờ họ nói Gam pick đi, không pick chúng tôi cấm. Và cái quan trọng hơn là hiện tại Team Secret họ đang có những sự lựa chọn để đánh thật mạnh lên nửa cánh trên. Khả năng mở của họ đang rất tốt. Họ đã có những cú combo combo dựa trên cái tả xu hô độc xuất hiện hoành tráng và kết hợp thêm là một Orianna với những thủ lệnh sắp âm. Điều này sẽ giúp Team Secret đỡ bị gặp vấn đề như trước đó. Trước đó một khi mà Kali nhảy vào là không ai đỡ được cho Reset, nhưng ván thì đó này ít nhất bạn sẽ có thêm một Rakan, một V đứng ở đó để có thể dầm chân. Còn Game Esports không có vấn đề gì thì cứ tiếp tục chọn Nocturne. Và quan trọng hết, họ có được cặp đôi mà họ đang rất ưng ý, Senna và một Nautilus. Senna, một con tướng gọi là thuận tay nằm trong tay của Islev để giúp cho anh ta phát huy được tối đa cái tố chất của mình là khả năng đánh xạ thủ ở trong vai trò là Quicksight. Còn bên phía của Gam, bây giờ khi đã có được Senna cộng với lại Nautilus thì họ cần phải cấm những con bài xạ thủ có khả năng gọi là phát triển sức mạnh tốt ở giai đoạn về sau. Jerry cần bị cấm đi và tôi nghĩ Smolder cũng cần phải được cân nhắc cấm đi từ bên phía của Gam để tránh việc là có Rakan, có Smolder, một cặp đôi vừa có mở vừa có được cái khả năng skillless. Nhưng không, Seiya là lựa chọn cấm từ bên phía của Gam. Còn TS họ cân nhắc đây, họ cấm Akali cộng với Jack. Thực ra tôi nghĩ là nên cấm Seiya và Jerry thật, bởi vì Smolder là một chất tướng mà với một xạ thủ tay gọi là chuyển ngang sang như là Taki ấy thì sẽ hơi khó để anh ta có thể rèn được cái sự kiên nhẫn của xạ thủ như vậy. Nhưng quyết định của Team Secret là thả Nico ra, và đó combo một lần nữa chúng ta thấy tắt đèn nổ hoa sẽ có trong đội hình của Gamesport, và lần này họ có counter pick cho chiến thần Kiaia.
Nhưng có một điều mà Gaiswat sẽ cần phải lưu ý cho câu chuyện này. Nếu như trong giai đoạn đi đường mà Gaiswat không có được những lợi thế thì e rằng combo này sẽ hơi khó để thực hiện. Và nếu như combo này trong giai đoạn giữa mà không chơi được là Senna với Nautilus hơi khó phát huy được tác dụng của bọn họ. Bọn họ sẽ cần có được những tình huống combo đẹp đến từ đồng đội để có thể thoải mái gây sát thương của mình. Nếu như nó fail là đi luôn cả một cái khoảng thời gian đầu, và lúc đó Team Secret sẽ có thể vận dụng đội hình này ở trong giai đoạn sau của ván thi đấu dựa trên cái khả năng là 65 phút cùng đấu đến của Orina và Team Secret. Coi như xong rồi đó, họ sẽ muốn có được một KCT ở khu vực trên. Như vậy câu chuyện nó đang xoay quanh ở nửa cánh trên. Bên nào thắng nửa cánh trên là bên đó Snowball ván thi đấu rất dễ. Gam Esports đang muốn có một kia gia với con bài Nocturne, thế sẽ là bạn là con bài Smolder, và họ đang chuyển từ từ dần dần sang những vị tướng khác như là Tristana hay là Aatrox. Tôi cảm thấy Aatrox vẫn sẽ ngon dành cho Gaiswat. Họ vẫn đang muốn đánh thật mạnh nửa cánh trên. Chúng tôi phải thắng nửa cánh trên để khiến cho bên phía của Team Secret không có cách nào có thể đánh Smolder. Đội hình cần thời gian cho Gaiswat, họ chuyển một tí xíu, nhưng với một Kassante thì việc farm lính đến từ kia gia rất là dễ. Lúc nãy thì tôi cũng đã nhắc đến cái con Smolder của Gam Esports Kia'ya rồi. Và đây khi mà xuất hiện Kassante, một chất tướng không dễ để bạn có thể bắt vào và hạ gục được Smolder ở giai đoạn đầu ván đấu, nên Kia'ya rất tự tin với cái lựa chọn này. Anh ta có thể farm sách nhanh hơn, anh ta có thể lên những cái món đồ mang thiên hướng chống chịu hơn một chút, ví dụ như là găng tay băng giá, hoặc là đã có những cái người ở đấu xếp hạng là Smolder này sẽ lên Sojin cộng với cả Zaxo để gia tăng khả năng chống chịu, và khi đối phương băng vào bạn sẽ không dễ dàng bị hạ gục. Một cái giai đoạn cắm chậu mà Gam cho thấy được cái là chiều sâu về mặt sức mạnh đội hình của mình, nó rải đều theo thời gian. Họ có một cặp mid rừng có thể đánh được ở trong khoảng giờ ban đầu, họ có được một cặp bot có thể kéo ở giai đoạn giữa ván đấu, và họ có được một đường trên với Consumer đánh ở về sau ván đấu, nghĩa là ở trong khoảng thời gian nào cũng có những cái cơ sở nhất định dành cho Gam. Còn đối với đội hình của Team Sinh, họ có gì? Họ có một đội hình đánh rất khỏe ở thời điểm cấp độ 6 với chiêu cuối của Rakan, chiêu cuối của Vi, chiêu cuối của Orina, và chưa kể đó Kai'Sa sẽ là một con xạ thủ có thể bồi sát thương vào trong những tình huống băng bổ vào bằng cái chiêu cuối của bản thân mình. Bên phía của Team Secret đặt rõ cái điều kiện thắng của mình rất rõ ràng ở trong cái game đấu thứ hai này, đó chính là một đội hình đánh mạnh cấp độ 6, một đội hình dồn sát thương ở cấp độ 6 trong những giao tranh tổng chốt nhoáng. Còn đội hình của Gam thì họ sẽ cần phải chia đều một chút về sức mạnh của mình. Và bên phía Gaiswat, cái cần lưu ý bây giờ của họ là làm sao để có thể giúp cho Nico và Nocturne có thể giãn được cái đội hình đến từ bên phía bên kia chiến tuyến. Việc tắt đèn sẽ điều cần thiết, và đặc biệt hết, nổ hoa là điều cần thiết. Chúng ta đến với ván thi đấu thứ hai, cuộc chạm trán giữa Gaiswat và Team Secret. Đây là một ván thi đấu mà Gam Esports đang rất có lợi, bởi vì họ đang dẫn trước 1-0 rồi. Nếu họ có thể thắng tiếp ở ván thi đấu này, họ sẽ đứng trước cơ hội là có match point ngay chỉ sau 2 ván đấu mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã thấy được rồi, chưa có một cặp build 5 nào ở playoff của chúng ta mà kết mà có một cái tỷ số 2-0. Tất cả đều là một đều và đều phải kéo đến ván đấu thứ tư lận. Và chúng ta sẽ phải chờ xem là bên phía của Team Secret sẽ vực dậy như thế nào sau một ván đấu đầu tiên họ bị hủy diệt tương đối chóng vánh bởi Gam. Những cái hướng đi từ đầu tiên của Team Secret nó cũng tương đối cơ bản mà thôi. Hai người chơi xạ thủ hỗ trợ sẽ đứng ở khu vực nửa dưới và vòng rừng của Hero sẽ từ nửa trên, nhưng Gam đang có những đột biến. Elio di chuyển vào, Emo di chuyển vào, anh ta lập tức sử dụng cái Q của mình để nhằm mục đích là lấy lượng máu và lấy thêm một vài lượng tầm nhìn cung cấp thông tin để biết xem là Hero có đứng bên trong cái bụi đó không. Và hiện tại vẫn đang không, và vẫn cũng chưa biết được là sẽ chuyện gì nó sẽ diễn ra. Taki ăn một phát bắn ở từ Easy Love. Và cái Bisbox coi như là khu vực đường dưới này, hai lượng máu của xạ thủ nó đang có một vài sự chênh lệch nhẹ. Còn ngược lại Elio chắc là phải đợi tới khi lính ra rồi anh ta đã có được cái bản đồ thế giới, lúc đó cái khả năng hồi phục của Elio sẽ tốt hơn. Cái vòng đường này của Hero liệu có thể có một pha cân nhắc để có thể tiến lên khu vực nửa trên hay không? Tại vì rõ ràng khi mà để con Smolder được farm free ở khu vực nửa trên á, sẽ rất khó dành cho bên phía của Team Secret kiểm soát được con tướng này ở giai đoạn về sau. Và Hero cũng có thể cân nhắc về điều đó. Nhưng quyết định của ta sẽ là farm 3-7 ở bên dưới. Vòng rừng của Hero sẽ hơi gọi là ngoằn ngoèo một chút, và Levi sẽ có một chút tốc độ dọn rừng nhỉnh hơn với cái đường đi thuận tiện của anh ta. Chúng ta nhìn vào phép bổ trợ ở cặp đôi đường dưới của cả hai đội thì Team Secret sẽ là một cặp đôi có cái phép bổ trợ mang thiên hướng tấn công nhiều hơn, trong khi đó Easy Love cộng với cả Elio sẽ là mang thiên hướng phòng thủ, bởi vì Senna có khả năng hồi phục và Nautilus là một chất tướng có khả năng khống chế tốt cũng như là rất là khỏe khi mà anh ta được farm. Thế nên là Elio sẽ sử dụng cho mình là dịch chuyển để về sau sẽ có những tình huống macro khi mà Elio có thể xuất hiện ở những điểm nóng và tung cái chiêu cuối của mình ra. Và Easy Love cũng biết là trong khoảng thời gian đầu này, thật ra anh ta với lại Elio sẽ là người nắm chìm ở khu vực dưới, dựa trên khả năng cấu rỉa và cái xẻ tay, thêm nữa là khả năng chống chịu. Cho nên Elio, xin lỗi bạn, là Easy Love không cần phải lên những món trang bị như là bản đồ thế giới ngay từ sớm làm gì cả. Ta cứ đi kiếm Doran và từ đó cấu rỉa tạo ra những lợi thế rất lớn. Việc farm lính và bóc những linh hồn sẽ giúp cho Easy Love có thể có được thêm những nguồn kinh tế rất tốt. Và trong giai đoạn sau thì chắc chắn nguồn sức mạnh của Easy Love không cần phải bàn tới. Bây giờ là câu chuyện nửa cánh trên. Những vòng rừng đến từ hai bên đều đang
bắt đầu hướng lên nửa cánh trên, cái nơi mà Alves và Kia đang đụng độ với nhau một khoảng thời gian và Kia đang được có lợi thế dựa trên xe tay của mình. Còn trong khi đó là câu chuyện khu vực đường giữa, Ares đang là người bị thua thế một tí xíu, lượng farm là ngang nhau. Ui, Easy Love mất tốc biến, anh ta đang cố gắng quay trở lại để tấn công. Một hit đánh thương của Taki là đủ, nhưng ta đã không còn tốc biến nữa. Elio đang đứng che, anh ta đứng che những cái nắng nhưng không thể nào che được cái cần thiết nhất là tuy tri kích và chiến công đầu cho Taki. Một pha cố gắng đẩy cao từ bên phía của Gam Esports và kết quả là họ bị Onin ngược trở lại, nên nhớ lượng sát thương đầu ra của Kai'Sa với nội tại của mình vẫn sẽ là có. Và chưa kể đó, nếu như Ezra bị chạm, anh ta là một mẫu chiếc tướng không có quá nhiều máu trong khoảng thời gian ban đầu. Lợi thế là có dành cho bên phía của Team Spirit ở khu vực bên dưới, nhưng nửa trên thì lợi thế lại thuộc về bên phía Gam khi Kia'Sa đẩy được, Nico của Emo cũng đẩy được. Và Levi thì lại có tốc độ tiến ra khu vực cua nhỉnh hơn một chút so với Hero, và Hero bắt buộc phải ngậm ngùi tiến xuống khu vực ở dưới. Đây là một pha thi đấu chúng ta thấy là Izzup đứng quá cao và Palette rất kinh nghiệm pha thi đấu vừa rồi. Đó là một pha mà xuất hiện hoành tráng khiến cho Izzup bị một phát bắn từ trụ, và để rồi sau đó Taki cắm mắt vào bắn một cái tia chi kích hoàn toàn chính xác. Nó sẽ đem về lợi thế nhỏ một chút dành cho Team Secret ở khu vực đường dưới này. Nhưng Elio thì vẫn còn đang hồi đủ cả hai phép bổ trợ của mình, nên anh ta vẫn có thể giữ lại được cái thế này cho Gam ở đường dưới. Elio phá vào rồi đấy. Tôi cũng đang định bài về cái việc là giữ tốc biến của Elio. Nếu như vừa rồi mà anh ta không gõ vào người đối thủ một cái mà anh ta lo tập trung chặn cái tiêu tri kích thì chắc là sẽ không có chiến con đầu đâu. Nhưng bởi vì anh ta hơi tham với câu chuyện là gõ nội tại, nó khiến cho bên phía của Team Secret bỗng nhiên có một khoảng trống trước mắt, và nhiệm vụ của Taki chỉ việc tiêu tri kích vào ngay cái chỗ mà Easy Love đứng. Từ đó Team Secret có được cái chiến công đầu nó vô cùng xuất sắc và tận tiện lợi ở khu vực đường dưới. Còn đường trên này thì chắc là kịch bản nó vẫn như vậy, nhiệm vụ Hmet là làm sao đừng để thua đường là coi như ta thành công rồi. Bởi vì đối đầu với là vị tướng tay dài thì chắc chắn Kassante không có cách để có thể khống chế đối thủ, chỉ trừ trường hợp là anh ta có găng tay sớm. Ít nhất là thời điểm hiện tại Hmet sẽ gọi là thoải mái hơn trong việc là farm hòa hoãn so với là Kia'Sa phía bên kia, tại vì Team Secret hình thành được là một điểm đến tiếp theo ở trong thời điểm cấp độ 6 của Hero, đó chính là khu vực đường dưới, nơi mà Taki Palette đang có được một cái là lợi thế nhất định so với là Islop và Elo phía bên kia khi họ có được chiếc cấp đầu. Ngưỡng sức mạnh cũng là có tuyệt đối, và bây giờ Taki cũng đang hướng đến những món trang bị đầu tiên. Hero sẽ không cần phải quá đớn na ở khu vực nửa trên trong khoảng thời gian không làm gì cả, họ cứ hình thành một cái điều kiện thắng của mình ở quanh khu vực nửa dưới mà thôi. Còn Gam ngược trở lại, họ sẽ muốn có được một cái khả năng snowball tốt ở khu vực nửa trên, với việc là Kia'Sa có được cái sự an toàn của mình. Chúng ta có thể nhìn thấy được Gam sẽ đánh xoay xung quanh bãi sâu đầu tiên, bởi vì đường giữa họ đang đẩy đường, đường trên của bạn đang có cái cấp độ nhỉnh hơn so với đối phương, farm tốt hơn và có thể can thiệp được. Thì đây là lúc để Levi khởi động được bãi sâu đầu tiên này, nhưng Hero lại đang có một cái lối di chuyển là muốn ra đây để tranh cướp và muốn tấn công ở thời điểm hiện tại, nhưng đã quá trễ rồi khi mà Levi đã ăn được hai con. Và thực ra ấy, bãi sâu đầu tiên này bạn chỉ cần quan trọng hai con đầu tiên thôi, bạn để con còn lại một lúc sau bạn ăn cũng được, hoặc là bạn để đối phương ăn cũng không có vấn đề gì cả. Cái Hero cũng đang kẹt lại, anh ta không cách nào để có thể ngăn cản được, tại vì sát thương duy trì đến từ Levi nó lại tốt hơn, ta cầm nhịp độ và anh ta sẽ rất là dễ để có thể đánh liên tục vào người của Hero. Hero bây giờ chỉ có thể nhắm xuống khu vực nửa cánh dưới để an ủi bản thân của mình, là nếu như trong trường hợp ba con sâu hư không đầu tiên mà bị mất thì vẫn còn nửa cánh dưới có thể giúp đỡ. Và thật sự là như vậy, Team Secret đang đánh thật là mạnh để giúp cho ít mỗi khi mà Hero chạy xuống dưới, anh ta mới yên tâm là con cua với lại con rồng vẫn sẽ nằm trong tay của bọn họ. Nhưng cái khó bây giờ là Taki, Taki đã bị giữ chân lại, người bị mất máu tiếp theo là Palette. Palette mất quá nhiều máu, quy vừa rồi của Izilup thiếu một tí xíu đam để dứt điểm được, vẫn có thể lùi về được từ Palette, nhưng ít nhất Ares là... đang di chuyển xuống khu vực đường dưới, tóc biến thoát khỏi tình huống W của Izilup, lợi sau âm bung ra mà hạ gục dành cho Ares, và Elio sẽ phải lùi. Trong cái đó còn Nico trong tay của Emo ở trong giai đoạn tại cũng không thể nào chạy xuống được, Elio đang đứng chặn lính và anh ta chỉ dừng lại đây mà thôi. Palette đứng ở đây một pha hơi liều, bởi vì Levi đang rất cố gắng lên được cấp độ 6. Tuy nhiên ăn xong con cua này thì người ta vẫn chưa lên được. Ở thời điểm hiện tại là một thời điểm mà Hero đã được kêu gọi là ra đỡ lính dùm cho Ares, để Ares có thể có một tình huống di chuyển cực kỳ đột biến. Người ta di chuyển xuống, người ta hạ gục được người chưa hồi lại tốc biến là Easy Love với một cái lệnh sóng âm. Đây là cơ sở cho đường giữa của Team Secret có được lợi thế này, bởi vì ở ván thi đấu trước chúng ta có thể nhìn thấy con Orianna mà không có được điểm hạ gục sớm thì nó sẽ rất khó chơi. Nhưng ở pha thi đấu này, ngay khi mà giao tranh là Ares đã được ping để di chuyển xuống rồi. Một pha thi đấu cực kỳ gắn kết của đội hình Team Secret.
Tại vì đây là tình huống mà Team Switch đã có một cái sự liên kết rất là tốt. Họ biết được rằng là rừng của Gam đang ở khu vực nửa trên để có thể dọn dẹp những con sâu. Đường giữa thì bị đẩy từ bên phía của Gam, cho nên khoảng trống di chuyển dành cho Ares là có. Team Switch họ chấp nhận là đánh thua nhịp đầu, nhưng khi mà Ares tới, anh ta tự tin dùng tốc biến thoát khỏi một pha trói chân của Izerb, và kết quả là Izerb phải nằm xuống. Rõ ràng điểm đến rất nóng của Team Switch là khu vực ở dưới đang được cụ thể hóa bằng những pha di chuyển của Ares, của Hero, và Hero đang cũng cụ thể hóa điều đó bằng cách là khởi động vào con rồng đầu tiên của bán đấu. Hero đã có một ván thi đấu mà hỗ trợ rất tốt nha. Cái tình huống vừa rồi, cái đóng góp của Hero ra khu vực ở giữa là có, tức là anh ta giữ lính để cho khi mà Ares chạy ra đường giữa cái là anh ta vẫn hứng lính được mà không hề bị đẩy lính vào trong trụ và bị mất lính đi. Điều này giúp cho Ares ở trong giai đoạn hiện tại, khi mà anh ta trở về, anh ta có những món trang bị nó nhỉnh hơn so với lại Emo, mà anh ta cũng không thu lính nhiều lắm. Và Ares chắc chắn với những gì mà ta đang có được cộng kèm với lại cái thế trận khu vực nửa cánh dưới, thì chắc chắn là sát thương của Team Secret đang không hề thiếu. Cái cần bây giờ của họ là cái tiếng trước của họ đang đảm bảo được sự chất lượng không đây. Hackmet thật ra đang đảm bảo được sự chất lượng. Anh ta bung rất nhiều lượng máu và lượng năng lượng chỉ để farm lính, và anh ta chỉ thua có khoảng 10 con. Như vậy là một dấu hiệu tích cực của đường trên dành cho Team Secret. Nhưng đây là giai đoạn mà cả hai người đi rừng đều đã có chiêu cuối rồi, và đường giữa cũng vậy. Emo thì còn đó tốc biến, đây có thể sẽ là một pha mà Levi có thể khai thác được ở khu vực đường giữa, hoặc thậm chí là khai thác ở trong khu vực sông cũng được, khi bây giờ anh ta hoàn toàn có thể lao vào một con Vi kết hợp với chiêu cuối của Emo. Nó sẽ tạo điều kiện về mặt giao tranh cho bên phía ở Game Esports ở thời điểm hiện tại. Với việc là Hero đã lộ ăn đầu ở khu vực này dưới, thì Levi tiến qua được đối phương, cướp được thành công một con bùa xanh, nhưng lệnh sóng âm lấy tốc biến, và coi như là kỹ năng đã được trao đổi đến từ bên phía của Team Secret. Bây giờ cái cần của họ là sẽ làm gì với Emo trong giai đoạn tiếp theo. Ít nhất là trong giai đoạn này Emo vẫn còn giữ cái chiêu cuối của mình, cho nên là anh ta vẫn sẽ có thể giữ được một sự an toàn nhất định, nhưng chắc chắn là sẽ cần phải có một vài sự cẩn thận. Bởi vì tầm này nếu như bạn mất chiêu cuối một thời điểm nào đó, ví dụ như con rồng sắp ra chẳng hạn, thì nó cũng sẽ là một trong những cái điểm nhấn rất quan trọng giúp cho anh phía Team Secret nghĩ tới những cái mục tiêu tiếp theo ở tương lai. Cái pha mất tốc biến vừa rồi của Emo và cái pha tranh cướp của Levi coi như là để cho Kia'Zha ở khu vực trên anh ta có một khoảng thời gian an toàn, nhưng Hero bị dính chiêu cuối ngay lập tức. Tắt đèn đang được bung ra, tôi đang chờ đợi cho cú khô mẫu rồi. Kia'Zha bị kẹt lại và ta không có cách nào chạy gọi cả mẹ, nhưng mẹ không cứu nổi. Ares đang 1-1 với lại Levi và có thêm sự tham gia tới Emo nữa. Emo không có cơ hội để tiếp cận, bây giờ ta không có tốc biến. Đó là một pha thi đấu mà Ares đã vô hiệu hóa được chiêu cuối của Levi, nhưng Kia'Zha thì lại không vô hiệu hóa được chiêu cuối của Hero. Cả hai người đi rừng tung ra chiêu cuối lần đầu tiên vào thi đấu này, và Team Secret tiếp tục có lợi khi họ đã nâng cái điểm hạ gục của mình lên là 3-0, và tất cả các chủ lực của họ đều có được điểm hạ gục. Đó mới là cái hay của đội hình Team Secret ở thời điểm hiện tại. Cả hai đội đều đánh ở khu vực nửa trên, nhưng bên phía của Team Secret lại là đội thành công hơn trong việc là họ dứt điểm được Kia'Zha. Còn khu vực đường giữa thì Ares vẫn bảo toàn được mạng sống của mình, mặc dù là anh ta không có tốc biến ở trong tình huống đó. Và bây giờ quyền kiểm soát 3 sau trên lại thuộc về bên phía của Team Secret. Cứ ngỡ ra là Gam sẽ có một cái nửa cánh trên khỏe hơn để giúp cho họ kiểm soát được 6 sau, cân bằng lại với những con rồng bị mất đi mà họ phải mất ở trong khoảng ban đầu. Nhưng không, Team Switch bằng một nhịp đánh mà thôi, họ hóa giải thành công cái cơ sở đánh 6 sau của Gam. Bây giờ Kia'Zha đang gặp khó, bởi vì sao? Cái găng tay trên Hackmet đã có rồi, anh ta đã có cái hiệu ứng trên những kỹ năng của bản thân mình để khiến cho Kia'Zha sẽ bị giảm đi tốc độ di chuyển, và từ đó những tình huống đánh đến từ Hackmet ở trong giai đoạn sau để nhằm mục đích là solo kill được Kia'Zha nó sẽ xuất hiện. Điều này sẽ khiến cho Kia'Zha bây giờ cũng sẽ hạn chế đi những tình huống đánh một cách quá hổ báo, cấu rượu quá nhiều và ép Hackmet vào trong tư thế mà anh ta lúc nào cũng dưới 50%. Bây giờ thì ở đường dưới Taki nó đã có cho mình được giao điện. Ballet nhảy vào hấp tung lên được, và anh ta đã bị dính toàn bộ combo hóa ám sau rồi, tóc biến thoát khỏi ám sau rồi. Easylap cần một hit bắn nữa và một kỹ năng quy nữa để dứt điểm cho được Ballet, và nó không thành công. Tôi đang thấy một Hero cũng đang di chuyển xuống đây, nó có thể bọc lót và hỗ trợ đội của mình. Tắt đèn Levi tí xíu nữa nó mới hồi lại, cho nên ý định băng trụ của Gasbox nó đang tạm thời bị trì hoãn một tí xíu. Và đặc biệt hơn hết là Levi đã đứng mình trong mắt, cho nên là ý định đánh từ Gasbox phải tạm dừng ở đây. Bắt buộc phải bỏ từ bên phía của Gam mà thôi, khi mà Levi đã bị phát hiện tầm nhìn và ngay lập tức Hero có mặt ở đây. Chúng ta cứ thấy được rằng mỗi lần mà bên phía của Team Secret đánh để có thể gọi là trao đổi về máu so với đối phương, thì cỡ tầm 5 đến 10 giây sau đó là chúng ta thấy Hero quanh quẩn ở khu vực dưới, và nếu không phải là Hero thì sẽ là Ares. Pha này thì Ares đang bị đẩy ở khu vực giữa khi mà anh ta với một tình huống áp lực trước đó của Gam ở khu vực đường giữa. Bên phía của Team Secret vẫn giữ được, đó chính là nửa dưới của mình vẫn an toàn, vẫn farm ổn so với đối phương, và họ giữ được một cái khả năng luôn luôn trực chờ đánh ở cấp độ 6. Đây vẫn sẽ là một tình huống mà Hero có cấp độ 6 là lên tìm Kia'Zha ở thời điểm hiện tại, khi mà Hazmat cũng đã chuẩn bị hồi cho mình tốc hành. Và khi mà Hazmat có tốc hành rồi thì khả năng tiếp cận của Kassante với khả năng làm chậm của găng tay băng giá nó sẽ giúp cho Kia'Zha trở thành một cái đích đến cực kỳ tuyệt vời. Hero đang di chuyển rồi, đi chạy thẳng từ đường ra. Và Levi ở đâu? Levi chưa có mặt ở đây.
Lê Vi cũng đang muốn có được thêm một vài lợi thế ngay khu vực nửa cánh trên. Anh ta đang di chuyển nó có thể bộc lót cho Kia trong trường hợp mà Kia gặp phải nhiều vấn đề. Và với sự hỗ trợ này thì chúng ta thấy rằng là Kia bắt đầu tự tin hơn để có thể đẩy được vào lượng máu của Hmet. Nhưng Hmet đã có dịch chuyển cho nên ta có thể quay trở lại và sẵn sàng cho những tình huống đánh tiếp theo. Còn phía bên này, chiêu cuối đã được bật Imo bị kẹt lại bên trong cái lệnh số 3. Imo đang cố gắng sử dụng nổ hoa, ta hất tung lên, ta đẩy ngược về rất hay. Izzet đang di chuyển tới, tốc biến đã có thể đoán được rất hay. Và EasyLove vẫn đang tìm một cái dứt điểm cho mà được đối thủ nhưng nó không thành công lắm. Xuất hiện trang hất tung lên, chiêu cuối được bật nhảy vào tấn công chém thương nhưng Levi chưa đủ sát thương. Và Hero vẫn lùi về được, Imo đang trong lượng máu vô cùng nguy hiểm. Ares vẫn đang tiến tới để quy đúc vào người Levi. Levi né được và Levi thành công. Mỗi bên đều không mất đi bất cứ ngoại cục nào. Một pha xử lý rất kinh khủng của cả Hero lẫn Palette khi mà Palette sử dụng chiêu cuối để khiêu khích thành viên ở Gam. Nhưng khi mà Levi bay vào, ngay lập tức Palette trở lại để khiêu khích vào người Nocturne. Và Hero cũng đấm ngược trở lại với một cú quy. Nó khiến Levi không đủ lượng sát thương, không thể đánh tay được vào Hero một cái để có thể dứt điểm người đi rừng của đối phương. Và pha trao đổi vừa rồi là pha trao đổi những chiêu thức với nhau, chứ không phải là một điểm hạ gục dành cho ai cả. Nhưng lợi thế về máu đã giúp cho bên phía của Gam kiểm soát được thêm 2 con sâu nữa và họ sẽ hình thành được 5 sâu dành cho đội hình của mình. Thật ra đây cũng là những con sâu đã được bỏ qua từ bên phía của Team Swift từ trước. Họ nhắm đến đó chính là áp lực về mặt linh hồn rồng và rất hay dành cho Team Swift, đó chính là linh hồn rồng ở trong bãi đấu này là linh hồn rồng lửa. Áp lực về linh hồn rồng lửa sẽ đè nặng lên các thành viên của Gam. Chưa kể đó, Taki cũng đang phát triển rất tốt theo thời gian. Thật sự là như vậy, bởi vì Gamesport sẽ cần một khối lượng thời gian kha khá để giúp cho con bài Smolder với lại con bài Senna có thể phát triển được nguồn sức mạnh của mình. Cho nên nếu như mà bên phía của Team Skrull ép bên phía Gamesport bắt buộc phải đánh ở ngay khu vực hang đồng lúc mà trang bị của họ chưa sẵn sàng cho một pha đánh nhau, thì chắc chắn Gam sẽ rất là khó để có thể khiến cho bên phía Team Skrull gặp bất cứ một ảnh hưởng gì đến đội hình này của bọn họ khi mà thời gian này nó vẫn chưa ấn định được. Và các bạn có thể nhìn thấy được là đội hình của Gam mặc dù mang tiếng là có hai xạ thủ là Senna cộng với cả Smolder, nhưng cái tốc độ đẩy trụ của họ là đang phụ thuộc vào Elio là chủ yếu khi ta đang là người đẩy lính chính. Chứ còn Senna với cả Smolder lên đồ những kiểu này thì thực ra họ không phải là những chất tướng đẩy trụ quá nhanh, nên để 5 sâu dành cho Gam Esports đành rằng họ cũng có khả năng phá trụ đấy, nhưng nó sẽ bớt nguy hiểm hơn so với những chất tướng như là xạ thủ thông thường hoặc là một con Tristana. Bây giờ thì đội hình của Gam đánh 4 người ở khu vực bên dưới mang tính chính là đánh cầm chừng và đánh giữ cho bản thân của mình không bị thua thiệt so với lại 4 thành viên còn lại của Team Six để chờ cho Kia có thể phát triển được ngưỡng sức mạnh của mình. Nhưng rõ ràng Team Six sẽ không hề muốn điều đó diễn ra khi họ đang sở hữu được đó chính là 2 con rồng đầu tiên của ván đấu. Áp lực để có thể đánh trong những con rồng tiếp theo sẽ khiến cho Kia cần phải cân nhắc anh ta liệu là đánh cùng với đồng đội hay vẫn giữ vị trí để farm cho bản thân của mình đây. Tôi nghĩ Gamesport mới là đội sẽ cần phải suy nghĩ tới câu chuyện là mình nên đánh hay không, còn Team Six thật ra họ muốn đánh. Với cái lớp này thì muốn đánh là khô máu luôn. Họ có những cái combo rất đẹp và chưa kể đến là khả năng bay vào đến được toàn bộ đền của Team Secret là có. Họ không hề lo ngại điều đó mà họ đang muốn tấn công người kia ra. Hmet bật tốc hành của mình lên sẵn sàng đẩy vào phát áp sau đó để hỗ trợ, nhưng liệu Kia có thể bơi được hay không? Đây Kia không bơi nổi rồi. Anh ta đang cố gắng farm từng con lính một. Anh ta bay nhưng rồng nào bay nổi trước một khả năng tấn công quá mạnh mẽ đến ba thành viên xuất hiện trang hất tung lên combo rất hay mà gục trên Hero. Và còn suy nhạc hay nứt, mục tiêu tiếp theo có thể sẽ được chọn. Quan trọng hết, Team Secret không bỏ ra chiêu cuối của Hmet và kể cả Ballet, cho nên họ vẫn sẽ đặt được tham vọng vô cùng cao ở ngay khu vực hang sứ giả này. Chính xác như vậy, Gam thiếu người, thiếu hai chiêu cuối, đấy là mẹ ơi, cộng với cả hắc ám soi dọi thì không có cơ sở để cạnh tranh con sứ giả này nữa. Hmet pha thi đấu vừa rồi đã thi đấu rất kinh nghiệm với một con Kasate, anh ta sử dụng mở đường để chặn đầu Kiaya. Kiaya biết rằng mình không thể câu đi được cái khô máu, vì vậy sẽ không thể nào có lợi được nữa rồi và anh ta phải chấp nhận nằm xuống mà thôi. Điểm hạ gục dành cho Hero. Hero cũng đã có được món trang bị đầu tiên, đấy là giáo thiên ly rồi. Đây là lúc để cho con bài Vi này thể hiện rõ được sức mạnh của mình, lượng sát thương có, khả năng băm bổ và cũng có. Và sức mạnh của Vi ở thời điểm mà có được chiêu cuối là không thể nào ngăn cản với những cái tình huống dùng tả xung hữu độc tiếp cận thẳng vào đội hình của đối phương. Bên phía của Gam cứ cho là Levi có được hoang tưởng đi, nhưng anh ta cần phải đánh trước so với là Hero, chứ thời điểm mà Hero đã tiếp cận sẵn rồi thì khi mà Levi bay vào với hoang tưởng thì lượng sát thương, lượng chiêu thức trả ngược trở lại của Team Six sẽ khiến cho Levi thậm chí là nằm xuống bên trong chính cái hoang tưởng của mình. Và Kia đang có một ván đấu tương đối khó khăn với kia đây là 0-2-0. Anh ta có thể là farm bằng so với Hmet, nhưng Team Six cực kỳ hài lòng khi mà Hmet thời điểm hiện tại cũng đang không thua so với Kia, còn 4 thành viên còn lại thì đang nhìn nó hoàn toàn. Cái mấu chốt lớn nhất là ở vai trò hỗ trợ, bởi vì hỗ trợ bên phía Gasport nhiệm vụ của Leo là phải farm và đừng để bị thọt cấp. Nó khiến cho anh ta lúc nào có áp lực bên trong lính, còn ngược lại có Rakan của Ballet nó lại thoải mái hơn. Cho nên khi mà di chuyển lên khu vực đường trên, người di chuyển là Ballet chứ không phải là Elio. Điều này giúp cho Team Secret có được một cái khối lượng khống chế rất lớn. Và Kia chỉ có thể đứng chôn chân ở một chỗ mà không có bất cứ một cách nào để có thể phản kháng lại được. Bởi vì họ biết vào giai đoạn này vẫn chưa vào đến giai đoạn họ chơi được. Họ cần phải có được những linh hồn, họ cần phải có thêm nhiều stack nữa để cho Kia có thể tỏa sáng được. Và chắc chắn ở trong giai đoạn
cực kỳ then chốt. Một phút mấy nữa, con rồng nó sẽ xuất hiện, rồng thứ ba của ván thi đấu. Thì Gam cũng sẽ phải cân nhắc rất kỹ để coi là họ có nên đánh hay không. Chính xác là như vậy. Bây giờ họ có thể đạt được ngưỡng hai trang bị lớn đến từ Kataki, nên họ hoàn toàn có thể đánh ở con rồng tiếp theo ở ván đấu. Đây là con rồng mà Gam cần phải đánh, bởi vì lúc đấy thì Levi có phải emo vẫn còn đó cái khả năng đe dọa của mình. Nhưng mà nhìn lại về tuyến sau, Kiaya chưa có đủ lượng sát thương đầu ra, Easy Love thì cũng chưa có được cái món trang bị đầu tiên, là hơi khó để có thể giao tranh. Đánh rằng Elio có những kỹ năng khống chế của mình, nhưng anh ta chỉ là một chất tướng Nautilus mà thôi. Nếu không ai đánh anh ta thì nó sẽ là vấn đề khác. Chưa kể nhá, là Kai'Sa là một chất tướng bắn tăng cực kỳ tốt luôn. Rồi, vậy thì cái nguồn sát thương ở trong pha giao tranh rồng sắp tới của Gam nó sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào Levi. Với một con nóc tên từ nãy đến giờ chỉ có farm và cố gắng gia tăng được ngưỡng sức mạnh của mình, anh ta ít nhất cũng có được chiều phản kích để có thể sẵn sàng cho pha giao tranh tiếp theo. Nhưng những thành viên còn lại của Gam là Kia'Sa, là Emo, là Aesop, là những nạn nhân quá dễ bị bắt từ các thành viên của Team Secret. Giờ vấn đề lớn đến từ Gaspard là họ phải làm sao kết hợp được bộ đôi Emo và Levi ở trong những thua đánh nhau. Nếu như không sẽ rất khó chơi. Hatchmate ở trong giai đoạn này đang rất là trâu và anh ta đang không cho Kia'Sa bất cứ một cơ hội nào để có thể tỏa sáng con đường trên. Dựa trên KDA của anh chàng này, 181-188, đây là một con cá sinh tơi quá thành công. 1-0-1 mà KDA nữa, mọi thứ đang giúp cho người chơi đường trên của Team Secret càng ngày càng dày hơn. Dịch chuyển đến từ Gaspard, họ bắt buộc phải đánh trong tình huống này. Nhưng Kia'Sa bao nhiêu stack rồi mới quan trọng. Easy Love bao nhiêu lên hồn, 49 lên hồn của Easy Love. Và bây giờ có thể là 220, một tí xíu nữa thôi. Một tí xíu nữa sẽ là 225 và lúc đó là lúc bên phía Gaspard sẵn sàng cho pha đánh nhau. Nhưng bây giờ bỏ qua câu chuyện đó, tới lượt câu chuyện sát thương. Emo và Levi phải tỏa sáng được. Kasate bắt lại mở đường, đang bật lên mọi thứ vô mọi người, nhưng có quá nhiều khả năng chống chịu đến 2m. Ballet đang đứng đợi để có thể xuất hiện hoành tráng. Combo Levi và Emo phải hất tung, phải giữ được nhiều người, phải có thể khiến cho thủ mất càng nhiều máu. Lúc đó chúng ta thấy là cái sắc được Kia'Sa nó được tích, nó đã có thể trở thành một cái kết quả đẹp. Tạm thời đã đủ rồi. Rồng vẫn đang được ăn bởi các thành viên Gaspard. Hardware phía bên này đang sử dụng kỹ năng đang lao và tấn công. Anh ta cũng đẩy Levi vào trong tư thế khó. Ballet bật chiều cuối lên. Đây là Hardware Ballet bung ra. Ares sử dụng lời sấm âm được 3 thành viên. Lượng sức lực dùng vô cùng nhiều. Emo nhảy vòng tung cũng được 3 thành viên. Tắt đèn nhảy vào người của Kai'Sa. Kai'Sa vào đây bắn liên tục. Levi chưa chém được đối thủ. Levi đã chém được đối thủ và thành viên bạn cùng tiếp theo là Kia'Sa liên tục khác. Triple kill. Chết cho Kia'Sa và quét sạch. Chết cho Gam. Esports. Nhịp đánh của Gam Esports là vượt trội hơn rất nhiều khi mà Hatchmate đã băng vào hơi sớm. Anh ta mất quá nhiều máu pha thi đấu vừa rồi và Kia'Sa cũng đã có được đủ ngưỡng sức mạnh của mình. Các bạn có thể nhìn thấy được pha thi đấu vừa rồi là Levi chọn được đúng nguồn sát thương mạnh mẽ nhất của Team Secret, đó là Ares. Sau khi Orianna đã sử dụng chiêu cuối của mình rồi, lượng sát thương của Team Secret là vẫn là một lượng sát thương dồn vào một mục tiêu với Vi và với Kai'Sa. Nên giao tranh trên diện rộng vừa rồi, Gam Esports là đội có được lợi thế với một chất tướng quá khỏe là một con Smolder đã đủ 225. Khoảng trống bắn dành cho Kia'Sa ở tuyến sau là có. Còn trong khi đó thì Levi nhắm vào đúng người, cộng với việc là Emo dùng một chiêu cuối cực kỳ đẹp. Và giao tranh vừa rồi cả hai bên đều làm rất tốt khi chiêu cuối của Ballet, chiêu cuối của Ares cũng chồng vào sớm và đẹp. Nhưng lượng sát thương của họ chồng vào là không đủ, vì Taki tôi nghĩ rằng anh ta bắn không được quá nhiều trong pha giao tranh tổng đó. Chứ nếu như cái lượng sát thương đầu ra của Taki là ổn định ở trong pha giao tranh rồi thì biết đâu đó Gam đã gặp thất bại. Nhưng không, Gam đã hạn chế tốt toàn bộ lượng sát thương của Taki bằng khả năng chơi từ Emo, từ Levi, và họ đã gỡ hoàn toàn thế khó sau pha giao tranh vừa rồi. Họ rút ngắn khoảng cách và tiền, thậm chí là bây giờ họ đang vượt lên dẫn trước so với TS, cộng với việc họ ngắt nhịp linh hồn rồng của TS. Thậm chí trước đó họ còn không hề để mất bất cứ một cái gì trước thềm của khu vực hàng đồng để giúp cho chiêu cuối Emo. Tôi muốn khen Emo rất là nhiều, thì Emo chính là người tỏa sáng. Anh ta có một pha R3 người, trong đó có cả Taki, đã giúp cho Gaspard có được một lượng sát thương rất lớn. Và từ đó việc một Kia'Sa có thể khạc được là chuyện đương nhiên với cái khả năng dứt điểm đối thủ đến từ con bài Smolder này. Và chính sự thành công này đã giúp cho Gaspard không chỉ dừng lại ở một con rồng mà bọn họ có được một pha quét sạch. Và lượng tiền của họ đồng ý giai đoạn này vẫn đang ngang nhau, nhưng với một đội hình về lay, cái nguồn kinh tế ngang nhau là một lượng kinh tế hơn đến từ Gaspard. Pha giao tranh vừa rồi là pha giao tranh có thể làm ví dụ cho cái combo mà Nocturne cộng với Nico là đẹp đến mức độ như nào, khi mà Levi hoang tưởng trước và Emo chọn được một thời cơ, anh ta bấm cho mình là cái đai tên lửa Hextech lao vào sử dụng nổ hoa, giữ chân được càng nhiều thành viên càng tốt, bởi vì anh ta biết đằng sau mình sẽ có sát thương, có Easy Love hồi phục lại cho anh ta, nên anh ta không dễ bị nằm xuống. Đội hình của Gam, đội hình đánh rất khỏe từ trước ra sau, trong khi đó đội hình của Team Secret phải là tách lẻ một người ra mới dứt điểm được. Nắm đấm, dịch chuyển có, tắt đèn có, và Emo bây giờ đang tự đưa mình vào trong tư thế nguy hiểm bên phía của Team Secret để xem họ muốn đánh vào người Emo hay không. Thì họ vẫn đặt quyết tâm vào người Emo, bây giờ họ biết tắt đèn đã hết tác dụng, nắm đấm bùng nổ cho sẵn. Emo đang chờ đợi cú đầu hoa của mình, anh ta đang bị gãy vào trong tư thế khó, Emo không kịp nhảy lên và đã phải nằm W không trúng Easy Love. Và Gam Esports họ mất người ở giai đoạn này. Baron liệu được hay không? Hai món chưa hẳn gọi là hai món rưỡi cho Taki. Tốc độ ăn Baron không nhanh lắm, cho nên Team Secret họ chỉ hai lỗi hai cục mà thôi.
bắt buộc phải lùi về mà thôi đến từ bên phía của Team Secret, khi mà họ đã cũng đầu tư quá nhiều tài nguyên để có thể bắt được thành công Emo trong phần vừa rồi. Bên phía của Gam cũng có nỗ lực trong việc là muốn hỗ trợ Emo, nhưng khi mà biết được rằng là Emo cũng sẽ chắc chắn nằm xuống, họ không cố gắng là bung thêm tài nguyên, họ vẫn giữ được một lượng tài nguyên tương đối trên đó. Là do vì sao mà áp lực ngược trở lại để khiến cho Team Secret không thể nào chạm vào con Baron. Cái vấn đề ở chỗ là Easy Love và lại Levi đều đã cố gắng hỗ trợ bằng chiêu cuối rồi. Có một điều đó là Team Secret họ xuất sắc ở cái chỗ họ đợi thời điểm đèn sáng lại, thế là họ lao vào họ đánh luôn. Bây giờ họ biết khả năng nhảy vào đó thì Levi đã hết, thì cái tác dụng đến từ Nico để hỗ trợ cho Levi cũng không còn nữa. Từ đó Nico trong tay Emo nằm xuống mà ta không kịp nhảy lên. Và bây giờ là một giai đoạn mà Team Secret có thể chơi được nha, bởi vì Ares cũng đã hoàn thành cho mình mũ phù thủy Rabdon rồi. Đây là một cái công cụ giúp cho đường giữa của Team Secret có thể dồn sát thương ngay lập tức với những chất tướng chưa có kháng phép và mỏng máu như là Kiaya hay là Easy Love. Đặc biệt là khi mà Kiaya còn chưa lên được cho mình là cái đại bác liên thanh, lúc đấy thì tầm tấn công của Smolder sẽ bị nhỏ đi, anh ta sẽ phải tự đưa mình vào thế khó nếu mà anh ta đứng bên cạnh một con Orianna. Nhưng mà bây giờ thì Kiaya đang chuẩn bị hướng lên đồng hồ để có thể đảm bảo được cái vị trí đứng của mình sẽ có sự an toàn nếu như bị nhắm tới bởi con vi của Hero, và ít nhất bản thân của Kiaya sẽ tự động gọi là chơi mà đang mở đường sẵn sàng cho một pha có thể bắt được đối thủ, nhưng cơ hội đã không còn nữa và tạm thời bên phía của Gavisport sẽ có thể phòng thủ được công trình này khá thành công. Ares giữ chân được Levi lại, thông tin đã cung cấp khá đủ đẩy được ngược về Elio đang bị chính đấm bùng nổ. Emo đang di chuyển tới với tất cả gì ta có, con rồng đang khạc và đang khiến cho lượng máu Hero đang trong tư thế rất là yếu ớt. Levi nhảy vào nhưng không có nhiều cơ sở lắm để đánh tiếp. Hunkbet vẫn đang đứng đỡ lại Ares và Ballet cũng đang phải chạy về lên số 34 băng thành viên rất tuyệt vời. Nhưng nó chỉ là phòng thủ của Ares và tạm thời Team Secret họ sẽ lùi về trong cái đá Gasport. Họ muốn hướng đến cái trụ một khu vực đội giữa hay họ muốn nhắm vào con rồng ở trong giai đoạn sắp tới. Vẫn đang một khi giao vô cùng mạnh mẽ phóng khoáng, móc đã trúng nhưng móc trúng và mở đường qua Hunkbet. Hunkbet vẫn đang cố gắng lùi về, hất tung được Elio sẵn sàng đẩy với cú khô máu. Elio đem kẹt lại và trụ đang bao siêu Elio luôn, nổ qua được nở ra nhảy vào anh rồi bung rất tuyệt vời, rất có được bạn cùng tiếp theo nữa là tôi đang thấy một người bị kẹt lại. Hero nhảy vào tấn công chiếc điểm sớm, Kiya bị hất ngược về rất xuất sắc, nhưng Hunkbet mới là người phải nằm xuống. Kiya được kẹt thêm một lần nữa, anh ta chất điểm được nhưng Taki sử dụng kỹ năng quy và ta cũng kịp chất điểm được Kiya. Đó là 3 đổi 4 có lợi cho bên phía của Team Secret khi mà Taki đã về nhà và Hero giữ được chiêu cuối của mình. Hero đã có một pha vòng ra đằng sau để có thể tấn công tuyến sau của Gam Esports. Trong bối cảnh là Emo cùng với những thành viên khác đang xông lên đằng trước thì Kiaya ở đằng sau mặc dù đã cố gắng gây sát thương nhưng đã không đủ lượng sát thương để có thể dứt điểm những thành viên cứng cáp của Team Secret. Đặc biệt là khi mà Taki đã đến, anh ta sẽ giúp cho Team Secret có được con rồng thứ 3 của riêng mình, và đây sẽ là một ngưỡng sức mạnh cực kỳ quan trọng dành cho Team Secret. Họ sẽ bắt buộc Gam phải giao tranh ở con rồng tiếp theo. Mặc dù là vẫn còn Levi ở đó nhưng mà anh ta không còn tốc biến, không còn hoang tưởng, rất khó để có thể can thiệp vào rồng. Và khi mà Team Secret có được con rồng thứ 3 thì áp lực ở trong con rồng tiếp theo của ván đấu là rất lớn. Kiaya nỗ lực bắn trong pha vừa rồi nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi những lượng sát thương cuối cùng. Tại vì khi mà chỉnh sửa về con Smolder thì lượng sát thương đốt vẫn chưa thể nào đủ dứt điểm. Cho nên đó là lý do vì sao mà anh ta đã phải nằm xuống. Và bây giờ bên phía của Tizit bắt đầu cố gắng kéo lại thế trận. Họ có được khoảng cách về tì, họ có được áp lực về mặt lên rồng. Cứ cho là con Smolder này khỏe, nhưng các thành viên còn lại của Tizit cũng rất khỏe. Tizit bây giờ khỏe lắm, họ đang có chuẩn bị hướng tới bước thêm thứ 3 dành cho Taki. Nhưng Gam Esports họ đang có một kia da rất tốt. Chỉ có điều là bây giờ câu chuyện tiến trước của Team Secret đó lại đảm bảo hơn tí. Hatchback đang càng ngày càng trâu và anh ta đã có vòng sắt cổ tự để có thể khống chế một phần đó cái lượng sát thương hỗn hợp đối với Kiaya, và chắc chắn về mặt tương lai anh ta cũng sẽ có thêm trang bị nữa để có thể khống chế thêm cái khả năng tấn công từ Kiaya nữa. Từ đó Team Secret với tuyến trước của họ cứng cáp như vậy, cái khoảng trống để bắn đến từ bên phía Team Secret là sẽ có. Và chúng ta cũng để ý chuyện này nha, từ nãy giờ Levi hai lần người ta la vào mình hết, chưa có người hỗ trợ thêm. Cho nên chắc chắn trong giai đoạn sau nếu như có thêm một người nhảy vào là hỗ trợ thêm, ví dụ như Emo chẳng hạn, thì tôi cảm giác Gasbox sẽ có thể hướng đến những pha chiến thắng. Còn tạm thời trong khoảng thời gian hiện tại, liên tục những pha giao tranh, Team Secret là đội thắng và quan trọng hết là họ có được lượng tiền hơn. Cái cách lên đồ này của Levi là nhằm mục đích anh ta sẽ lao vào trước và anh ta câu giờ để cho tuyến sau của anh ta có khoảng trống để có thể bắn. Nhưng ở ván thi đấu này thì tuyến sau của anh ta lại cái tầm bắn của nó ngắn hơn so và khó tiếp cận hơn, nên khi mà Levi lao vào như vậy thì chưa có đủ nhịp, mà lúc đấy Emo còn lao vào chậm hơn thì sẽ khiến cho Kiaya và Easy Love ở đằng sau không có ai bảo vệ cả, và như vậy họ rất dễ bị vòng ra sau. Đây là một đội hình đánh từ trước ra sau, nhưng nếu bạn để tuyến sau của mình bị tiếp cận thì cực kỳ khó có sát thương đến từ Gam Esports. Vậy thì Levi sẽ không cần phải vội lao vào. Bắt được không? Hất tung Elio lên hay chàng chưa hất tung Elio, mọi thứ cho mọi người. Elio Kiaya đang chờ đợi cho cú khạc của mình. Tắt đèn tức là Levi cũng đang sẵn sàng cho pha đánh nhau. Và tạm thời hai bên chỉ mới tranh cướp cái khu vực bùa đỏ mà thôi. Muốn nhiều hơn à? Hình như Team Secret họ muốn nhiều hơn.
họ đang muốn tác động vào khu vực hang Baro này với một tốc độ, nó đang ở mức độ trung bình bởi vì thiếu Taki. Và Taki di chuyển vào thì tốc độ sự đẩy nhanh hơn một tí xíu. Và màn thi đấu đang cực kỳ hấp dẫn khi mà Team Secret đang làm tất cả mọi thứ để sở hữu được con Baron ở trong khoảng thời gian này. Kia bay qua bay lại, Barlet đã thấy được, anh ta nhảy vào, ta hất tung được Kia lên. Kia đã bị kẹt lại và ta chưa có nhiều sát thương lắm. Chiêu cuối được mua mọi người Kia, mọi thứ đi đâu mọi người Kia, Hackman được đứng kia. Kia đang bị tách ra và ta đã quay trở lại hất tung được rất hay. Hackman bữa nay tiếp tục giữ càng nhiều càng tốt. Chiêu cuối đến từ Imo rất đẹp, nhìn bên kia lên số 1 cũng đẹp không hề kém. Hackman vẫn đang bơi và ta bơi hết nồi khi mà người máu của ta là người máu tử. Kia chưa bị dứt điểm cho nên Kia vẫn còn kẹt được, nhưng máu hero nhiều quá, ta đấm qua là người đó sẽ được xác định. Elio đang phải bỏ chạy từ kết trúng và không dứt điểm được. Kia vẫn đang taxi, anh ta cần một tí xíu để mới dứt điểm được hero nhưng không thành công. Và Team Secret một lần nữa khống chế được Kia và Gasport. Giao tranh canh chỉnh về lượng máu rất tốt từ các thành viên của Team Secret, họ cứ ở cái ngưỡng máu gần rất thấp, gần ngưỡng máu để có thể dứt điểm của Kia nhưng vẫn là không đủ. Các thành viên của Team Secret canh nhau nhấp nhả và khiến cho đội hình của Gam không thể nào dứt điểm được Kia. Họ có thể dứt điểm được Hatmet với một cái khả năng bằng bổ vào sau, nhưng những thành viên còn lại trong nỗ lực dứt điểm Hatmet thì cũng phải trả giá bằng Imo, bằng Elo. Trao đổi về mạng là có lời, và chưa kể đó, lượng tài nguyên mất đi trong pha giao tranh vừa rồi đến từ bên phía của Gam cũng là nhiều khi họ đã mất đi toàn bộ phép bổ trợ. Còn pha này TS vẫn còn một vài phép bổ trợ. Khả năng tác động đến từ Gam Esports ngay khu vực này nó sẽ tương đối hạn chế. Tắt đèn Levi chưa có Imo, cũng chưa có đổ hoa. Team Secret vẫn đang đặt một cái quyết tâm vô cùng cao. Hackbet đang khá là trâu với khả năng chống chịu của ta đang có. Và ngay tức Baron dành với cái Team Secret, liệu Gam Esports sẽ làm gì đây? Họ không làm được gì. Chiêu cuối không có Quy Mô và Levi thì cái khả năng vào đất Gasport nó quá ít đi. Và vấn đề là họ đã dùng cả ba cái dịch chuyển của mình trong pha thi đấu đấy để cố gắng gỡ lại được một điều gì đó. Nhưng cái khoảng cách đội hình của Team Secret trong pha thi đấu vừa rồi là cực kỳ tốt. Và Gam Esports không thể vào được khi không còn chiêu cuối Levi. Bây giờ anh ta mới hồi lại hoang tưởng thì đã hết cơ hội mất rồi. Một con Baron này sẽ giúp cho Team Secret có thể tẩy nhanh ở đường giữa và đường dưới. Và sau đó kiểm soát khu vực hang rồng, rồng một phút nữa ra. Và đó sẽ là con rồng chung kết để có thể Team Secret có được linh hồn lửa rồng lửa. Và lúc đấy thì lượng sát thương của họ sẽ là cực kỳ vượt trội. Hoặc thậm chí là họ sẽ nhìn vào các thành viên của Gam trong con rồng đó, nơi mà đã đủ ngưỡng sức mạnh từ Taki, từ Ares. Những người chơi chủ lực của Team Secret đã đủ lượng trang bị, và chưa kể Hatmet là một dàn chống chịu tuyến trước tương đối uy tín dành cho bên phía của Team Secret. Và Gam ngoại trừ việc ăn rồng thì họ còn phải cẩn trọng về cái đội hình của mình, không để mất quá nhiều người để tránh một trường hợp endgame. Vì Baron có trên các thành viên của TS sẽ là một cơ sở endgame rất tốt dành cho họ. Elio vẫn đang cấp độ 14 và ta sẽ cần có thêm nhiều trang bị nữa để gia tăng thêm khả năng chống chịu của bản thân mình. Và chắc chắn Elio bây giờ là người phải được đặt rất nhiều những niềm tin về khả năng chống chịu. Nhìn vào cái tuyến trước của Gam Esports, chỉ có mỗi Levi với lại Elio thôi, mà Elio anh ta nằm xuống sớm là coi như Gasbox bị họ bị vỡ tan liền. Không một ai chống chịu nổi được cái làn sóng sát thương được tạo ra đến từ một đội hình này. Nhảy vào tấn công, Barlet bị kẹt lại, Barlet vẫn đang khá khỏe và tạm thời Kia vẫn chưa kẹt được. Hãy nhìn Hero nhảy vào, đấm thẳng vào người của Kia và có thêm người nhảy vào nữa. Đó chính là Levi với cái chiêu cuối của mình. Hero bị kẹt lại với 4-5 người phía kia chiến tuyến. Hero vẫn đang cố gắng bơi. Thác ao rồi bung ra, Kia chắc điểm được Imo nhảy vào, không được hai thành viên lên, đang sử dụng sát trói vào người. Cú hỗ trợ, Barlet đã phải nằm. Kia vẫn đang được kẹt và đây là Hackbet anh ta nhảy vào để chiếc điểm cho một thành viên, nhưng hắc xài Kia giúp cho ta có được cú triple kill. Vẫn là sẽ là qua kill đứng ra và Taki không cẩn thận. Kia mang lại được thêm một cú qua kill cho đối thân của mình nữa. Và ta đang chờ đợi của Benta kill, không có Benta kill nhưng Gam có con rồng. Đó là một pha mà đâm vào hơi quá đến Team Secret. Họ đang có vừa lợi Baron, tôi không nghĩ là họ cần phải giao tranh ở một khoảng không như vậy khi mà Palette vòng ra quá sâu và Hero cũng cố gắng đâm vào Kia khi không có nguồn sát thương. Đội hình này phải đánh xoay xung quanh Orianna với cả con bài Kai'Sa này thì mới chơi được, đặc biệt là nên xoay xung quanh Orianna bởi vì Ares sẽ là một người có được nhiều công cụ để bảo vệ cũng như là xoáy trên diện rộng nhiều hơn. Còn sát thương của Taki sẽ là sát thương đơn mục tiêu, anh ta hoàn toàn có thể chọn mục tiêu để có thể dứt điểm với chiêu cuối của mình, không cần thiết phải lao vào với một pha giao tranh như vậy. Rõ ràng là không hề cần thiết một tí nào cả. Nếu như mà được xem lại pha giao tranh vừa rồi, khi mà đội hình của Team Secret đồng ý là họ mạnh hơn về lượng tiền, về bùa lại Baron, nhưng những chiêu thức, những cái thời điểm lao vào của Hero, của Hatmet, của Palette nó cực kỳ trật nhịp. Người thì lao vào trước, người thì lao vào sau, và khiến cho Gam dễ dàng là định hình đội hình của mình ngược trở lại. Họ tạo được khoảng trống bắn nhanh cho Kia. Và bây giờ Kia sau pha giao tranh vừa rồi, KD đã là 13-2, anh ta đã có được 4-5 món trang bị. Họ sẽ có thể win vào cái điều kiện này để có thể tấn công. Nắm bùng nổ, Easy Love có quá nhiều món, bạn đang sẽ được bung ra và Easy Love nằm xuống.
Đấy chính là điều mà đội hình của Team Secret cần phải làm từ nãy cơ. Đấy là bắt lẻ, bởi vì Hero có thể giữ chân để cho Taki lao vào với chiêu cuối của mình. Và khi bắt lẻ được con Senna này thực ra là rất quan trọng, bởi vì Senna có thể làm chậm và hồi máu trong những tình huống giao tranh. Nó sẽ khiến được Gambit Sport có thể giao tranh được nhiều nhịp. Nhưng khi không còn Senna này thì họ phải làm một điều, đấy là bảo vệ cho Kiaya ở tuyến sau. Nếu không thì họ sẽ không có được nguồn sát thương. Hamad vẫn đang đứng và che toàn bộ những nguồn sát thương có thể vào người của đồng đội mình. Còn Robert Hero cũng đã phát hiện thấy được cái hướng đứng của Levi, cho nên khả năng chủ động từ Gamesport nó đang bị giảm đi tương đối. Không có bất cứ một mục tiêu gì để có thể tranh chấp, đặc biệt là cái trụ thứ hai của mình giữa cũng không còn cơ hội để có thể lấy nữa. Cho nên tạm thời khoảng thời gian này vẫn sẽ là khoảng thời gian để cho Easy Love quay trở lại với khu vực đường và tìm thêm được những linh hồn để có thể gia tăng thêm nguồn trang bị cho bản thân của mình. Nhưng mà với pha thi đấu vừa rồi thì cần phải cảnh tỉnh là Gam nên đánh theo kiểu là nhất xạ tứ vệ. Bốn thành viên của Gam nên xoay quanh Kia-ya thời điểm hiện tại để giúp cho Kia-ya phát huy được tối đa sức mạnh của mình. Những tình huống cắm mắt của Easy Love cần phải có sự bảo trợ của Levi, của Elo thì may ra anh ta mới an toàn được. Còn Team Secret vẫn rất khỏe trong khả năng bắt lẻ với chiêu cuối của Hero, với khả năng bay lượn của Palette, và đó là cơ sở mà Team Secret cần để có thể làm trong những pha tranh tiếp theo, vì thứ họ cần làm là tiêu vào Kia-ya với bộ chiêu thức mà mình có. Cái cách lên trang bị của Taki là muốn có được lượng sát thương ngay lập tức, nên anh ta mới lên cho mình là cái trượng hư vô như thế này. Nhưng nếu mà cái cách lên đồ này mà trong hai pha giao tranh nữa mà Team Secret không có được lợi thế thì nó sẽ yếu hơn rất nhiều so với một cái mũ từ mũ phù thủy Rabadon ở trên người con Kai'Sa. Khi có mũ thì bạn có thể chuyển hẳn sang là một Kai'Sa cấu rỉa được, khi những cái tia truy kích của bạn sẽ rất là đau. Nhưng ở thời điểm hiện tại nó vẫn sẽ phục vụ cho việc là bạn lao vào, bạn dứt điểm đối phương, kích nổ nội tại hai lần thì Kai'Sa sẽ cực kỳ khỏe. Kia-ya tầm này bao nhiêu stack rồi nhờ? Với việc ở trong giai đoạn hiện tại đã 346 chỉ số lính 465. Một con số khổng lồ đến từ Kia-ya ở khu vực đường trên thì chắc chắn là bây giờ mọi nhiệm vụ ra Gaspot họ sẽ bảo vệ cho mình được Kia-ya. Đôi khi tắt đèn Levi cũng sẽ không dùng để có thể lao vào tuyến sau nữa. Anh ta sẽ dùng cái tắt đèn để có thể nhảy vào hỗ trợ cho Kia-ya có thể được tỏa sáng. Và trước khi đến, Imo cũng tương tự giống vậy, có nổ hoa sẽ chắn cái tuyến sau của bên kia chi tuyến để nhằm mục đích là hạn chế càng nhiều thứ động được người Kia-ya càng tốt. Nhưng mà bây giờ thì bên phía của Team Secret vẫn thể hiện rõ được cái lợi thế của mình đang có về khoảng cách về tiền so với đối phương. Họ đang kiểm soát rất tốt tầm nhìn ở quanh khu vực hang Baron, và Gam đang không có quá nhiều tầm nhìn. Những tầm nhìn họ cắm được là sâu bên trong phần rừng của mình mà thôi. Và việc khởi động Baron với tốc độ ăn của Kai'Sa có thể là chớp nhoáng khiến cho Gam gặp bất ngờ. Gam cần phải thật sự cẩn trọng với điều này. Họ cần phải cẩn trọng, đặc biệt là Kia-ya cần phải cẩn trọng ở ván thi đấu này, bởi vì chỉ cần anh ta nằm xuống thôi, có lẽ hy vọng cho Gambit Sport ở trong ván đấu này sẽ chấm dứt khi anh ta đang là nguồn sát thương chủ lực và cũng như là niềm hy vọng gần như là duy nhất của họ, khi mà Nocturne ở giai đoạn này đã không còn có quá nhiều tác dụng nữa. Một con Nautilus chỉ có thể chống chịu mà thôi, nó không phải là quá khỏe như ở thời điểm này khi đã có được nhiều xuyên kháng hơn đến từ Ares, đến từ cả Taki nữa. Gam đang bị một vòng lẩn quẩn ở ngay bờ sông mà không có con mắt nào. Họ chỉ có con mắt cắm ở ngay chỗ đằng chỗ họ đứng mà thôi, chứ ngoài ra chúng ta thấy rằng là không có bất cứ một con mắt nào ngay khu vực bờ sông cả. Điều này là giúp cho Team Secret họ có thể vịnh vào các tớ một rồng để đánh nhau được. Đối thủ thì mới 2 rồng, bọn họ có 3 rồng, cho nên sự lựa chọn nó sẽ tùy bên phía Team Secret mong muốn. Còn Gambit Sport, nhiệm vụ của họ là làm sao giúp cho Kia-ya có thể thở để khạc là được. Bây giờ Gam chỉ có đúng một mình gọi là Kia-ya Sport rồi đó, bây giờ chỉ có thể thi đấu và đánh xoay quanh Kia-ya giúp cho Kia-ya khạc càng nhiều càng tốt mà thôi. Bây giờ thì với tình huống di chuyển thì ít nhất là Gam đã kiểm soát lại được một chút tầm nhìn ở quanh khu vực hang Baron, nhưng rồng cũng sắp ra. Đây là lúc mà Gam cần phải cân nhắc rất nhiều, và TS cũng là như vậy. Nếu như họ bỏ hẳn con Baron để có thể lấy được linh hồn rồng thì biết đâu cũng là cơ sở bật ngược trở lại dành cho Gam. Chiêu cuối được bật mọi thứ cho mọi người, Kia-ya lên sắp bóng, Kia-ya bốc hơi rồi. Khi mà đây Levi nhảy vào đổ qua được bung ra 4-5 người, nhưng sát thương đâu ra hiện tại đang tương đối bị hạn chế. Taki đã bị dứt điểm, Ares đang phải tốc biến bỏ chạy tại 19 cái lần, giết tất cả mọi thứ để có thể khiến cho Ares phải nằm xuống. Có quá nhiều sự hỗ trợ, Ares vẫn đang có một lượng giáp ảo khá là nhiều, nhưng Gambit đang bơi, con tướng lỗi nhất của game đang bơi, và Gambit vẫn đang tìm thấy được Elio. Anh ta đang làm chậm, anh ta hấp tung được Elio lên, Levi chém thường được, nhưng hãy xem Gambit vẫn đang tiếp tục tỏa sáng. Hero đấm thẳng được một người đối thủ và tất cả là dứt điểm được bạn không. 21-16, Team Secret có con rồng. Ăn rồng là đúng, bởi vì đây là hai chất tướng theo kiểu đấu sĩ, bạn không có đủ lượng sát thương để có thể phá đi trụ của đối phương, nên bây giờ ăn rồng để đảm bảo cái lượng sát thương của mình vẫn sẽ có với cái linh hồn rồng lửa là tốt hơn. Đó là một pha giao tranh cực kỳ tuyệt vời của Team Secret khi họ dồn được vào ngay Kia-ya khi Kia-ya không kịp bấm đồng hồ. Rõ ràng khi mà Kia-ya không kịp bấm đồng hồ và không kịp dùng bất kỳ điều gì cả thì Team Secret có lợi thế hoàn toàn trong phần còn lại của pha giao tranh. Nỗ lực của Levi là nhiều để có thể dứt điểm lại một vài thành viên để khiến cho Team Secret không có được Baron, nhưng khi mà Kia-ya không còn thì lượng sát thương đầu ra của Gam rõ ràng là đã bị hạn chế đi rất nhiều. Hackback nổi lên như một con quái vật ở trong pha giao tranh, ở phần còn lại của pha giao tranh, và bây giờ Team Secret tận dụng thời gian hồi sinh chưa kịp của Levi, của Elo, họ đang khởi động vào khu vực hang Baron.
Levi là người nằm xuống cuối cùng ở trong tình huống vừa rồi thì phải, nếu như tôi nói không nhầm, nó khiến cho khoảng thời gian của Levi đang tương đối chậm. Kia sẽ phải lưu ý bởi vì bộ combo chiêu cuối combo của mình phía tên Team Secret nó đã đầy đủ hết. Kia sẽ cần phải suy nghĩ đến câu chuyện đó. Barret đã phát hiện thấy được Kia vẫn đang khàn. Baron vẫn đang và cắt từ Gasbox tắt đèn lao vào đến từ Levi để có thể cứu vãn được con Baron này được hay không để Hero quay ra lại đấm. Đó là Kia với con Baron nhảy vào đó để tấn công chiêu cuối được bật lên. Emo đã bị kẹt lại, Emo vẫn đang quán thở. Kia vẫn đang tiếp tục khàn. Kia bay vào phía bên phải để ta có thể khàn tiếp. Hatmet không còn nhiều máu, Barret không còn nhiều máu. Hatmet đã sẽ đi cùng với Barret trong giai đoạn này. Anh ta đang cố gắng bơi, anh ta sử dụng khuôn mẫu người Kia phía bên này. Taki đang giữ chân Kia lại. Easy Love đang nhảy vào hỗ trợ và Kia khạc được. Kia Esports ở trong ván thi đấu thứ hai này. Nhưng mà vấn đề là bên phía của Team Secret vẫn còn giữ lại được hai bùa lợi Baron và họ đã ăn con rồng trước đó rồi. Baron, nên ở thời điểm Baron này Baron được cướp bởi Kia. Thì thực ra đấy là một pha mà bây giờ Gam có thể tận dụng cái bùa lợi Baron này để đẩy vào tường giữa khi không còn người phòng thủ nữa. Và lúc này Levi đang tìm đến Taki và có cả Elio ở đây. Đánh rằng lượng sát thương của Taki là lớn thật đấy, nhưng đây là hai chất tướng có thể chịu được một hoặc hai nhịp tấn công của anh ta. Họ sẽ muốn dứt điểm. Họ muốn dứt điểm được không? Levi đang bị bắn, Levi được tấn công có ám sôi rồi đang có thể hỗ trợ. Đây là thủy lô thầm nhiệt khắp tung lơ và đã nhảy vào đây không thể hỗ trợ được. Kia vẫn đang liên tục lập công. Và đó là màn gục tiếp theo dành cho Kia rồi. Bên phía của Gam lật lại hoàn toàn trong tình huống Baron đó. Nhịp chồng đam là cực kỳ tốt. Họ nhìn 1.800 máu Baron và Kia dùng chiêu cuối, Levi dùng trừng phạt và khiến cho tình huống trừng phạt cuối cùng đến từ bên phía của Team Secret là thất thế hơn hoàn toàn so với lại Gam Esports. Rõ ràng là họ đã set up từ trước cho cái chiêu cuối của Kia bay thẳng vào và vị trí đứng góc bắn của Kia là quá tuyệt vời, một bức tường quá an toàn để Kia có thể thả xe hư. Và khi mà Kia đã hoàn thành trong việc là làm mềm những thành viên của Team Secret thì các thành viên còn lại của Gam dễ dàng trong việc là dứt điểm những thành viên còn lại. Và Hatmet pha này thì không có nghĩa là cúng mạng theo cho Kia cả. Vấn đề là các bạn có thể nhìn thấy khi mà con Senna của EZLUB Ares bị bắt lại và không thể hỗ trợ thêm cho ta lợi sắp ông đẩy được Emo vào trong một lượng máu khá khá. Emo vẫn có thể thoát được và ta vẫn đang thở được. Còn trong khi đó không có Ares, không có lợi sắp ông. Team Secret lấy cái gì đây đánh đây? Khó. Kia đang bắt đầu khạc từng hơi thở của mình vào toàn bộ đội hình của đối phương. Và người đang phải lùi ra là Asmet. Còn Baron nó vẫn đang tiếp tục hiện hữu. Nó còn khoảng 50 mấy giây nữa nó mới mất. Nó giúp cho Gamesport với tư thế đông người hơn. Họ sẵn sàng cho một tình huống endgame. Levi đã máu đã đủ dày để chống chịu trong giai đoạn này rồi. Kia vẫn đang tiếp tục khạc Huxley và làm tất cả mọi thứ lung tung bang để có thể khiến cho hai trụ bộ vệ nhà chính sẽ phải nổ. Hero sẽ làm gì đây và hất tung không trúng ai tới Hatmet. Hatmet nhảy vào giống với người Kia. Emo đang nhảy vào. Taki mất quá nhiều máu. Giải chiến chúng tôi không cứu được Taki. Hero nhảy vào. Nổ qua được bật ra. Khô máu được bật ra. Kia vẫn đang bị đẩy mình trong tư thế khó. Ta e và ta chạy ra được. Hatmet hết khô máu là hết vì. Và Hatmet đang trong lượng máu quá đổi. Nó lai vào người của Hatmet. Barret bị Huxley chết. Và đó là chiến thắng ai không cho Gam Esports. Ván đấu thứ hai và Gam vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0 với một màn gánh cực lực của Kia. Với con Smolder này đã có thời điểm họ gặp những khó khăn, đã có thời điểm họ bị gặp bất lợi so với Team Secret khi mà TS họ có được linh hồn rồng nhưng không, Kia cướp được Baron và một con Smolder với một cái lượng long hồn rất lớn cỡ tầm 500 gần 600 gì đó đến từ Kia thì chấp 10 linh hồn rồng lửa Kia vẫn có thể gánh được ngược trở lại dành cho bên phía của Gam. Thực ra chấp 10 linh hồn rồng lửa thì hơi quá cả, nhưng mà khi mà các bạn có thể để ý hai ván thua của Gam Esports trước Viking Esports, Kia đánh gì? Kia đánh Vi, Kia đánh Rek'Sai, những chất tướng đấu sĩ, những chất tướng không thể gánh team. Nhưng ở đây các bạn có thể nhìn thấy khi mà Kia đánh sát thương thì nó khủng khiếp đến mức độ như nào. Khả năng chọn vị trí của Kia tuyệt vời, khả năng chọn mục tiêu để gây sát thương cũng là cực kỳ tuyệt vời. Chỉ có duy nhất cái pha ở đường giữa đấy thôi là anh ta không kịp bấm đồng hồ nên ta nằm xuống và Gam Esports vỡ trận. Còn tất cả các pha giao tranh khác Kia làm hoàn hảo. Cái pha đó là Team Secret quá hay rồi, tức là họ trồng CC không cho một cái khoảng trống để cho Kia có thể bấm được đồng hồ. Còn nếu như có những cảm giác 0.5 giây là đủ để cho Kia có thể dấn được đồng hồ, bởi vì ta biết thời điểm đó ta chỉ việc spam vào cái nút con số mà ta chọn cái món trang bị đồng hồ đó thôi. Nhưng cuối cùng Kia là người đã rất thành công cùng Lega Sport để có được một chiến thắng 2-0 ở trong giai đoạn hiện tại. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bàn phân tích để xem họ nói gì về Kia. Vậy là Gam Esports của chúng ta đã thành công vươn lên trước 2-0 trong cặp BO năm nay. Và đây là một ván đấu dài hơi hơn hẳn so với ván đấu đầu tiên đúng không ạ? Khi mà cả hai đội gần như là chạm ngưỡng 40 phút. Rõ ràng khi mà pick spoiler thì một ván đấu dài hơi là điều mà chúng ta không thể nào tránh khỏi được. Nhưng cái ý đồ đến từ các thành viên của Gam Esports đã thực hiện một cách thành công khi mà họ để cho Smolder đứng trên đối đầu với Kassante và farm stack một cách thoải mái. Tôi nhớ là tầm khoảng 20 phút đã gần, 17 phút là gần 200 stack rồi. Và thực sự thì con bài Smolder đã phát huy tối đa tác dụng. Lượng sát thương của anh ta nếu cộng nhanh thì chắc chắn là hơn 4 người kia cộng lại. Thì đây phải nói là một con số vô cùng khủng khiếp đến từ Kia.
khi mà một cái ván đấu mà bản thân của anh ta thật ra bị cấm trại ở khu vườn trên, bị tấn công. Nhưng cái điều đúng như anh Lâm nói, nghĩa là tạo được cái thế ở khu vườn trên dành cho Kiaya Farm. Chỉ số cái long hồn của anh ta nó quá nhiều đi, thì khi bạn vẫn chỉ lính tốt, bạn vẫn có long hồn thì bạn bị hạ gục, bạn vẫn khỏe mà thôi. Đó là lý do mà tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng Kiaya anh ta xứng đáng có được MVP ở trong ván đấu này, khi mà anh chàng này đã thể hiện và trình diễn rất là tốt cái vị trí là carry ở trong ván đấu thứ hai của Gami Sport và giúp cho họ có được chiến thắng. Đây, những cái chỉ số về MVP của chúng ta, KDA là 5.2 và anh ta tham gia vào 87.5% chỉ số tham gia gục. Trong khi đó thì chỉ số lính trên phút là 10.5 và lượng sát thương mỗi phút là 1.738.3 sát thương. Trong khi đó thì anh ta nắm giữ 51.6% lượng sát thương của team, những con số không hề biết nói dối. Tôi nhớ con số nhiều nhất trước cái ván đấu này là khoảng 1.600 đến từ con Smolder mà thôi. Và đây là con 1.700 rồi, thì đây là con số nó rất là khủng khiếp. Khi mà cái ván đấu mà anh ta có rất là nhiều cái multi kill nha, hết triple đến quá tra rồi là double kill, rất nhiều lần mà Kiaya đã được tạo cái thế. Nhưng phải nói đây là một cái ván đấu mà lại một lần nữa, cái lượt lựa chọn cuối cùng đến từ Gam giúp cho họ chiến thắng ván đấu. Ván đấu trước là có Akali, ván này là Smolder. Ừ, đó là lý do mà chúng tôi cũng đã rất là chờ mong để có thể chia sẻ với mọi người giai đoạn cấm và chọn của cả hai đội này. Nhưng mà trước khi đến với phần đó thì xin mời mọi người chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong ít phút nhé.
Xin chào anh em, vậy là chiến thắng thứ hai của Gamin Sport trong ngày thi đấu hôm nay là một chiến thắng cực kỳ ấn tượng với Kia trong tay Smolder đúng không ạ? Và để xem rằng liệu Gamin Sport đã có cái sự chuẩn bị như thế nào hoặc là điều gì đã đưa cho họ đến với lại kết quả là đem con bài Smolder này lên trên khu vực đường trên. Hãy cùng với chúng tôi xem qua về phần cắm và chọn nhé. Rõ ràng Last Pick Smolder đã khiến cho bên phía bên kia gặp khá nhiều khó khăn. Thực ra cái ý đồ đến từ các thành viên của TS đội một đội hình chuẩn form, không có gì cần phải bàn cãi. Đội hình này là đội hình mà chúng ta đã xem từ năm ngoái rồi. Trong khi đó thì Gamin Sport với việc mà họ để cho Smolder đẩy ở cánh trên và cầm tốc hành như này thì anh ta nếu như không có sự can thiệp đến từ người chơi đi rừng bên kia thì anh ta sẽ farm một cách cháy máy và gần như là không có bị thọt so với bên phía bên kia. Nhưng tình huống lên của Hero cũng sẽ chỉ giúp cho Smolder nó chậm đi một chút xíu mà thôi, chứ tốc độ farm vẫn là kinh khủng. Và rõ ràng cái lựa chọn của Gamin Sport là hoàn toàn thành công. Nhưng cũng phải nói rằng việc mà ngày hôm qua thi đấu rất ấn tượng với ba chất tướng đó là Wukong, là Kalista, là Rumble, nó khiến cho ngày hôm nay cả hai ván đấu Team Secret không thể loại vị tướng nào ra được cả. Nếu như họ loại được một bài vị tướng ra, Akali đưa qua bên phía cái lượt 1 để họ cắm, thì ít nhất ở cái lượt 2 khi họ muốn pick center ở khu vực trên họ cắm rắc rồi, thì họ có thể cắm thêm một vị tướng nữa. Và thật ra bắt đầu tôi nghĩ là họ vừa rồi là họ quên đó, khi mà họ nghĩ rằng rắc khu vườn trên của Kiaia đánh rất là thành công, nhưng họ lại bỏ quên Cosmodo của Kiaia khi anh ta mang ra khu vườn trên. Và đó là một sự lựa chọn mà đã khiến cho bên phía của Team Secret gặp rất là nhiều khó khăn. Ừ, và đây là một cái ván đấu mà rất là dài hơi với rất là nhiều những pha tranh đúng không ạ? Khoảng thời gian đầu game chúng ta thấy rằng Team Secret họ cũng là một đội tuyển thi đấu rất là chủ động với những cái pha tấn công và gây sát thương áp lực ở vực đường dưới. Nhưng mà ngay sau đó khi mà con bài Smolder của Kiaia đủ cái khả năng để đạt được ngưỡng sức mạnh rồi thì hoàn toàn là một màn trình diễn của Gamin Sport. Và để xem pha nào sẽ là pha quan trọng nhất ở trong ván đấu này, xin mời mọi người đến với lại Bình Nguyên Khải Nguyễn của chúng tôi nhé. Lại là tôi, biên tập viên Khải Nguyễn thường trực tại VCS Studio, và chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đến với những pha highlight của trong ván thi đấu thứ hai này giữa cuộc đụng độ Team Secret và Gamin Sport thuộc khuôn khổ chung kết nhánh thua. Một ván thi đấu cũng cực kỳ hấp dẫn với nhiều pha giao tranh rất là mãn nhãn, và chúng ta cùng đến ngay với pha tranh đầu tiên. Để cho các bạn khán giả có thể nắm rõ được tình hình thì đây là pha tranh mà Team Secret họ có lợi thế từ trước, và với những tình huống xử lý chiêu thức đẹp mắt đến từ Palette, đến từ Ares. Nhưng lý do vì sao họ không thể giành chiến thắng được bởi vì chiêu cuối của EZW từ trước đó nó đã búp được cho rất nhiều cái lượng giáp ảo đến từ các thành viên của Gamin Sport. Và rồi khi Imo tới với chiêu cuối trúng nhiều thành viên, đòn hồi mã thương cực kỳ đẹp mắt đến từ Gam đã khiến cho các thành viên bên phía Team Secret phải ôm hận. Hãy góc nhìn góc đứng của Hasmet cũng là cực kỳ tuyệt vời. Anh ta đã cố gắng để đưa Levi về vị trí khó với khô máu trên người đã còn sẵn. Nhưng đây là điều mà rất đáng tiếc cho Hasmet khi anh ta đã bị dính một cái hiệu ứng hoảng sợ. Chúng ta sẽ được thấy ngay sau đây thôi. Rất đáng tiếc khi mở đường thành công thì anh ta lại không thể kịp để sử dụng thêm những cái bộ chiêu thức dồn vào Levi. Và sau đó cái góc đứng của EZLove cũng như là Kia cực kỳ tuyệt vời. Không ai có thể chạm vào những anh chàng này cả. Kể cả Palette có đầu tư túc biến thì cũng chỉ chạm được tới Imo và Elio mà thôi. Góc đứng của những xạ thủ bên phía Gamin Sport gần như là chống trải hoàn toàn. Không ai chạm vào người họ, cú xoáy không chạm vào người họ. Thử lôi tầm nhiệt đẹp đến từ Elio, nó trúng vào rất nhiều thành viên của Team Secret. Và khi đòn hồi mã thương tới, rất nhiều những thành viên chủ lực bên phía Gam vẫn còn máu. Và họ đánh cực kỳ thành công, choáng 4 người đến từ Imo, Levi bay vào và khiến cho Tagi không được chơi. Những thành viên còn lại của Team Secret cũng không được chơi khi đây là một con Smolder đã chạm tới 225 sách nội tại rồi. Thì là một pha giao tranh tan vỡ hoàn toàn. Còn đây sẽ là pha tranh thứ hai, nơi mà Team Secret trước đó đã lấy lại được rất nhiều lợi thế và gần như là nắm chắc ván đấu trong tay. Nhưng với một pha thi đấu mà Kia đứng góc đẹp, rồi cả EZLove nữa, một tình huống Levi bay vào cực kỳ nhạy cảm. Cái trừng phạt của anh ta đưa con Baron xuống ngưỡng là 300 máu. Và cuối cùng mẹ ơi của Kia lên tiếng để đem Baron về cho Gam. Và cùng với đó, một tình huống giao tranh mà Kia không bị chạm vào người trong bất cứ một tiếng nào cả. Anh ta bắn thoải mái, EZLove bắn thoải mái, Elio kéo đẹp, dứt điểm từng thành viên của Team Secret 1 và khiến cho những nỗ lực của Team Secret để có thể gỡ gạc lại trong ván đấu thứ hai nó biến mất hoàn toàn. Một pha tranh quá tuyệt vời, và đây chính là cái tiền đề để giúp cho các thành viên của Gamin Sport có thể tiến tới một tình huống endgame ở trong khoảng một vài phút sau đó thôi. Và cũng giống như ván đấu thứ nhất, không biết các bạn khán giả cảm thấy như thế nào về cái ván đấu thứ hai này, và ván 3 các bạn có muốn cổ vũ cho Gam hay là Team Secret thì chúng ta hãy để lại những cái lời chúc để cho hai đội tuyển chúng ta bước vào ván 3 một cách hứng khởi hơn và sẽ chiến đấu với 200% cơ lực của mình. Còn với bản thân tôi thì chắc chắn rồi,
Kia-ya eSports, những mỹ từ mà các vận động viên đã dành cho Kia-ya chắc chắn là xứng đáng cho anh chàng này. Một ván thi đấu mà Kia-ya chơi, tôi không biết rằng đây là 200% công lực hay là 300 nữa, nhưng chỉ biết rằng là Kia-ya đánh quá bay đi với con bài Smolder. Một sự lựa chọn rất tuyệt vời đến từ bên phía của Gam eSports. Và sân khấu đã sẵn sàng rồi, các thủy thủ đã rất sẵn sàng. Chúng ta hãy cùng đến ngay với ván thi đấu thứ 3 giữa Team Secret và Gam eSports. Xin cảm ơn Khải Nguyễn và chào mừng tất cả bạn đã đến với ván thi đấu thứ 3 vòng đấu playoff chung kết danh thua giữa các thành viên của Gam eSports và đội thủ của Team Secret. Tỷ số đang là 2-0 sau màn trình diễn quá đội kinh khủng đến từ 60k RAM của Smolder trong thế giới Kia. DPM của anh ta sát thương trên phút là 1700, và đấy là một con số cực kỳ ấn tượng với một cái quân bài Smolder ở đường trên như vậy. Kia-ya trong ván thi đấu vừa rồi đã làm xuất sắc nhiệm vụ, đấy là gây sát thương, và anh ta gây quá nhiều sát thương. Và bây giờ thì Team Secret đang ở trong là cái thế chân tường rồi, khi mà họ chỉ còn lại là một ván duy nhất để có thể tìm cách là chiến thắng trước Gam, níu lại những hy vọng của mình để có thể tiếp tục bám trụ ở tại playoff của VCS mà thôi. Chứ không, Gam với nếu như mà họ có một chiến thắng 3-0 trong ngày hôm nay thì họ đang thật sự là trỗi dậy để thách thức Viking đang đứng chờ sẵn ở trong danh thắng. Và cấm và chọn quay đã sẵn sàng để có thể bắt đầu. Hai đội đều đã suy nghĩ tới những vị tướng mà họ muốn chơi ở trong phái thi đấu này. Đặc biệt hơn hết là họ sẽ phải suy nghĩ về câu chuyện là Smolder, là Cassante, là Sena. Bộ ba vị tướng này hiện tại đang mang lại những tầm ảnh hưởng rất lớn trong những tình huống giao tranh lớn. Tuy nhiên ở trong ván đấu vừa rồi thì Team Secret cũng có thể nhìn ra được, đấy là Imo đánh con Nico này chưa đủ áp lực và hoàn toàn có thể để cho Imo đánh Nico tiếp được. Mặc dù những cái pha lao vào của Imo là rất đẹp, nhưng sau đó thì lại là cái khả năng gây sát thương không đủ cái tác động đến đội hình của Team Secret, nên họ hoàn toàn có thể suy nghĩ lại. Và lần này Team Secret quyết định họ sẽ đổi sang đội đỏ để có được những lượt counter pick. Họ vẫn giữ nguyên những cái lượt cấm bao gồm là Wukong, bao gồm Kalista, và liệu có cấm luôn cả Rumble như cái cách mà họ đã cấm ở trong những cái ván đấu trước đó hay không. Còn bên phía của Gam thì họ cấm đi, đó chính là Kama, là Tristana cộng với lại còn Varus. Như vậy bắt buộc phải cấm nóc tên từ Team Secret, chứ nếu không để con bài nóc tên kết hợp với TF được chọn quá dễ dàng cho Gam thì họ rất dễ để có thể chơi. Và họ còn phần nào đó bổ trợ được rất nhiều cho những thành viên bao gồm Imo, Islop và Elio. Để coi là Gam eSports sẽ muốn vào biết vị tướng nào. Kama đã không có ở trong ván thi đấu này để có thể trở thành một sự lựa chọn ẩn đến từ bên phía của Gam eSports. Thì họ sẽ muốn lấy gì? Họ muốn lấy sớm cho Imo hay họ muốn lấy sớm cho Levi? Rồi, họ muốn lấy sớm cho Leo trước họ sử dụng Nautilus để nhằm mục đích là tạo ra một cái thế Senna và khiến cho bên phía TSG sẽ cần phải suy nghĩ tới cặp đôi Senna và Tamke ở khu vực dưới. Nhưng mà vẫn còn Lee Sin, vẫn còn Volibear, những chất tướng mà Levi có thể chơi được, dù mất Wukong, dù mất Nocturne cũng không sao cả. Anh ta vẫn còn đó con Rell với một tỷ lệ thắng cực kỳ khủng khiếp, nên đây vẫn là một đội hình mà Gam eSports hoàn toàn có thể tùy biến được. Vấn đề của Team Secret là gì? Họ vận hành Rumble chưa thực sự hiệu quả. Mặc dù Hazmat sử dụng vị tướng này cũng rất là tốt ở giai đoạn đi đường, nhưng về giao tranh thì Rumble của Hazmat không hiệu quả bằng Rumble của Kia-ya. Đấy là lý do tại sao mà Gam không cần phải ưu tiên con Rumble, bây giờ họ vẫn có thể lấy được, và thậm chí họ lấy được cả Akali dành cho Imo luôn. Như lúc nãy chúng ta thấy là tác động của Imo với con Nico là chưa đủ, bây giờ sẽ là Akali. Akali nó hợp lý hơn. Bây giờ chỉ có một cái vấn đề là Akali đi với lại rừng nào thôi. Đó là cái mà tôi mong chờ. Thật ra nói về mức độ cơ động thì đồng ý với lại anh Dương, đó là có Lee Sin được có thể gắn vào trong cái combo Akali với lại Lee Sin. Nhưng bị cái combo này hơi bị thiếu khống chế để có thể khiến cho đối thủ mất nhiều cái khoảng thời gian và mất nhiều máu hơn. Có mỗi cái độ lâm cước cảm giác không ổn lắm, cho nên Gam sẽ cần phải suy nghĩ đến câu chuyện đó. Còn ngược lại Team Secret, họ không muốn lấy Senna nữa. Họ cảm nhận Senna và Tamken nó không mang lại sự hiệu quả của bên dưới. Và Ballet cũng không muốn mình sẽ là người carry nữa. Kỳ này sẽ là Smolder và tỷ lệ rất cao sẽ dành cho Taki, bởi vì chúng ta không thấy Hazmat xử lý con bài Smolder này trong xuyên suốt từ vòng bảng cho tới playoff. Nhưng mà bây giờ đã bắt buộc phải đổi qua, đó chính là Jerry dành cho Taki, tại vì ít nhất là con bài này vẫn có một cái độ cơ động tương đối trong khoảng thời gian ban đầu để giúp cho đường dưới đến từ bên phía của Team Secret. Mặc dù phải đối đầu với lại Senna ở bên kia vẫn có khoảng trống dành cho con Jerry, nhưng việc lộ xạ thủ sớm thì cũng sẽ là một cái bất lợi. Họ chọn trước con Rakan. Cặp đôi Virakan vẫn là một cặp đôi rất là khỏe ở trong cái ván đấu vừa rồi. Thật ra Team Secret họ đánh không sai trong khoảng ban đầu, họ vẫn vận hành đội hình của mình rất tốt, chỉ là cái biến số mang tên Smolder là quá lớn, cho nên họ vẫn giữ nguyên điều đó và họ sẽ hạn chế đi biến số của Smolder.
bây giờ cầm Jack của Kiaya hoặc là của Jack của Levi đi dừng thôi. Nhưng mà như tôi đã nói thì vẫn còn Lee Sin, vẫn còn có con Rell, hai chất tướng mà tỷ lệ thắng cực kỳ cao của Levi rồi. Và thậm chí Team Secret có lẽ sẽ phải nghĩ đến việc là cấm luôn cả một con Twitter Fate nữa, bởi vì với phong độ cao này của Kiaya thì chúng ta sẽ không thể biết được người ta sẽ làm gì với một chất tướng như vậy. Và khi cấm Twitter Fate, vẫn còn đó Kasate, vẫn còn đó Rayatong, vẫn còn đó Aatrox, vẫn còn đó Rumble, rất nhiều tướng của Kiaya. Cái game đấu vừa rồi thì chúng ta thấy được rằng là Taki cảm giác là anh ta không tính tay lắm với con Kai'Sa, cho nên bây giờ Gam cũng không ngần ngại con Kai'Sa, họ sẽ cắm đi những con như kiểu là Jerry chẳng hạn, và thậm chí là cả Seiya luôn. Còn phía bên kia thì Team Secret rất rõ ràng, khi mà đó là Akali ở khu vực giữa, họ cần một sát thương bên trong khu vực rừng dành cho Levi đến từ Gam, cho nên Team Secret sẽ hạn chế đi những vị tướng sát thương vật lý bao gồm Lee Sin, bao gồm Zack nằm trong tay của Levi. Điểm đặc biệt hiện tại của Team Secret là họ được quyền chọn trước ở trong phase 2, cho nên là họ có thể suy nghĩ tới một smolder cho Taki để có thể Taki farm được. Điều này sẽ giúp cho Team Secret ít nhất là về lay sẽ có một con tướng gì đó để vịnh vào, và khoảng thời gian đầu thì sát thương đã đảm bảo với một hero VV và sau đó là một Orina trong tay của Ares rồi, cho nên Team Secret đã suy nghĩ tới câu chuyện đó. Còn ngược lại, bây giờ cái mà Gamesport sẽ muốn hướng tới là nửa cánh trên của họ phải thắng. Nửa cánh trên họ thắng thì một hồi sau Easy Love mới dễ chơi. Và đặc biệt hết là Akali trong tay Kimo cũng sẽ cần phải đẩy nhanh cái ngưỡng trang bị của mình để có thể đánh được vào cái tuyến sau của Team Secret. Cái tuyến mà từ đến giờ mức độ cơ động nó đang chưa thực sự là nhiều dành cho Orena. Và đã có thêm Seiya nữa, nó sẽ giúp cho Team Secret đẩy nhanh được thêm cái nguồn sức mạnh ở trong giai đoạn sau. Có vẻ như Team Secret đã suy nghĩ là nên chọn Seiya, và Gamesport thì lại khá là e ngại quân bài Twitter Fate này, bởi vì họ vẫn muốn đánh Smolder đứng trên. Đó là một lựa chọn mà có lẽ là Gamesport tin tưởng ở thời điểm hiện tại, khi mà họ nhìn thấy là Easy Love đánh thủ rất là tốt, anh ta sẽ là người hỗ trợ đằng sau cho cái đội hình này. Và như vậy thì không, vẫn sẽ là một đội hình mà với con Rumble thương hiệu của Kiaya, tỷ lệ thắng của Rumble trong tay Kiaya ở vòng playoff này đang là 100% nha. Bởi vì ở trong giai đoạn hiện tại Smolder lộ, nhưng mà bên kia thật ra còn một số vị tướng tay dài để đi với lại con Smolder. Nó sẽ khiến cho cái khả năng ảnh hưởng đến từ Kiaya ở trong khoảng thời gian đầu như là khi đối đầu với Kassate nó không có. Điều này sẽ giúp cho phía Team Secret có thể khai thác nhiều hơn và có thể khống chế được con bài Smolder này tốt hơn. Cho nên chuyển sang Rumble, một vị tướng tổ, một vị tướng phủ đầu của Kiaya, nó vẫn sẽ đảm bảo hơn một tí xíu. Còn Team Secret đáp trả ngược lại, họ vẫn sẽ là dây thôi, tại vì một là dây, hai là một vị tướng nào đó mang hướng đấu sĩ một tí xíu để có thể giúp cho bên phía Team Secret có nửa cánh trên chơi được. Họ cũng sẽ y chang như Gasport là nửa cánh trên phải chơi được, thì lúc đó vai trò xạ thủ mới có thể được phát huy. Dây Rumble đây là một kèo đấu tương đối căng thẳng ở khu vực nửa trên bản đồ, và kèo đấu này phụ thuộc điều gì, đó chính là phụ thuộc vào việc người kia đi rừng nào tác động lên khu vực đường trên sớm hơn thì bên đó sẽ là bên có một cái lợi thế rất là lớn. Rumble ở trong khoảng thời gian đầu so với dây phía bên kia thì tôi nghĩ rằng là sẽ chủ động trao đổi về lượng máu để kêu gọi người kia đi rừng tiến lên, và cái vòng rừng của Levi có thể sẽ được tùy biến để có thể phục vụ lên nửa cánh trên một cách sớm nhất có thể. Và phía bên kia Team Secret cũng là như vậy, đồng ý con Vi mạnh ở cấp 6 nhưng ở cấp độ 3 mà thôi, cũng có những công cụ để có thể tiến lên găng một con Rumble không có quá nhiều độ cơ động. Và chúng ta đang thấy được một cái cách cấm chọn rất gam, đấy là ba chủ lực, khi mà họ có cả đường giữa, cả đường trên và cả xạ thủ của mình nữa. Easy Love vẫn có thể đóng vai trò chủ lực được, anh ta vẫn làm tốt trong cái việc đứng lùi sâu ra đằng sau để hồi phục những người đồng đội của mình và gây sát thương ở tuyến sau với một con Senna như vậy. Nhưng Rumble Xin Giao với cả Akali sẽ là một cái nửa trên đánh cực kỳ máu chiến của Gamesport. Đặc biệt là Xin Giao có thể chọn cả đường giữa lẫn đường trên của đối phương để can thiệp ở giai đoạn đầu. Và chắc chắn là hai bên đã sẵn sàng bước vào trong cặp trận đấu ván thi đấu quyết định rồi. Đây là cơ hội cuối cùng dành cho Team Secret rồi. Họ còn có 3 ván thi đấu phía trước và họ sẽ cần một chiến thắng để có thể có được hai ván thi đấu tiếp theo, nó tinh thần tốt hơn, sự tự tin hơn. Còn ngược lại Gamesport, bây giờ họ đang đội trên cơ, họ đang đội có được một sự phóng khoáng nhiều hơn trong lối chơi của mình. Chúng ta đến với ván thi đấu có thể sẽ là ván thi đấu quyết định giữa Team Secret và Gamesport. Những bước đi đầu tiên của cả hai đội và thời điểm này rõ ràng đã không còn bất kỳ một bài vở nào phải giấu từ Team Secret nữa, vì họ đã không còn bất kỳ cơ hội nào thử nghiệm nếu như họ để thất bại ở trong ván đấu thứ ba này. Còn bên phía của Gam thì đội hình của họ, tính chất của họ đã phần nào đó trở về với đúng tính chất của mình. Họ chọn được Rumble dành cho Kiaya, họ sẽ đánh mạnh và sớm hơn ở trong khoảng ban đầu so với lại một con Smolder ở trong ván hai trước đó. Và bây giờ với cái thiêu đốt trên người Kiaya thì Hazmat sẽ gặp rất nhiều vấn đề ở trong giai đoạn đầu của ván đấu như thế này. Hazmat sử dụng chinh phục cũng dễ hiểu thôi, anh ta muốn có những tình huống lao vào all in và cố gắng hồi phục lại với cái chinh phục này. Chứ còn ở giai đoạn này muốn chơi tới với Kiaya là cực kỳ khó. Tuy nhiên khi mà Kiaya cầm thiêu đốt, rõ ràng là Levi trước cấp độ 6 sẽ lên đây phải 3-4 lần.
những tình huống tham gia giao tranh tới hai bên nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Đặc biệt hơn hết là khoảng thời gian giữa bảng thi đấu, khi mà Jay với lại Rumble sẽ có thể phát huy được tác dụng với những món trang bị của bản thân mình, thì lúc đó Team Squid và kể cả Gaspard sẽ rất tự tin. Mấu chốt bây giờ là ai là người ăn mạng trước mà thôi. Những tình huống di chuyển tới Rikia và kể cả Levi để tạo ra những cái nguồn sáng nhất định, giúp cho Levi có được một sự tự tin để cướp rừng ngay từ giai đoạn sớm, khiến cho Hero nếu như ta chạy lên mà ta không được gì là ta sẽ bị lỗ thời gian. Tất nhiên là với tình huống tiến vào cắm mắt đến từ bên phía của Gam thì phần nào đó họ giữ được cho thông tin vòng đường của mình vẫn an toàn từ Levi. Con mắt này tôi cảm giác là chưa đủ sâu từ bên phía của Team Spirit, tại vì họ có thể chưa biết được rằng là Levi đang đứng trong phần rừng của họ. Họ đang thật sự là bị outplay bởi vòng rừng đầu tiên mà Levi tạo ra. Và Hero có mặt ở khu vực này, anh ta phát hiện rằng là mình bị mất bãi chim rồi và Levi sẽ cần phải lùi về. Hero chủ yếu là chạy lên để giữ cái bùa đỏ dành cho bản thân của mình. Anh ta đang uy hiếp vào cái vị trí đứng của Levi và anh ta đang cản cái vòng rừng toàn bộ dành cho Levi hết. Và Hero đang tạm thời thành công, ít nhất giai đoạn hiện tại anh ta giữ được cái bùa, anh ta không để cho đối thủ có được cái bùa đỏ. Từ đó cái khoảng thời gian mà Levi có được tới giờ nó chỉ dừng lại ở mức độ bãi chim mà thôi. Levi đang muốn di chuyển đến khu vực đường trên, nhưng vấn đề ở đây là Levi đang bị tốn thời gian. Còn ngược lại thì Hero vẫn đang rất chăm chút, muốn lấy tóc biến Ahmed. Muốn lấy tóc biến Ahmed, Levi nhảy vào tấn công, làm chậm. Và tiếp theo nữa là kỹ năng nghe nữa, bấu bấu như thế này là Ahmed tỷ lệ thua đường quá cao, có thiêu đốt lấy được tóc biến. Ahmed đường trên coi như không chơi được nữa rồi. Chính xác như vậy, anh ta giữ được điểm hạ gục của mình nhưng anh ta cũng sẽ phải biến về ở ngay giai đoạn này khi mà lượng tiền chưa nhiều. Nhưng Levi... Levi tóc biến tiếp triệt để quá. Ê, nhưng mà quả này Levi sẽ phải suy nghĩ kỹ nha, Hero đang chạy ra chỗ bờ sông nha. Levi đã bị phát hiện, nắm đấm bùng nổ qua tường. Và Levi đang cần thêm vài sự hỗ trợ, anh ta đi về cái hướng mà Kia đứng. Như vậy nó sẽ giúp cho anh ta tốt hơn. Nhưng nhờ như vậy mà bây giờ người thắng đường là Kia. Còn đừng, Hero... Đừng. Hero chắc là cướp rừng thôi, đâu có gì đâu. Và bây giờ thì Hero sẽ cướp ngược trở lại phần đường của mình. Rõ ràng là lợi thế có ở khu vực nửa trên nên được cụ thể hóa bằng cách là giúp cho Levi có được cái khả năng xâm lưng và quay ngược trở lại rừng của mình. Nhưng không, hy sinh lợi thế của anh ta để có thể hỗ trợ cho Kia Gia. Và để xem cái việc hy sinh như thế này đến từ bên phía của Gap có thật sự hiệu quả hay không. Chứ tôi thấy rằng là Hero đang vượt trội hơn về chỉ số quái vật rừng rất nhiều so với Levi với vai sinh vừa rồi. Tại Levi định dùng mạng để đổi á, Levi định dùng mạng để đổi qua cái câu chuyện là anh ta chắc chắn đang bị tốn thời gian. Anh ta muốn dùng mạng hạ gục đó để bù qua sức lại câu chuyện kinh tế và cái điểm kinh nghiệm. Tiếc thay là pha tốc biến W Levi nó không trúng vào cái nơi đứng của Ahmed. Cho nên đây là tình huống mà Levi đang hơi bị lỗ tí xíu về mặt cá nhân. Còn trong đó ở khu vực đường trên thì Kia anh ta đang tận dụng khoảng trống mà anh ta đẩy lính để gây khó dễ, hạn chế càng nhiều những thứ Hero có được bên phần sân bên kia càng tốt. Nhưng mà rõ ràng là thế lính rất xấu của Kia nên anh ta mới bắt buộc phải di chuyển ra đây để giúp giải tỏa áp lực của Imo mà thôi. Đó là một pha mà Levi cấp độ 2, có Shiza cấp độ 2 thì cái bộ chiêu thức của nó bị thiếu đi một cái kỹ năng rất là quan trọng. Đó, thế nên là không thể nào mà dứt điểm được Hasmet. Đấy là một pha thi đấu mà nếu mà Levi có được điểm hạ gục của Hasmet là chắc chắn là chỉ là hòa thôi. Chứ còn nếu mà anh ta nằm xuống như anh ta mất rừng như vừa rồi ấy, thì rõ ràng là lỗ dành cho bên phía Gamesport rồi. Đó là lý do tại sao bây giờ ấy, các đường Gamesport phải thi đấu chậm lại, họ phải đợi cho Levi hồi phục lại và ít nhất là có được cấp độ 6 đã. Nhưng mà ngược trở lại thì Hero sẽ là người có được cấp độ 6 nhỉnh hơn hoàn toàn so với đối phương. Ui Imo, quả này Imo chắc mất tóc biến nhờ, Ares còn năng lượng để quy đúp. Rồi, một khi đánh thường hết đến được quy. Đó là một pha mà Ares anh ta phát sóng ở trên đầu, tóc biến lên để cái lệnh phát sóng đấy dính vào người của Imo. Thì Imo sẽ nhận sát thương ngay lập tức và sau đó chỉ cần đánh thường thôi với theo cái tầm tóc biến của Imo là xong. Đó là một pha xử lý cực tốt. Hero hay thế nhờ, anh ta đắm ngay cái thời điểm mà con bùa xanh nó chuẩn bị mất. Và anh ta có được bùa xanh, trong đó Levi chỉ nhảy được mỗi cái ok rồi lùi về đến từ Levi mà thôi. Đây là ván đấu Levi lỗ quá nhiều rồi, anh ta tốn thời gian, anh ta mất cả cái con bùa xanh. Sự chủ động Levi rất đáng để có thể hoàn ngờ. Nhưng Team Secret với 36 bài quái rừng, xin lỗi là 36 con quái rừng đến từ Hero, họ đang dẫn trước rất nhiều. Còn chúng ta hãy trở lại với cái pha solo kill này của Ares ở khu vực đường giữa. Đó là tình huống có nghĩa là Gimpy Tiêu lùi về. Nhưng con lính đó không phải là cái tầm Gimpy Tiêu lùi về tối đa của Imo. Và kết quả tình huống tốc biến dứt điểm của Ares là hoàn hảo 100%. Công nhận pha đó Ares hay thật sự. Tại vì nếu như mà anh ta quy lên kiểu gì Imo cũng sẽ là người tốc biến trước. Cho nên Ares pha đó tranh thủ sử dụng bản thân của mình làm cái lá chắn để gây sát thương. Nó giúp cho Ares có được pha solo kill thành công. Và bây giờ đồng thời nó lại giúp cho Hero dễ chơi quá. Thế này Hero bây giờ đi qua đi lại rồi, anh ta cũng không hề lo sợ tại vì Levi thọt cấp, Imo được không dám solo.
Dù vậy thì Hazmat ở đường trên đúng là hơi vất vả thật khi mà anh ta bị đàn áp đến từ Kiaya, và bây giờ Kiaya cấp độ 6 rồi. Khi mà Kiaya cấp độ 6 ấy, thì đấy sẽ là ngưỡng sức mạnh của Rumble này vượt trội hơn so với Jay. Jay khi bạn lên cấp độ 6 bạn cũng không có được lợi thế nào thêm cả. Bạn chỉ thêm được một điểm kỹ năng bình thường mà thôi, chứ còn chiêu cuối của bạn thì nó lại thiên về cái hỗ trợ bản chất của tướng Jay này hơn. Trong khi đó, chiêu cuối của Kiaya là một lượng sát thương khủng khiếp, có thể kết hợp với cái thiêu đốt trên người anh ta và cái tốc biến để có thể dễ dàng hạ gục được Hazmat. Nhưng mà tập này thì chỉ cần thêm 3 bãi quái rừng nữa mà thôi thì Hero sẽ đạt được cho mình, đó chính là cấp độ 6 để có thể trực tiếp tác động vào các khu vực đường của Team Spirit, đặc biệt là khu vực đường giữa nơi mà Emo chưa hồi lại tốc biến của bản thân mình. Và chưa kể đó, việc không kiểm soát thêm hai con sâu nó giúp cho Hero gia tăng thế tốc độ rừng. Thật ra ở trong những con sâu thứ hai, con sâu thứ ba như thế này á, cái lượng kinh nghiệm nó không to bằng so với con sâu đầu, và Levi bây giờ thậm chí cũng phải gặp khó khăn một chút trong việc là kiểm soát hai con sâu còn lại, phải có sự hỗ trợ của Kia. Bởi việc Ares hiện tại đang thắng ở khu vực đường giữa, nó giúp cho cái việc tác động ở khu vực hang rồng dành cho Team Skin nó cũng khá là dễ. Nhiệm vụ của họ là làm sao để giúp cho Ares bây giờ càng khỏe càng tốt mà thôi. Điều này lại càng dễ hơn, bởi vì Emo đâu dám làm gì, mà ngược lại thì Ares lại muốn làm nhiều hơn. Solo không ta? Kia chờ đợi để xem nào, thả ra mưa tên lửa, nó không đúng cái hướng mà Hazmat ta đi. Nhưng Hazmat bắt buộc phải xài tốc biến, tại vì đó là cái góc để lao điện rồi. Một góc mà Kia đã khép góc, không cho Hazmat về lại với đợt lính của mình. Hero cấp độ 6 đang đứng coi Levi đi đâu rồi. Levi đi vào khu vực bãi người đá, và với việc hiện tại đang áp lực bên trong trụ, cái vốn đánh của Hero nó nhiều quá. Levi không còn Hero đấm đá. Còn rất đúng thật, anh ta đấm đá thật sự. Và Hero đang tiếp tục đấm vào người của Levi. Bây giờ có Leo chạy vào đây để có thể hỗ trợ. Bayard sử dụng điều nhảy tiếp việc, Taki cũng di chuyển tới. Và Team Secret họ lùi về, còn Hero thì sau pha đấm đá đó anh ta bỏ về. Nhưng lại ở việc đó chỉ là áp lực vào phần rừng của Levi mà thôi. Còn pha vừa rồi rõ ràng là một cái cơ hội 10-10 dành cho Hero để có thể tìm cách dứt điểm Levi và kiểm soát con rồng này một cách dễ dàng hơn. Nhưng không sao cả, việc có được vị trí đứng của Levi vẫn giúp cho bên phía của Team Spirit kiểm soát được con rồng đầu tiên của ván đấu. Rõ ràng đây là một ván đấu mà khởi đầu của Team Spirit sáng hơn rất là nhiều so với hai ván đấu trước đó, với lợi thế nó dành cho Hero. Chính xác là như vậy, khi mà lợi thế của Ares ở đường giữa cũng là rất nhiều nữa. Hero ở trong rừng không có nhiều áp lực, rồi đường giữa Akali cũng không xanh, thì nó sẽ là cơ hội để cho Ares có thể tăng tiến sức mạnh, và nó sẽ rất khác so với ván đấu đầu tiên. Nhưng bây giờ thì Levi sẽ quyết định là dồn hết cho carry của chúng ta, đó là Kia ạ. Đây rồi, đang ôm nam trụ, Levi tốc biến bỏ chạy trụ, nó bắn một hit nữa, Levi mém tí nữa là nằm xuống. Những Hero lên. Nhưng mà Levi sẽ cần phải lưu ý nha. Hero đi lên. Hero đang đi lên. Và Levi liệu có bắt hay không? Đây, Hero bây giờ chỉ cần thấy mặt Levi là anh ta đấm túi bụi. Hero đang di chuyển, và nếu như Kia nằm xuống thì hình như là Kia mới là người buồn nhất. Nắm đấm bùng nổ, tả xuống của đồn đang chờ đợi sẵn, tóc biến lên tả xuống của đồn. Kia sẽ phải nằm ở chân đây, nắm đấm bùng nổ, người đồ đang chờ đợi có thể gồng lại. Anh ta vẫn đang đứng để có thể đợi. Lao điện của Kia làm chậm một khoảng thời gian khá lâu, Kia né được rất hay. Một lần nữa Hero đấm vào không khí, và Kia pha này mà thoát thân là quá xuất sắc, quá xuất sắc. Và Kia về được. Đấy là một pha mà Hero cũng biết được rằng là Kia đang đứng biến về ở đây, nhưng Kia vẫn rất tỉnh táo. Còn Hazmat thì không. Hazmat đang bị tấn công, bị hất tung chắc chắn thêm lần thứ ba nữa. Kia cũng chạy vào đây để có thể hỗ trợ, nhưng Kia biết là thời điểm này mình phải về lên trang bị, cho nên anh ta phải đứng lại để có thể xem đối thủ có băng trụ không, rồi ta nhảy vào ta hỗ trợ Levi. Còn trong khi đó, sự xuất sắc của Kia đã khiến cho Hero mất tốc biến, mất thời gian, mất chiêu cuối mà không được lợi gì cả. Và kết quả chỉ dừng lại ở việc đó chính là khiến cho Kia không thể nào đón được quay lính vừa rồi, người đón nó phải là Levi. Nhưng ở khu vực đường giữa thì hai bên cũng đang có những tình huống kèn cự nhau. Lượng mắt cắm ra đến từ bên phía của Team Switch là tốt để khiến cho Gam gặp một vài lần, và Aesop bắt buộc phải có mặt ở đây để hỗ trợ cho Emo đẩy xong được quay lính này. Và vừa rồi rõ ràng là Kia đã độc não hoàn toàn Hero khi anh ta biết được cái hướng nắm của Hero là ở đâu. Anh ta lách về một nhịp, và khi tiếp cận bờ tường thì chúng ta biết chắc chắn là Kia sẽ sống với cái tốc biến còn lại, bởi vì chỉ cần né được cú quy của Hero ở thời điểm hiện tại là lượng sát thương của Hero sẽ bị giảm, khả năng khống chế là không còn nữa sau khi đã tung chiêu cuối của mình rồi. Cái pha câu kéo vừa rồi của Kia lại còn lấy đi được cả cái tốc biến của Hero cơ. Đổi tốc biến của Kia lấy của Hero thì rõ ràng là Team Secret sẽ bị hạn chế đi những cái khả năng tấn công xuống cánh dưới, cũng là như tấn công vào khu vực rừng của Levi. Đây là một động thái gỡ cực kỳ tốt của Gam Esports, nó khiến cho cái chênh lệch về tiền vẫn đang nghiêng ở bên phía của Team Secret, nhưng mà Gam được thở trong những giai đoạn vừa rồi. Nhưng mà cốt điểm mà có lẽ như Levi vẫn sẽ cần phải lưu ý là anh ta vẫn đang bị cái khoảng cách giữa hai người chơi rừng khá cao, và cái góc trống để đánh thật ra nó cũng đang tương đối hạn chế. Ngoại trừ Kia ra thì các thành viên còn lại ở Gamesport đang không có được những thứ mình cần, ví dụ như những bạn hạ gục. Akali sẽ cần hạ gục để có thể dẫn trước Supply Rest. Còn nếu như cứ farm chay như thế này thì anh ta không bao giờ farm bằng số lại cái xe thế dài mà Rest khó được. Chưa kể đến ta còn bị dính một pha solo kill nữa. Đường dưới Senna thì tạm thời đang bị thiếu sát thương. Nó khiến cho Gamesport ở giai đoạn hiện tại, nếu như bây giờ Team Secret mà đi đâu
và chọn cái mục tiêu gì thì họ sẽ phải an nhàn với lại cái mục tiêu còn lại mà không thể nào đòi theo bất cứ cái gì. Imo làm gì thế? Lệnh sấm âm đang đứng bên trong cái bom khói, nhưng liệu là anh ta có sự hỗ trợ, có hắc ám sao rồi đang thể hỗ trợ nhảy vào mọi thứ vô một người Ares, và Ares vẫn thoát đi được. Nhưng với lượng máu này tôi e rằng Imo sẽ cần phải bấm B về và dịch chuyển ra lại rồi. Và cái đợt lính vừa rồi thì cũng đẩy thẳng vào trụ của Gabi Sport, nên thực ra Ares cũng không có vấn đề gì cả trong pha thi đấu này. Levi cũng đang bị đứng trên tầm nhìn và Palette người ta đi ở đây rồi. Cái nhược điểm của cặp đôi Senna với Nautilus đấy là họ sẽ phải bám đường nhiều hơn một chút so với cặp đôi Saya Rakan. Với Saya thì có khả năng tự phòng thủ mình, nên Rakan của Palette có thể đảo đi được. Chỉ có lợi thế duy nhất của Gam là ở đường trên, thì Kiaya vẫn đang làm cực kỳ tốt. Và Kiaya bây giờ phải giữ mạng, anh ta mà nằm xuống một xác là cái đội hình này nó bị phế theo. Cho nên bắt buộc Kiaya phải đánh vô cùng kỹ càng để tránh trường hợp mình nằm xuống quá nhanh rồi sau đó là phải hy sinh. Và bởi vì pha vừa rồi cái mưa tên lửa của Kiaya nó không mang lại hiệu quả, nó khiến cho Team Secret lại đầy đủ người để chơi ở đây. Hackmate đang ở một lượng máu mà ta chơi được và ta cũng không phụ thuộc vào chuối cuối. Và Team Secret sẽ tiến vào khu vực sau này và suy nghĩ đến câu chuyện có được những con sau, hoặc là trước đó họ đang tạo ra những cái bức thềm trước bằng việc là có những con mắt rất chất lượng để hạn chế một phần đó những pha ăn lén của Levi. Ít nhất thì là với cái mưa tên lửa vừa rồi của Kiaya, anh ta hạn chế được áp lực băng trụ từ Team Secret khi anh ta dọn dẹp thành công được đợt lính, và tình huống kéo người lên của Team Secret bao gồm Hero, bao gồm Ballet không đủ để khiến cho Kiaya phải nằm xuống. Chưa kể đó, Levi sẵn sàng backup sau lưng. Kiaya vẫn đang là nguồn hy vọng duy nhất của Gam ở thời điểm hiện tại, khi mà các thành viên bao gồm Levi, bao gồm Imo ở khu vực rừng và đường giữa đang bị thua thiệt hoàn toàn so với lại các thành viên còn lại của Team Secret phía bên kia. Và chưa kể đó, chúng ta nhìn vào Taki, anh ta đang có một ngày thi đấu ở trong ván thứ ba, farm rất cháy máy 131 chỉ số lớn. Anh ta đây là người farm nhiều nhất trên toàn bản đồ. Chính xác như vậy, có vẻ như khi được sử dụng con Saya này thì Taki đang có một ngày thi đấu tốt hơn rồi. Anh ta đã có được hai lớp khiên trụ ở đường dưới này, anh ta có chỉ số lính hơn. Và với việc là để lại một con sâu như vừa rồi thì thực ra Team Secret họ còn hoàn toàn có thể hài lòng thôi, bởi vì bãi sâu thứ hai sẽ không hồi lại được nữa. Bây giờ đã gần đến cái thời gian mà cái con sứ giả xuất hiện rồi, nên sẽ chỉ có sứ giả được hiện ra mà thôi. Và Gam hai sâu hư không cũng không giúp Imo, cho Imo có thể áp lực được đường. Imo có thể bắt lại không đây? Đã sử dụng điều nhảy tiếp viện, bấu một lượng máu nhất định và W vào đầu khi giết nó cũng không trúng. Chắc chắn là bên phía Team Secret đã không thể nào thiết lập được một pha bắt bớ được Imo thành công. Còn đường trên thì sao? Easylab đang di chuyển lên và ý định đến từ Levi ở giai đoạn hiện tại, anh ta đang suy nghĩ tới việc là cướp bùa đỏ hoặc là có một pha đánh lén hỗ trợ rất nhiều để giúp cho Kiaya có thể có được những cái lượng kiểm soát tốt mà không hề lo ngại mình sẽ bị tác động gì cả. Rồng hóa kỵ, rồng thứ hai của ván đấu nó dành cho Team Secret, và linh hồn rồng lửa đây là một linh hồn mà các hai đội đều sẵn sàng vào nhau đại liệt nữa. Nhưng mà HMS liệu có gầm hiểm hay không khi anh ta đang xuất hiện ở khu vực nửa trên chỉ có một mình mà thôi. Chuyển sang nhận búa giải quyết lính chứ nhờ. Vẫn đang chuyển sang nhận búa, gõ được ông này rất hay. Trụ đang bắn vào người của Levi và Easylab dứt điểm được đối thủ. Đó là một pha băng trụ rất cơ bản. Hasmet đã đứng ở trong bụi trước rồi, nhưng mà cái thế vòng ra của Levi là cực kỳ timing rất là chuẩn. Hasmet đã đi ra khỏi bụi đúng cái lúc mà Levi xuất hiện ở sau lưng anh ta, nên ta hoàn toàn không biết rằng rừng của Gam Esports đang có mặt ở đây. Nếu biết anh ta sẽ vòng theo cái hướng đi về trụ hai của mình và anh ta sẽ không làm sao cả. Nhưng không sao, bởi vì về thế trận ở cánh dưới vẫn đang là lợi thế hoàn toàn cho Team Secret. Khi họ ăn được con rồng thứ hai, họ gây áp lực được vào trụ một đường dưới của Gam Esports. Kết với cái pha tấn công vừa rồi thì bên phía của Gam cũng rất là hay, tại vì căn bản là Hackmate cũng đã tỉnh táo trong việc là biết được rằng đồng đội của mình ăn đầu ở khu vực dưới. Không có sự tranh chấp của Gam thì nghĩa là Levi đang lòng vòng đâu đó ở nơi trên, nhưng không, Levi vòng một vòng rất xa và khiến cho Hackmate nghĩ rằng là Levi đã đi về rồi. Nhưng kết quả là Levi vẫn còn ở đó và ta dứt điểm thành công, tiếp tục mài dũa được thành công kia ở khu vực trên và duy trì được đảm bảo điều kiện thắng dành cho bên phía của Gam. Với việc con Rumble đang khỏe như thế này thì một hồi Gam Esports sẽ có một lượng sát thương rất đáng nể. Nhưng có một điều mà từ nãy giờ Kiaya sẽ cần phải lưu ý là mấy pha R của anh ta hình như là chưa đẹp lắm. Chúng ta cứ để ý mỗi lần mà camera lia lên á, kể cả là cái tình huống mà anh ta muốn 1-1 với lại Hackmate, anh ta cũng có một pha R hụt. Cho nên nếu như những tình huống sau mà anh ta R hụt nữa thì những gì mà đồng đội của anh ta đặt vào người của anh ta nó sẽ bị gọi là hủy hoại hết. Cho nên ván đấu này Kiaya sẽ cần phải có những cử chỉ nó phải tinh tế hơn, nó phải chính xác hơn để giúp cho bên phía của Gam Esports có được một lượng sát thương phép rất đáng để phải hoan nghênh. Bởi vì trong giai đoạn này Imo không thể nào so bì được với lại Ares rồi. Ares farm kinh quá, anh ta farm hơn rồi anh ta còn có thêm cái cây đi đẹp hơn nữa. Nếu như để cho cái lệnh sóng âm đến từ Ares mà đẹp một phát thì Gam Esports sẽ rất là e ngại trước những tình huống tiếp theo của Team Secret. Như vậy là sẽ triệu hồi sứ giả để hút vào trụ thứ hai luôn. Họ đang muốn hạn chế đi cái khoảng không để có thể farm của Kiaya. Với việc đẩy nhanh cái trụ này, họ muốn đẩy nhanh cái việc là lấy công trình, giúp cho lượng tiền có thể chia những người đồng đội đang hơi thọt một chút, ví dụ như là Hasmet.
Và cái động thái thả sứ giả sớm của team Swedish cũng là rất tốt, tại vì họ canh được cái thời gian hồi lại của mưa tên lửa chưa kịp của Kia ở trong thời điểm đó. Anh ta không thể là dùng mưa tên lửa để dọn dẹp đợt lính, dọn dẹp sứ giả, cho nên cái lượng máu mất đi của trụ hai là tương đối nhiều trong pha thả sứ giả vừa rồi. Ngược trở lại thì Gam cũng có những cái động thái đáp trả, họ đó chính là tập trung được ba người ở khu vực nửa dưới, lấy được trụ một khu vực đường dưới. Và Hamed ở trong game đấu này tôi cảm giác là anh ta đang hơi khổ, anh ta đang phải là người đánh cánh yếu dành cho bên phía của team Swedish để khai thác ngược trở lại nửa cánh còn lại của Gam. Kia mất tóc biến, Hero vẫn đang dí theo sử dụng chiêu cuối của mình, và Kia vẫn đang kẹt lại, đã bị đấm văng về và cố gắng lẩy sẩy và đến từ Kia nhưng ta không thành công. Ares là người dứt điểm được. Kia đã nằm xuống một lần, hỏng súng quan trọng nhất của Gaswat đã nằm xuống một lần, thì team Secret đang có một cơ hội vô cùng cao để khai thác được những mục tiêu tiếp theo. Chính xác như vậy, còn Rumble là một chất tướng mà ở giai đoạn giữa trận như này, nếu đồng đội của bạn bị bất lợi thì đối phương sẽ đi tìm bạn là rất nhiều. Khả năng tự bảo vệ bản thân của Kia'Ya là không có, anh ta chỉ có lượng sát thương mà thôi. Khi mà gặp Orianna, một chất tướng có thể tạo giáp, và con Vi cũng là một chất tướng có thể tạo giáp ảo như vậy, thì bạn không có đủ lượng sát thương để có thể xuyên qua khả năng chống chịu của đối phương. Đó là lý do tại sao mà Kia'Ya không đổi lại được bao nhiêu máu của Ares cộng cả Hero cả. Anh ta nằm xuống, mặc dù vậy thì cũng chưa có mục tiêu nào để khai thác thêm đến từ team Secret cả. Nhưng đây là ngưỡng sức mạnh của Hero ở thời điểm hiện tại, khi mà anh ta bắt đầu là dùng những cái chiêu cuối của mình để tác động lên toàn bản đồ. Một pha đứng nước bụi rất tốt của Ares ép thành công tốc biến, và khi mà mất tốc biến, Kia'Ya không thể nào thoát được với chiêu cuối chỉ thẳng đầu của Hero nhắm vào người của anh ta. Và Hero rất thích những cái thế như thế này, cái thế mà trụ một ở khu vực được trên không còn nữa, cứ liên tục là đi sâu vào rừng của đối phương. Tại vì thời điểm hiện tại Levi cũng không thể khỏe hơn so với Hero, anh ta không thể nào ngăn cản Hero đi sâu vào rừng của anh ta được. Thế là bây giờ team Secret sẽ có hai sự lựa chọn, họ thoải mái hơn một tí xíu so với Gaswat. Nếu như Gaswat đặt quyết tâm hết vào chỗ con rồng thì team Secret sẽ có được cái trụ thứ hai khu vực đường trên, và ngược lại nếu như Gaswat họ phải làm tất cả mọi thứ để phòng thủ cái trụ thứ hai khu vực trên thì team Secret họ sẽ nỗ lực để có được con rồng đó. Cho nên họ sẽ đưa Gaswat vào trong một tư thế phải chấp nhận với những gì mà họ tạo ra, những gì mà họ mong muốn, và chưa kể đó là những gì mà họ đang gây khó dễ và tầm ảnh hưởng cao trước Gam Esports ở trong giai đoạn hiện tại. Levi từ nãy giờ anh ta rất nỗ lực, nhưng bởi vì anh ta không có những phạm vi để farm và đường thì nó không thắng, cho nên Levi không tổ chức những pha cướp rừng được. Anh ta biết anh ta chạy vào cướp rừng là tê đi bụi, cho nên vì điều đó lượng chuyển sắp farm của Levi đang không đảm bảo được so với lại người chơi bên kia chí tuyến. Và tạm thời thì khoảng thời gian này nhiệm vụ của Levi nó sẽ đơn giản hơn so với thời điểm mà ta sạch bán nguyệt thường để giúp cho Easy Love và kể cả đồng đội của mình là Kia'Ya và Imo có được những góc rộng để chơi. Nhưng mà ở giai đoạn này thì đội hình của Gam Esports đang hơi thiếu hụt cái lượng sát thương vật lý, nên ở thời điểm này thì Team Secret chỉ cần đóng cho mình những cái kháng phép mà thôi. Các bạn có thể nhìn thấy là kháng phép có. Isolus đang bị kẹt lại, bắn người thương được bung ra mọi thứ cho mọi người. Hero đã phải bốc hơi ba đất nhảy vào, và tôi đang thấy một Taki nỗ lực để có thể bắn lợn sống âm hai người rất ngay. Nhờ Death đang bị kẹt lại, sát thương đốt là kích cùng kiếm W đã trụ màn chấm dứt dành cho Levi. Và ngay lập tức Kia'Ya sử dụng thêm vài cú đồ điện, một phát rút lông của Taki đã không thành công. Và Palace nhảy tới nhảy lui được thời hỗ trợ một con bút rất thành công, 500 đồng rơi vào tài khoản Levi bị trụ bắn nhưng ta không chết. Imo sát chiêu ngảo đầu nhất, quy vào người của Palace, sau đó dứt điểm được luôn cả Hamed. Thành công tuyệt vời dành cho team, xin lỗi bạn là Gam Esports. Thảm kinh hoàn toàn dành cho bên phía của team Swedish với một pha giao tranh mà cảm giác như là họ là đội chủ động hơn, nhưng không, bên phía của Gam đủ sức để có thể bật người trở lại, vẫn có khả năng phòng ngự từ các thành viên của Gam bao gồm Elo, bao gồm Levi để có thể ngăn chặn mũi tấn công của các thành viên team Swedish. Và kết quả là Kia'Ya một lần nữa lên tiếng, lượng sát thương đầu ra của anh ta trong pha vừa rồi là vô cùng nhiều, và đặc biệt cuối cùng là một pha tốc biến cuối của Taki đã thật sự là thảm kịch dành cho bên phía của team Secret. Đây là một pha mà Kia'Ya có mặt ở đây nhưng không có Hazmat, không có Ares. Hazmat thì lại quá yếu ớt, và khi mà Hazmat đáp vào giữa đội hình của Gam Esports thì không thể nào phát huy được cái chất tướng của con Orianna này được, khi mà bạn phải đứng ở ngoài. Và Taki đang có một tình huống bị bết chiêu bởi Easy Love, đúng là xạ thủ chim mồi, anh ta mồi được cái tốc biến thu lông của Taki, và sau đó chỉ là băng trụ mà thôi. Khi Elio là một con Nautilus được farm, anh ta băng trụ quá khỏe, và Imo được lao vào double kill Akali. Cái thế này thì gần như là endgame, bởi vì Akali đã bắt đầu xanh lại thì cực kỳ khó chơi cho team Secret. Còn Hero thì đây là ván thi đấu mà anh ta để lại quá nhiều những cái u nhọt ở trong những tình huống thế trận nhờ. Để cho u vào tên con Vi cũng được nhờ, có những pha xử lý nó vui hơn là Vi. Vì tướng vui này từ nãy giờ nó chưa giúp cho team Secret bất cứ lợi thế gì. Những thời điểm then chốt nhất để đấm thì anh ta một là đấm đá, hai là đấm vào gió. Còn những lúc cần thiết anh ta đấm người thì lại là đấm 4-5 người bên kia mà không ai hỗ trợ được. Cái vấn đề đội hình của team Secret là đội hình có một cái lượng sát thương vàng đều ở trên các thành viên như là Ares, như là Taki. Nhưng đội hình của Gam lại là đội hình có khả năng là dồn sát thương một mục tiêu tốt với những bộ combo của Kia'Ya, bộ combo của Easy Love.
Đây là một tình huống mà định băng trụ và thực ra chỉ là áp lực để cho Imo có thể được farm và lấy trụ mà thôi. Nhưng mà đây vẫn là một pha mà Levi cho thấy được cái khả năng cấu rỉa của con Shiza ở thời điểm hiện tại, khi mà có ngưỡng hai đồ vẫn là khủng khiếp đến mức độ như nào. Hero từ rất xa, bây giờ lên đây thì sẽ là 4-2. Cứu được không đây? Ballet đang gặp quá nhiều những bất lợi, một pha cam e rất hay mưa từ lửa bung ra, tỷ lệ chết của Ballet quá cao và ta bị dính một con móc. Elio đang cày nét lên đối phương, tiếp theo là Ares mặc dù sử dụng lời sáu âm nhưng nằm xuống trong vô vọng. Hero đã bị kẹt lại, bị dính cả thủy lô tầm diệt, bị gõ một phát, bị tất cả mọi thứ nó vô vào thì lấy cái gì mà thở. Kết thúc cho Team Secret. Những cái lợi thế mà họ có được ở trong khoảng hiệp ban đầu chỉ với hai pha giao tranh mà thôi, Gam lật lại hoàn toàn và liên tục là những pha giao tranh mà Gam khai thác được rất nhiều mà gục. Chỉ số về mạng giữa hai đội bỗng nhiên đẩy lên con số là 12 và khoảng cách về tiền đã nghiêng về bên phía của Gam. Họ cũng ngắt nhịp lồng rồng và bây giờ là lúc để Gam tìm tới Baron, nơi mà Hero cộng với Ares chưa kịp hồi sinh. Bây giờ với liên tiếp những pha giao tranh mà mạng được dồn cho Imo, thế thì bây giờ bạn có một con Akali cấp độ 14 và gần hai món đồ rồi, bây giờ đánh ai cũng đi. Tôi nói thật, chỉ cần anh ta gặp phi tiêu chúng là anh ta sẽ lao vào bất kỳ một thành viên nào trong đội hình của Team Secret. Họ không có chống chịu thuần ở thời điểm hiện tại, ngay cả Hero cũng chỉ có một chút kháng phép mà thôi. Lượng kháng phép đấy sẽ là không đủ khi mà Imo có thể có được món trang bị tiếp theo. Ballet không thể nào cứu được Baron, và đó là Baron dành cho tập thể đội hình của Gam. Còn trong khi đó các thành viên của Team Secret tiến ra không làm được gì quá nhiều. Và khi mà bên phía của Team Secret họ đã có được một khoảng thời gian đầu thuận lợi, cuối cùng thì bây giờ cái giá phải trả của họ là những mà hạ gục sâu từng đấy và xử lý rất ẩu. Điều kiện thắng của họ là nửa cánh trên, nhưng chúng ta thấy là cặp đôi top rừng của họ đang có những pha xử lý nó không hề đẹp tí xíu nào cả. Người không ba, người không hai, một cặp đôi đang thiếu đi sự tỉnh táo bởi vì sao? Không năm rồi, không ngủ. Và nếu cứ như thế này thì e rằng Team Secret sẽ không bao giờ có thể gây được những lượng sát thương lớn vào cái tuyến trước của Gam Esports, bởi vì đồ của họ đang thọt nặng, rất nặng. Vấn đề bây giờ là bởi vì Haspet đã quá yếu giai đoạn đầu rồi, nên cái việc mà vừa rồi Haspet có đổi lại được cái trụ hai ở đường dưới thì cũng sẽ không tạo được cái áp lực dành cho Gam Esports khi họ có thể kéo 5 người đi giao tranh ở thời điểm hiện tại. Họ biết rằng giao tranh 5 năm bây giờ họ đang là đội mạnh hơn, họ có thể ép được đối phương để ăn những cái mục tiêu rất quan trọng. Họ đã có được con rồng lửa đầu tiên, khi mà ăn được con rồng lửa thứ hai thì lượng sát thương của Kiaya sẽ là cực kỳ tuyệt vời, lượng sát thương của Imo cũng sẽ là cực kỳ tuyệt vời nữa, thì đấy sẽ là cái chìa khóa để Gam Esports thể kết liễu ván đấu này mà thôi. Bây giờ Gam Esports đã có quá nhiều lợi thế rồi, chất đội hình của họ đã hơn rồi. Và chưa kể thời điểm hiện tại thì Hamed, khi mà bên phía của Gam có được Bularon thì sức mạnh của Hamed lại càng bị giảm tải đi. Với những con lính được cường hóa bởi Bularon, khả năng cấu rễ đến từ một con dây sẽ không thể nào phát huy được quá nhiều. Và chưa kể đó, anh ta còn đang đánh ở trong thế phòng ngự, bên phía của Gam dễ dàng chi người và dịch chuyển được đầu tư để có thể đi bắt người. Bắt Imo, dịch chuyển của Elio đã hỗ trợ thêm cho Imo. Imo vẫn đang múa vô cùng dẻo và Hero bị kẹt lại. Anh ta không có cách nào có thể chạy được cả phi tiêu nằm cảnh, giúp gì mà có bài gục. Còn trong khi đó Hamed chuyển sang dạng búa và anh ta mất cả mạng. Khả năng kêu gọi của thành viên bên phía Gam Esports vẫn vượt trội hơn và đang có một tình huống dịch chuyển lên cánh trên để bắt vào Ares. Ây da, mạng hạ gục thứ 5 dành cho Imo hay chăng đây? Rồi, Imo quyết định là dừng lại đây, còn trong khi đó Ares dịch chuyển nó có thể lùi về được. Ít nhất thì anh ta vẫn có thể có góc để lùi về. Pha đó thì Imo cũng không muốn là tạo content khi mà không cố gắng là tìm góc để có thể dùng cái E vào người của Ares và đu theo với cái dịch chuyển của Ares. Nhưng bên phía của Gam vẫn đang có quá nhiều lợi thế. Cái lượng tiền kiếm được từ Baron đang là 3.000 tiền dành cho bên phía của Gam. Và bây giờ họ tiếp cận vào con rồng thứ tư của ván đấu. Họ khiến cho cái linh hồn rồng ở trong ván đấu này không còn bất kỳ ý nghĩa gì dành cho bên phía của TS nữa. Mà nó còn chưa kêu đến, bây giờ đang thua mà đối thủ vớt được 4 con rồng lửa nữa thì thôi, nó thảm họa lắm. Mà thứ kia bây giờ nó có vốn rồi để chơi. Tôi không nghĩ tới câu chuyện là tới con rồng thứ tư của bên phía Gasport ăn được là họ là bên phía Team Secret có thể giữ được tới cái mức độ đó đâu. Hơi khó với những gì mà từ nãy giờ Team Secret đang có, với một nửa cánh trên hiện tại chỉ hai mạng và chỉ hai mạng cho Red thôi. Một chỉ đơn giản là như vậy thôi. Thất thoát quá nặng rồi. Bây giờ nhá, giao tranh của Gam rất là dễ. Kiaya chặn mưa tên lửa đằng sau. Bây giờ bạn đứng lại hay bạn chạy qua mưa tên lửa đấy? Bạn chạy qua thì bạn mất một đống máu. Bạn đứng lại thì Emo lao vào, Levi lao vào, và tuyến sau sẽ là Easy Love, sẽ là Elio. Elio hoàn toàn có thể băng lên với cú kéo của mình, sử dụng thủy lôi tầm nhiệt, và họ sẽ không hề bị e sợ bởi vì hồi phục lại đến từ Easy Love. Ui trời ơi, và vẫn bắt được. Nhưng quan trọng là cái kết quả như thế nào thôi. Vẫn cái này đấm đúng rồi, nhưng hình như đấm vào thời điểm này hơi trễ. Hero, anh ta phải bỏ chạy. Đấm không qua tường và bây giờ đang bị sấy. Anh ta sẽ bị sấy khô 10 trong tình huống này. Thôi rồi,
hai kẻ hai đường thẳng đó thì khó mà né, nó tạo ra một cái chữ V hoàn chỉnh để khiến cho con Vi không thể nào chạy được. Và chữ V đó, và chữ V đó rõ ràng rồi, victory đúng không nào? Victory cho Dragon Esports ở trong ván thi đấu này, một ván thi đấu đã được ấn định. Giờ cái cần là thời gian. Taki bị dính combo và anh ta được tức sử dụng tất cả gì có thể để bỏ chạy tốt lúc lông về, cho nên không giữ chân được ai cả. Palette nhảy vào lên sớm âm được một vài thành viên nhánh chưa đủ để có thể gây được một sự lực lượng. Palette anh ta đang muốn hỗ trợ cho Rez được gây sát thương nhưng nó không bao nhiêu cả. Taki đang có cơ hội, anh ta tìm được mạng chấm dứt. Tôi đang thấy người đang mơ rất nhiều đó chính là Taki, khi mà anh ta đứng anh ta cưng hai và cuối cùng anh ta đã phải nằm xuống. Hackmate cũng nằm theo. Emo đang nhảy vào tìm địa chỉ Palette và không gặp e trúng. Double kill cho Emo và Gamesport họ đang bước hơn nửa bước tới với chiến thắng rồi. Đúng, mặc dù là đổi hòa về mạng, mất đi những màn gục chấm dứt, nhưng họ đang chạm vào trụ hai khu vực đường giữa của team Sirius. Một mình Hero tiến ra khu vực này cảm giác sẽ là không đủ để có thể cố gắng là kéo lại những cái lượng máu cần thiết của cái trụ hai. Vẫn là một cái lượng máu tương đối mất đi của cái trụ hai khu vực đường giữa, và bên phía của Gap vẫn hài lòng với thế trận thời điểm hiện tại. Họ vẫn duy trì được khoảng cách so với lại team Sirius phía bên kia, và chưa kể đó họ đang hình thành được một Emo với kênh là 612. 6 rồi đấy, 6 rồi, đã kích 6 Emo. Ừ, chính xác như vậy. Tối bây giờ là đây là một pha, và thực ra bên phía của Gam ấy cũng không nhất thiết phải làm như vậy. Họ đã câu được hai chiêu cuối rất quan trọng. Họ thực ra có thể đi về được bởi vì Levi có thể chống chịu với cái bán nguyệt thương, anh ta có thể rút lui. Nhưng Elio đâm vào sâu quá nên anh ta mới là người nằm xuống mà thôi. Nhưng ở thời điểm này các bạn thấy ngưỡng sức mạnh của Saya chưa được đạt đến nên anh ta bắn rất lâu ra mới hạ gục được. Và khi mà Emo băng được qua tường với sát chiêu hoàn hảo thì đó là một ván đấu hoàn hảo cho Emo. Lúc đầu anh ta đã bị solo kill nhưng sau đó là liên tiếp 6 điểm hạ gục được dồn vào túi anh ta rồi. Và bây giờ thì bên phía của team Swift lại càng khó khăn hơn khi mà Taki không còn bất kỳ một phép bổ trợ nào trên người. Tình huống đánh nhau tiếp theo bên phía Gam ép được giao tranh để có thể tìm kiếm vào Taki thì Taki rất khó để có thể sinh tồn. Chúng ta thấy được cái pha giao tranh vừa rồi, Taki đã cố gắng dùng chiêu cuối để thoát khỏi tình huống chiêu cuối của Elo, nhưng khi mà không dính chiêu cuối của Elo trong nhịp 1 thì Elo sẽ tiếp tục dùng được thêm cái thuật tinh nhiệt đó thêm một lần nữa. Vẫn đây là một ván thi đấu quá khó dành cho bên phía của team Secret ở trong giai đoạn hiện tại, khi mà dây của họ đang thật sự có những sự chuyển dạng từ phế thành phế hơn. Bởi vì càng về sau thì bạn sẽ càng yếu, và càng về sau thì cầu sấm của bạn nó lại càng không mang lại tác dụng nếu như tuyến trước đối thủ cứ che. Và trước cái đất đang không năm nữa thì đồ đâu ra mà bắn, đồ bạn thua thì chắc chắn cầu rỉa của bạn nó cũng chẳng có tác dụng gì. Bây giờ thì Ares liệu có thể thay đổi được cục diện và đấu này không, khi đồ anh ta rất nhiều sát thương. Nhưng nhìn lại bên kia thì cũng không ngại lắm bởi vì họ có quá nhiều khả năng chống chịu, đặc biệt là Ares. Ok, đặt quả cầu vô được. Và Ballet đang cần phải lùi ra. Taki phía này lên sóng âm, giữ chân được Levi lại vào một cú móc. Đây lên cửa là mưa tên lửa hắc ám sôi rồi, mọi combo bung vào và Taki đã bị dứt điểm. Palette đang phải chạy, Hero đang phải chạy, Hackmet cũng đang phải chạy. Hackmet thua Emo 3 cấp độ thì không có cách nào chơi được. Ui. Hackmet Hero tái rồi, không chín rồi, cặp đôi không chín rồi. Khó. Khó dành cho bên phía của team Sirius. Và bây giờ khi mà họ mất người, họ mất Taki thì cách nào để có thể họ cạnh tranh con Baron này với lại Gam đây? Thậm chí là Emo còn tự tin lướt lên khu vực nữa trên để khiến cho Hero không thể nào tiếp cận vào được bên trong khu vực hang Baron. Chúng ta vừa đề cập là hai phép bổ trợ không có trên người của Taki, thì việc anh ta cố gắng là đi vào cùng với những người đồng đội sẽ đặt anh ta vào vị trí nguy hiểm và anh ta nằm xuống ngay lập tức. Và với ván đấu mà có lẽ bên phía Gam Esports hoàn toàn chủ động để kết thúc ván đấu ở thời điểm hiện tại mà thôi, bởi vì tôi chưa thấy có cái tia hy vọng nào. Có chăng là Taki bây giờ đã có được 3 món đồ, nhưng nhìn lại đồ của Easy Love ở thời điểm hiện tại, anh ta sẽ đứng ở tầm rất xa để có thể gây lượng sát thương. Còn Emo sẽ là người lao vào, anh ta có thể tự tin với khả năng lao vào của mình bởi vì anh ta có một cái đồng hồ cát có hắc ám soi rọi đến từ Easy Love, và có thêm những lớp lá chắn ở trước mặt mình như là Levi, như là Elio, và thậm chí có cả một khẩu thần công ở bên cạnh, đấy là Kiaya với một lượng sát thường như thế này. Hơi tiếc dành cho Easy Love nhờ, nếu như mà anh ta xanh hơn tí xíu thì ngon, tức là anh ta kết mạng khá dễ để có thêm được 5 mạng gục kích hoạt 7 mặt ảnh chẳng hạn. Combo 6 Emo 7 mặt ảnh nữa thì phải nói là hủy diệt đến từ bên phía của Game Sport. Tiếc là chuyện đó là hơi khó bởi vì đồng đội anh ta sát thương nhiều quá. Vẫn có một Emo đó, vẫn có một Kia đó, và vẫn có một sinh giao trong Televia đó, thì rất khó để tìm được thêm 5 mạng gục dành cho Easy Love. Nhưng ít nhất trong giai đoạn hiện tại anh ta không nằm xuống. Việc một con Xena mà không nằm xuống thì chắc chắn là khoảng thời gian sau nó bốc linh hồn quá kinh rồi, thì nó sẽ bắn nó ở đâu.
Thứ mà Gam cần thời điểm hiện tại sẽ là áp lực thêm vào các trụ ở khu vực đường giữa và khu vực đường trên, nơi mà trụ hai vẫn còn. Còn về Linh Hồng Rồng thì rõ ràng khi mà Team Secret đã thua như thế này, họ không có bất kỳ cách nào để có thể tiếp cận những con rồng lửa. Ba rồng lửa được stack với nhau, lượng sát thương cộng thêm của Gam là cực kỳ nhiều. Cộng với đó, Bullet Baron được tiếp cận, được dẫn dắt đã có thể lấy được trụ hai khu vực giữa rất dễ dàng dành cho bên phía của Gam. Bây giờ thì lượng sát thương đến từ Easy Love sẽ là thấm nha. Anh ta có cho mình 3 dòng lửa, có cho mình một cái lượng linh hồn rất đáng kể ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó Elio bây giờ đã 3 món đồ chống chịu rồi. Taki làm sao bắn qua được cái lớp lá chắn này của Gam Esports nhờ? Và nếu mà anh ta bắn được Elio thì làm sao anh ta bắn qua được cái bán nguyệt thương của Levi? Đó mới là vấn đề. Gam bây giờ sẽ dẫn được những con xe có bộ lợi Baron này và phá đi cái trụ bảo vệ nhà lính của Team Secret ở đường giữa. Tại vì đây là Senna cho nên việc móc máu dễ, nhưng mà cái vấn đề nếu như Elio mà anh ta che lại thì thật ra sát thương các bé nó cũng không là bao. Cho nên với việc có được thêm cái nhà lính như thế này, ui sao nó xuyên hay thế nhờ? Cái tướng con Nautilus nó cũng bự lắm rồi. Quay trở lại pha giao tranh thủy lô tầm dừng là Ares, và người đang mất máu nhiều cũng như nằm xuống là Ballet. Ares đang phải bỏ chạy. Levi vẫn đang tiếp tục tiếp cận bằng cái cây thương của mình kia và đẩy Hero vào phía bên trái. Còn Hermes đang bị kẹt lại, tắt biến móc không trung đến từ Elio. Và bên phía Team Secret đang muốn quay trở lại đánh với họng súng là Hermes, nhưng Hermes đang rất phế, anh ta không có một phương án nào để đánh tiếp cả. Bắn lại không trung và kết quả là bên phía của Gam đơn giản lùi về mà thôi. Cứ cho là Hermes có những pha bắn cầu sấm nó trúng vào người của Elop, sát thương là nhiều đi, nhưng Gam chỉ cần mở đúng một pha thôi thì các thành viên của Team Secret, đặc biệt là Ballet, nằm xuống với lượng chống chịu quá thấp. Cái khó của Team Secret ở thời điểm hiện tại đó chính là họ không có bất kỳ một thành viên nào đứng ra đỡ những cái cú kéo của Elo. Các thành viên của Team Secret rõ ràng khi mà thậm chí là cả Hero, cả Ballet, những người chơi này mà ăn một cái kéo của Elo thôi thì lượng sát thương sốc ngược trở lại của Gam là vô cùng nhiều. Một bên là không muốn đỡ, một bên là không thích đỡ. Khi mà không ai đưa đỡ cho Easy Love cả, khi mà anh ta vẫn đang là một xạ thủ chim mồi, anh ta câu chiều, anh ta câu cả cái cầu sấm của Hasmet nữa. Những người đồng đội của anh ta bây giờ hoàn toàn có thể để cho anh ta đứng ở khoảng cách rất xa sử dụng chiêu cuối, bởi vì sát thương của họ là quá đầy đủ. Các bạn có thể nhìn thấy lượng đồ của Kiaya thế kia, anh ta có thể băng thẳng vào, anh thả mưa tên lửa và sau đó sử dụng cái cú quy của mình để thiêu đốt các thành viên của Team Secret, rồi Imo có một lượng sát thương lớn nữa. Vẫn đây là một ván thi đấu mà Team Secret không tìm được một phương án nào để có thể chống trả. Gam Esports cứ việc chiêu chiêu là xong, bởi vì sức mạnh của họ bây giờ là sức mạnh tối thượng. Những cú mưa tên lửa của Kia tầm này là quá kinh khủng, một cú mưa tên lửa đẹp nó giải quyết mọi lượng mẫu mà Team Secret đang có. Cầu sấm của Hermes bắt đầu có được một vài sự chất lượng, nhưng hình như là hơi quá trễ, bởi vì anh ta chỉ sử dụng cầu sấm để phòng thủ chứ không phải là sử dụng cầu sấm ở giữa trụ hai của đối phương, thì chắc chắn là mức độ ảnh hưởng của Hermes nó không là bao cả. Nhưng mà ít nhất là cái lượng sát thương đầu ra của Hermes cũng có tương đối trong những tình huống là bắn cầu sấm của mình, nó làm cản nhịp tấn công của Gam. Gam không thể nào là liên tiếp đẩy 2-3 quay lính vào để có thể ngay lập tức là lấy được cái trụ 2, trụ 3 khu vực đường trên. Nhưng trụ 2 đã mất thì việc tiếp cận vào trụ 3 cũng chỉ là vấn đề thời gian dành cho Gam mà thôi. Lệnh thông âm đã trúng, Elio bị kẹt lại, xuất hiện ngoài trái của Dabun ra hắc ám, sau đó cũng được hỗ trợ. Và Taki đang bị chính thủy lô tầm nhìn, một pha nhảy và đi một tạc game và được không trúng phía bên này bị kẹt lại rất lâu. Đó là Hero, Hero đang bị hai thành viên nhắm tới, Hermes vẫn đang hỗ trợ đồng đội của mình. Anh ta chuyển sang dạng súng để tự bắn tiếp. Taki thì đang bị kẹt lại một nghìn tiền có cho Taki. Taki vẫn đang cố gắng thủ, có quả cầu để hỗ trợ. Elio, Kia và Levi đang phải bỏ chạy. Ballet cũng đang di chuyển tới, tóc biến lên năm phát và Hermes đâm xuống. Ballet thì phía bên này sau đây anh ta nhảy và hỗ trợ lính mà thôi. Một pha phòng thủ rất kiên cường của Team Secret khi mà Taki anh ta bắn là cực kỳ nhiệt trong pha thi đấu vừa rồi. Và Hasmet cũng đã dồn dược sát thương vào Easy Love, cái người mà anh ta nhắm đến từ tất cả những pha giao tranh trước. Nhưng vấn đề là pha đẩy vừa rồi các bạn có thể nhìn thấy Gam không có bùa lợi nào cả. Nếu mà họ có linh hồn rồng lửa, nếu họ có bùa lợi Baron, đây sẽ là một pha đẩy khó khăn hơn rất nhiều. Khởi đầu bằng tình huống bắt vào người của Elo, nhưng mà Elo quá trâu, quá nhiều siêu. Với cái sự hỗ trợ đến từ Senna nữa thì Elo có thể lùi về. Pha này tôi cứ ngỡ rằng là Taki sẽ phải nằm xuống, nhưng không. Khả năng xử lý tốt từ chính bản thân của anh ta và sự hỗ trợ đến từ đồng đội của anh ta, đó chính là con Rakan của Ballet, đã giúp cho Taki vẫn sinh tồn được. Còn người cố gắng băng bổ vào là Imo thì lại phải nằm. Mạng hạ gục chấm dứt, nó rơi vào túi của Taki. Levi cũng rất là khỏe ở thời điểm này nha. Với cái lượng sát thương cộng thêm của linh hồn rồng lửa thì nếu các thành viên của Team Secret không để ý Levi, khả năng đâm chọt của anh ta cũng là vô cùng khỏe khoắn. Anh chỉ macro hơi sớm khi mà còn 25 giây nữa thì còn dùng mới ra, chưa có linh hồn rồng lửa. Nhưng mà nếu có thì Levi cũng sẽ là một nguồn sát thương rất đáng kể pha thi đấu vừa rồi. Thực ra trong một cái pha phòng thủ vừa rồi chúng ta còn phải kể đến một nguồn sát thương nữa, đấy là cái trụ của Team Secret khi nó bắn Kia rất nhiều và khiến cho Kia không thể đứng lại để giải cứu cho Easy Love được. Chứ nếu không có trụ bảo vệ lúc đấy, tôi nghĩ là Hasmet không thể nào dồn sát thương được vào Easy Love với một lượng sát thương ở bên cạnh của Kia. Vẫn đang là các thành viên Gasport với ngưỡng trang bị nhỉnh hơn rất nhiều và họ đang chuẩn bị sẵn sàng để bước vào con rồng lửa.
có con rồng lửa thì chắc chắn lửa sẽ double rồi, dựa trên khả năng xảy vô cùng đau đớn của Kia Gia ở trong giai đoạn hiện tại. Rồng đang bị ăn với tốc độ vô cùng nhanh, những nắm đấm Hero tầm này không có nhiều tác dụng lắm. Easy Love tiếp tục một lần nữa hứng cái lượng đạn HM tung ra, móc đã thành công. Khắc ám tôi đợi buông ra mọi thứ là người mưa tên lửa cũng rất đẹp. Hai người đứng bên trong và hai người chắc chắn đều phải nằm xuống là Hero và Balen rút lòng về Taki. Hmet anh ta đang phải bỏ chạy, Emo đang nhấn đồng hồ cho đẹp, anh ta sát chiêu bằng hảo về và anh ta hỗ trợ đồng đội của mình dứt điểm được Hmet. Hmet bị kẹt lại, Hmet phải nằm xuống, đấm một kill cho Taki và Taki lại móc linh hồn đang bị Islap bắn với một tầm vô cùng xa. Tóc biến móc lấy được tóc biến của đối phương và chắc chắn Gamesport họ đang chuẩn bị hướng đến lần thứ 10 liên tiếp chung kết của chung kết của VCS 2024 mùa xuân này. Họ đang đứng tới rất gần rồi. Nhưng bây giờ họ sẽ về, bởi vì họ đã câu được cái dịch chuyển của Ares rồi. Họ sẽ về ăn rồng, có linh hồn rồng lửa. Họ sẽ ra con Baron ăn tiếp một cái mục tiêu nữa và đẩy xuống đường dưới. Không việc gì phải vội ở thời điểm hiện tại. Đội hình của họ đang hơn đối phương là 6.000 tiền. Nhưng về cơ bản bạn có những chất tướng gia tăng rất nhiều sức mạnh ở cuối trận, như là Akali, như là Senna ở thời điểm hiện tại, thì Gam hoàn toàn có đủ thời gian để có thể tiếp tục chill. Họ chỉ cần phải e ngại cái sát thương của Ataki mà thôi. Ra đây ra đây cho Baron nó khạc hai phát và Taki mất đi nửa máu đi về. Và kết quả là bên phía của Team Spirit không thể nào phản công ngược trở lại được ở khu vực hang Baron. Và Gam cũng ngay lập tức quay ngược trở lại với vòng chiến với con Baron này nằm trên bản đồ. Các thành viên của Gam đang tiến hành là kiểm soát tầm nhìn trước, lượng máu của họ đầy đủ, họ đã có được linh hồn rồng lửa. Cứ cho là đội hình này ở khoảng thời gian trước đó cái tốc độ ăn Baron là không nhanh, nhưng bây giờ với lượng sát thương này là quá dồi dào, tốc độ dọn con Baron này chỉ là trong phút 4 mà thôi. Một ván đấu vẫn đang diễn ra với một tốc độ vô cùng chậm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là nó chậm như thế nào. Nó chậm là bởi vì bên phía Gasport muốn chắc chiêu. Anh bọn họ muốn kỹ càng trong từng pha xử lý của mình. Bọn họ không muốn mắc những sai lầm để rồi phải hối hận trước những tình huống ẩu tả của bản thân mình. Levi đang di chuyển, thấy được Hero, con rồng lửa đang giúp cho Levi vô cùng lực. Và chắc chắn là bên phía của Team Secret sẽ cần phải lưu ý cho câu chuyện đó. Họ sẽ lùi, họ sẽ nhường phần sân này để cho bên phía của Gasport cắm được thêm vài con mắt, tạo ra những nguồn ánh sáng, chưa kể đến ăn con Baron. Đội hình của Gam bây giờ có thể kết luận một câu, đấy là trông lực thật sự. Bây giờ với con Nautilus đứng đằng trước, với Levi đứng bên cạnh, những nguồn sát thương như là Easy Love, như là Kiaya, thì Team Secret không thể vào được. Còn Emo không cần phải đứng cùng team. Các bạn có thể nhìn thấy đây là cách bạn thi đấu Akali ở thời điểm hiện tại. Đấy là giai đoạn ban đầu, bạn không cần phải đứng cùng với team làm gì cả. Khi mà đối thủ không ra, bạn mới ra để góp sát thương. Còn nhiệm vụ của Emo ở thời điểm hiện tại, đấy là tìm ra tuyến sau của Team Secret. Cứ thấy ai như kiểu là mỏng máu, như kiểu là Ares, như kiểu Taki, Palette là anh ta lao vào. Và trong ván thi đấu này, tôi để ý là những tình huống ràng buộc của Easy Love cũng là cực kỳ chính xác. Anh ta luôn giữ được một con Rakan. Và khi mà Rakan bị khống chế, thì Rakan không thể nào quẩy nó giao tranh được. Rất gần dành cho Gam rồi để có thể tiếp cận cái chiến thắng ở trong ngày hôm nay, khi mà họ đang dẫn trước về linh hồn rồng, về Bullet Baron, về tiền so với đối phương. Và vẫn luôn là cái vấn đề không hề có chống chịu của Team Six phải giải quyết làm sao trong những pha giao tranh tổng tiếp theo. Chúng ta thấy được họ nỗ lực trong việc là khai thác những màn gục chấm dứt, nhưng bây giờ khi Gam đã tập trung đủ người đi chung với nhau, không có sơ hở để cho Team Secret bắt lẻ, thì làm sao mà họ có thể phản công được người trở lại đây. Taki phải bắn được, Taki bây giờ bắt buộc phải bắn được, không là không có một cửa nào để giúp cho bên phía của Team Secret thắng được pha giao tranh cả. Nhưng vấn đề nó vẫn nằm ở chỗ là cái bán nguyệt thương của Levi có cho Taki bắn được hay không, nó mới là mấu chốt. Cái nhà lính đường giữa đã bị nổ và lính nó đang sẵn sàng để chạy vào khu vực đường trên, thì Emo đang bắt đầu dẫn binh đoàn của Gamesport di chuyển vào bên trong. Đây rồi, mưa tên lửa nó dồn và Palette nằm xuống, tốc độ quá nhanh đi, Hero được kẹt lại, Hero đã bị làm chậm. Một pha nhảy vào này hỗ trợ Emo nhảy vào, nhưng lập tức anh ta bị cản lại bởi cái tả xương ngũ đồn. Phía bên này Ares anh ta sử dụng đồng hồ để outplay, nhưng ta bị hất tung lên ngay sau đó. Taki rút lông về sau khi bị dính chiêu cuối của đối thủ. Kia nhảy vào, Emo nhảy vào, bộc lộ sát thương quá kinh khủng. Levi nhảy vào đây đánh double kill, đã có được Kia một mạng nữa dành cho Senna. 26-6 và Gamesport họ có lần thứ 10 liên tiếp tại VCS đến với trận đấu chung kết tổng. Như vậy là cái tên còn lại đụng độ với Viking Esports ở trong trận chung kết tổng của chúng ta là Gamesport. Một màn thể hiện cực kỳ hủy diệt đến Gamesport với chiến thắng hoàn hảo là 3-0. Đặc biệt hơn nữa là họ có thể cho chúng ta thấy rằng Emo và Easy Love đánh tốt đến mức độ như nào khi mà được giao những quân bài quan trọng như là Akali, như là Senna. Một con Senna luôn đứng đằng sau, ràng buộc chính xác và hồi phục lại những người đồng đội, tung hắc ám soi rọi trong những tình huống can thiệp ở cánh trên. Một Akali bay nhảy và có thể gây ra hàng tấn sát thương lên đội hình của đối thủ.
Và rõ ràng cái bộ mặt thất bại trước Viking ở trong cái trận đấu đầu tiên của mình chỉ là quá khứ mà thôi. Gam đang cho thấy cái sức mạnh thời điểm hiện tại của mình là vượt trội hoàn toàn như thế nào. Họ chiến thắng 3-1 trước Team Bell, họ chiến thắng 3-0 trước Team Spirit. Một kịch bản đi từ nhánh thua đi lên của Gam đang thật sự là một kịch bản trong mơ dành cho họ. Và biết đâu cuộc tái đấu giữa họ và Viking thì Viking sẽ cần phải rất cẩn thận trước một Gam đang quá hủy diệt này. Cuộc chiến của những chân mệnh thiên tử, thật sự Gam Esports đội đã có rất nhiều lần tiến vào trong trận đấu chung kết tổng. Và phía bên kia là một KT cũng đã rất nhiều lần đến với chung kết tổng. Và nhà vô địch đến từ Gam Esports và nhà vô địch một thời của Gam Esports đều đã chuẩn bị hướng đến một tương lai, hướng đến ngày mai, hướng đến trận đấu chung kết, hướng đến một trận đấu. Một là cụ vương, hai người còn lại sẽ mất đi cái ngôi với rất nhiều lần liên tiếp có được chiếc cúp vô địch VCS. Chính xác là như vậy, một đội hình cũng có đầy sức trẻ đến từ cả hai đội tuyển, nhưng cũng có một cái điểm đặc biệt, đấy là họ được lĩnh sướng bởi hai người chơi thi đấu cực kỳ kinh nghiệm. Một người là Levi, một người là Sọp. Và đây là một cuộc đối đầu mà tôi tin chắc rằng bất kỳ một fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại ở Việt Nam nào đều sẽ muốn theo dõi, và thậm chí là cả quốc tế cũng muốn theo dõi luôn. Đúng là như vậy. Và khi mà đội hình của Gam đang ngày càng mạnh lên, đang ngày càng hoàn thiện hơn với những mảnh ghép mang tên là Emo, mang tên Easy Love, thì chúng ta lại càng là yên tâm hơn về Gam khi mà họ liên tục là hủy diệt các đối thủ của mình có mặt ở tại nhánh thua. Còn trong khi đó, bên phía của Team Spirit ngày hôm nay mặc dù cũng đã có những cái cố gắng, những cái nỗ lực nhất định, nhưng bao nhiêu đó vẫn là không đủ khi họ phải đối đầu với một Gam quá mạnh ở thời điểm này. Một trận đấu mà không cần phải nói nhiều về những tình huống xử lý đó, các thành viên bên phía của Gam Esports đơn giản họ tinh tế hơn, họ kỹ hơn, và cuối cùng họ đã thành công. Họ kỹ tới mức độ là phải con rồng thứ tư khi mà họ có linh hồn rồi thì lúc đó họ mới có được cái chiến thắng. Nó quá tuyệt vời và giúp cho Gam Esports có được một 3-0. Không còn từ gì có thể chê được nữa cả. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những mỹ từ dành cho Gam Esports. Thưa các bạn, trăm năm kiều vẫn là kiều, Levi thì mãi là rừng thấp thia. Và chào mừng các bạn đã trở lại với phần phỏng vấn tuyển thủ. Tôi là Ngọc Thiên, và đứng cạnh tôi đó chính là thủ lĩnh của Gam Esports, đội đã chiến thắng trong cặp đấu vô cùng căng thẳng vừa rồi, đó chính là Levi. Và lời đầu tiên có lẽ là nhường lại cho Levi để có thể có những lời chào thân thiện nhất đến tất cả bạn khán giả. Em xin phép được gửi một lời chào đến anh Thiên cũng như là đến các bạn khán giả đang theo dõi, và hy vọng là các bạn đã có một khoảng thời gian theo dõi vui vẻ. Chắc chắn là tất cả chúng ta đều đang rất là vui vẻ, đặc biệt là các bạn fan hâm mộ của Gam Esports, người đã ủng hộ chúng ta trong xuyên suốt thời gian qua, đúng không? Có lẽ chúng ta sẽ đi đến với ván thi đấu thứ hai, nơi mà các bạn đã bị giận rất nhiều, thậm chí là về tiền, về mục tiêu. Và KD lúc đấy là 4-0 dành cho TS. Thì mình rất là muốn biết là các bạn đã thảo luận những gì, và cơ sở nào để cho Levi cùng với những người đồng đội của mình tin là mình có thể bước vào một pha giao tranh như thế để rồi quét sạch cả đối phương. Ở trận thi đấu thứ hai thì nếu mà mọi người để ý một chút thì cũng sẽ rõ được cái ý đồ của Gam, đó là một cái đội hình thiên về late game và với con Smoker là chủ lực chính. Thì khi mà giai đoạn đầu trận thì bọn mình để cho mất hơi nhiều lợi thế thì bọn mình cũng gọi là động viên nhau một cách bình thường thôi. Không sao anh em, dòng đủ số là win à. Chơi game dễ vậy luôn. Thường xuyên là như vậy, thường xuyên thôi. Không phải là 100%, nhưng mà đôi khi thì những con Smoker nó có đủ stack thì nó rất là mạnh. Tức là câu trả lời của Levi lại thuận cho tôi hỏi câu 2 nữa. Đó là ở cái trận đấu này, đặc biệt là cái ván thứ 2, người ta lại tiếp tục nhắc về cái nhận định là các đội khi đối đầu với Gam lại tự bắn vào chân của mình. Câu này mình có hỏi đầu mùa rồi. Thì riêng Levi cảm nhận riêng trong cặp đấu này, điều đó có đúng hay không? Mình nghĩ là Team Secret đã có một trận thi đấu không được như mong đợi của họ, đúng. Nhưng mà mình cũng dành một lời khen cho các thành viên ở bên Gam Esports, các gọi là đàn em của mình. Thì bọn mình cũng đã có một trận thi đấu mà khá tốt để có thể mang về chiến thắng 3-0. Rồi, và trước đó chúng ta cũng đã có một cái cuộc đối đầu với Viking. Và trận thua 0-2 trước Viking Esports đối với Levi cùng với những người đồng đội, có phải là một sự bất ngờ không? Ở thời điểm hiện tại thì tất cả những gì mà có thể xảy đến ở VCS thời điểm hiện tại, mình nghĩ đều là bất ngờ. Tại vì cái tình thế hiện tại cho cả giải đấu cũng như là các đội tham dự thì nó cũng không phải là một cái tình huống nó dễ đoán được. Cho nên thì bất ngờ là thứ mà đúng, nó đã xảy ra. Mọi thứ đều rất là khó lường. Từ trước tới giờ có lẽ Khánh cũng có theo dõi, và tất cả mọi người, người ta đã tốn biết bao nhiêu giấy mực về cuộc đối đầu giữa Levi cùng với Sọp. Chúng ta hiện tại đang có tỷ số là 1-0 dành cho Sọp.
Riêng Levi cảm nhận được Viking khi có sự bổ sung của Sọp thì sức mạnh của họ như thế nào? Cái này thì chắc là cho em nhiều lời một chút. Tại vì đánh giá cái tương quan lực lượng giữa hai bên thì rất là khó. Tại vì như lúc nãy mình có chia sẻ là rất là nhiều bất ngờ đã xảy ra. Và em phải công nhận một điều là Viking thời điểm hiện tại rất mạnh. Họ có mid AD là hai mũi nhọn hàng đầu VCS vẫn còn đó. Và một người đi rừng tiềm năng, một người đi top thì mặc dù mới xuất hiện thôi nhưng mà cũng đã có những cái màn trình diễn xuất sắc. Và trên hết thì họ có một người chủ tịch kiêm huấn luyện viên, kiêm một người có lẽ là cho đến thời điểm hiện tại thì support xuất sắc nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại. Mới và là một gọi là nhân tố mà rất là quan trọng của Viking. Còn Gam thì Gam thì có 9 chiếc vô địch và đang tiến tới chiếc thứ 10. Khúc này mà nếu như có khán giả chắc là biết bao nhiêu tràng vỗ tay với một cú gáy khét lẹt đến từ Levi, biết bao nhiêu lời hoa mỹ để nâng đối phương lên. Và sau đó là chúng ta khoe chính cái cúp. Và tôi tặng vào câu cuối luôn, nếu muốn vượt qua được Superman, chúng ta cần tới đá Kryptonite. Nhưng muốn đánh bại Gam thì phải hỏi ý Levi. Cảm ơn tất cả các bạn khi đã theo dõi phần phỏng vấn của Ngọc Thiên cùng với Levi, đội trưởng của Gam Esports. Và ngay bây giờ xin mời các bạn hãy cùng trở lại với phòng phân tích. Xin cảm ơn MC Hoàng Thiên, xin cảm ơn Lê Vi và cũng gửi lời chúc mừng đến Lê Vi với lại Game Esports đã có được chiến thắng 3-0 cực kỳ ấn tượng, cực kỳ áp đảo ở trong trận chung kết nhánh thắng này. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, chung kết nhánh thắng đây rõ ràng là một cái chung kết nhánh thua, đây rõ ràng là một cái trận đấu mà không hề dễ dàng gì cả khi mà Team Secret vẫn luôn là một đội được đánh giá rất là cao, thậm chí họ còn là đội dẫn đầu ở trong giai đoạn trước đây của giải đấu này. Và một lần nữa rất tuyệt vời Game Esports trong ngày thi đấu hôm nay. Mà thật sự là không ngờ tới cái tỷ số này và đánh được lúc 1 giờ mà tầm 3 rưỡi đã phỏng vấn rồi. Một khoảng thời gian quá nhanh. Và đây chúng ta sẽ cùng nhìn lại cái thông số của ván tiếp theo này khi mà Gamesport họ có được 4 cái dòng lửa. Và tất nhiên rồi, cái lượng sát thương lớn nhất đến từ Gamesport đến từ Kia với một cái bài Rumble. Trong khi đó thì bên phía bên kia, mặc dù là Saya và Taki, mặc dù là Jay trong tay của Hasmet cũng có một cái lượng sát thương khá là ổn. Tuy nhiên cảm nhận một điều của tôi đó là khả năng hồi phục của Senna với cả khả năng bút kia lên nó là quá lớn. Nó khiến cho cái lượng sát thương của bên phía Team Secret là tương đối ảo. Tôi nghĩ rằng trong cái ván đấu này là những quyết định đến từ Team Secret nó có rất là nhiều những cái vấn đề. Yeah. Họ xử lý kỹ năng không phải ở mức tệ, nhưng những vấn đề đưa ra đến từ quyết định của họ trong những tình huống xử lý kỹ năng cá nhân đến từ rừng của họ, đến từ người chơi đường trên hoặc đường giữa của họ. Thì quyết định dịch chuyển của họ ở khu vực đường giữa thì có rất là nhiều vấn đề cho Secret khi mà họ thất bại trận đấu gần như là muối mặt ngày hôm nay. Dạ, chúng ta cũng thấy rằng Team Secret đã thi đấu tương đối là rời rạc trong ngày thi đấu hôm nay. Và một lần nữa anh chàng người chơi đường giữa Imo đang chứng minh được sức mạnh và cái khả năng và sự xứng đáng của mình khi có mặt ở trong đội hình của Game Esports. Gọi là lão vương đúng không? Của VCS, một đội tuyển mà giành được rất là nhiều chiếc cúp VCS rồi. Và họ một lần nữa chạm tay vào cơ hội để có được chiếc cúp tiếp theo của mình. Chiếc thứ mấy ạ? Mặc dù cái lượng sát thương đến từ Emo cũng không phải là quá cao, tuy nhiên là anh chàng này vẫn tìm được những mục tiêu quan trọng, đặc biệt là những người chơi chủ lực của đối phương để có thể lấy những cái mạng và khiến cho đối thủ mất đi người chơi quan trọng. Và thực sự một điều là những cái tình huống đó nó mang tính đột biến rất lớn, có thể là tình huống ở vị trí đường giữa nữa. Cũng phải nói rằng mà ta đang muốn tiếp lời của mình nghỉ cơ kìa. Phải nói rằng Game Esports nó vẫn chứng minh được vị thế của họ tại VCS. Mặc dù có những cái hoài nghi, có những cái khó khăn dành cho họ, nhưng họ vẫn giữ nguyên được cái vị thế rằng mình sẽ có mặt chung kết VCS. Còn kết quả như thế nào thì chúng ta sẽ chờ vào ngày mai. Nhưng trước hết ta cùng xem là một vài tình huống. Đây là cái quyết định khi mà họ đang đẩy ở hai cánh, với dây đẩy khu vực đường dưới không có ai cả. Oriana đang đẩy khu vực đường dưới khi đối phương rất là thấp máu trụ 2. Nhưng ba người ở khu vực đường dưới lại chọn đánh vào bốn người của đối phương, hay thậm chí là ba người của đối phương. Tôi nghĩ là quyết định cũng không thật sự là hợp lý cho lắm khi bạn có thể dễ giữ cái thế đó. Bạn đẩy khi đối phương ngang người hoặc nhiều hơn người, không có lý do để mà tấn công cả. Nhìn pha thi đấu này tôi lại nhớ đến một pha thi đấu cũng tương tự như vậy, nhưng mà trong trận đấu với lại Viking Esports. Một pha thi đấu mà chắc là tất cả mọi người đều ấn tượng với một cái pha nhảy lên tương đối là tai hại của Emo. Nhưng mà trong pha này rõ ràng Game Esports đã thi đấu một cách rất là chặt chẽ và họ đang thể hiện mình trưởng thành hơn sau từng ngày và thậm chí là sau từng ván đấu. Rõ ràng. Rồi chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với tình huống thứ hai, một tình huống mà giao tranh ở khu vực đường giữa và đường trên của cả hai team. Thì chúng ta thấy là bên phía của TS họ đã cố gắng dồn sát thương vào người của Emo, nhưng Emo vẫn sống một chấm máu. Tuy nhiên rất sát thương đến Taki là không phải nói phải là thực sự khủng khiếp ở pha tiếu này, để khiến cho các thành viên còn lại của TS họ có nuôi hy vọng để giành chiến thắng. Nhưng rõ ràng
rõ ràng các thành viên của Gam Esports họ vẫn có cách để có thể khống chế một phần nào đó bằng việc là Lê VA ta tốc biến lên và hạ gục Hasmet ở trong tiểu này. Đây là một tình huống mà rõ ràng đánh ở một cái cự ly đội hình nó thực sự là hơi khó khăn dành cho Gam một chút xíu. Gam họ mạnh hơn ở thời điểm này nhưng rõ ràng kết quả của họ lại không quá là nổi bật so với cả bên phía của TS bên kia. Trong đó thì Hasmet cũng đã làm tốt nhiệm vụ mình ở đường trên. Ở phía ngược lại thì như Secret thì họ đã làm tốt nhất có thể rồi. Cái khoảng cách về tiền là có, đối phương có linh hồn rồi, có lực lượng sát thương rất là lớn đến từ phía của Gam nữa. Và đó là một cái pha mà thật ra chỉ là những cái nỗ lực cuối cùng đến từ Secret mà thôi. Khi mà cái khoảng cách chênh lệch giữa hai đội nó đã quá là xa về cái mặt chất tướng, với Akali, với Rumble, bên phía bên kia thì bạn có sát thương nhưng bạn đã thiếu chống chịu. Trong khi đó thì nó đã chống chịu quá tốt. Một cái ngày thi đấu mà Gam đã vượt trội hoàn toàn, đã có được cái tinh thần tốt hơn so với là Secret, đã quyết định đưa ra nó hiệu quả hơn từ Secret. Cực kỳ ấn tượng đến từ Gam Esports, và hơn nữa chúng tôi cũng rất ấn tượng với hành trình của họ trong vòng playoff này, khi mà trong trận đấu đầu tiên thì họ đã để thất bại trước Vikings Esports, một cái trận thất bại mà chắc là Gam Esports cũng đã bị trêu khá là nhiều ở trên mạng xã hội. Mà sau đó thì họ đã quay trở lại cực kỳ nhanh chóng, họ thành công loại được Team Wales, hôm nay họ thắng được Team Secret, một đội được đánh giá rất cao với kết quả là 3-0. Và ngày mai chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu mà tôi nghĩ rằng có khả năng sẽ trở thành trận đấu có lượng người xem cao nhất ở trong mùa giải này. Tôi hy vọng sẽ là lịch sử của VCS, tại vì ngày mai là một cuộc đấu mà nó có rất là nhiều những cái điều thú vị. Đây sẽ là trận đấu trở lại của Sợp, một trận chung kết. Lần mà anh ta rời đi cũng là một trận chung kết, anh ta thi đấu ở vị trí xạ thủ và anh ta thất bại ở tỷ số là 2-3. Nhưng bây giờ khi trở lại vị trí hỗ trợ là tiếp tục thi đấu một trận chung kết. Còn với KT thì từ cái ngày mà anh ta có mặt ở đội hình của Flash 2020, anh ta đánh đến trận này là trở lại trận chung kết thứ 10 liên tiếp của anh, thứ 9 liên tiếp của anh ta rồi. Anh ta thua trong tổng số những trận kết đó, thua đúng một trận mà thôi, là thua ở năm 2021 với lại bên phía của Cerberus, đó là 2021 mùa đông. Thì ngày mai sẽ là một ngày mà KT vẫn tiếp tục có mặt ở chung kết, Gam vẫn tiếp tục có mặt ở chung kết, thì để chờ xem ai sẽ là người nói tiếp cái bước mà thôi. Và ngày mai chúng ta sẽ có cặp đấu sọt đối đầu với cả Levi. Đó là cái... Và không biết là nhiều người gọi KT là chân mệnh thiên tử có thể trở nên thành sự thật hay không, khi mà ngày mai sẽ là một cặp thi đấu quá hấp dẫn. Mà nói xa hơn nữa, trong trường hợp mà Sof cùng với lại KT lên ngôi vô địch ngày mai thì sẽ là lần đầu tiên Sof có mặt tại MSI. Chính xác là như vậy, anh ta chỉ một lần có mặt Over mà thôi, nhưng chưa từng có mặt MSI. Và nếu có mặt MSI với một vị trí hỗ trợ, đó không phải chỉ là bùng nổ ở VSET mà còn là bùng nổ trên toàn mạng xã hội của thế giới. Tại vì không chỉ fan Việt Nam chúng ta đâu, mà còn cả fan thế giới trên Reddit cũng rất là nhiều người đang theo dõi Sof, đang đón chờ Sof. Nhưng kết quả thì ngày mai mới biết được. Chính vì thế mà tối nay chúng tôi sẽ chắc là phải họp hồi lâu để chuẩn bị rất là nhiều nội dung cho ngày mai, đúng không ạ? Mong rằng ngày mai các bạn sẽ không bỏ lỡ và hãy gặp lại chúng tôi trên sóng trực tiếp vào lúc 1 giờ. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.